Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 811, xin hỏi mẹ ngươi họ gì? Ta nhét ngươi vào trong thân thể của một gốc nhân sâm lớn, chính là cái con nhân sâm tinh luôn bị ta kéo theo trước đây ấy mà. Bạch Tôn giả giải thích. Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Gạch nối. Đậu xanh, là cái con nhân sâm tinh đáng thương kia sao? Hắn bị người ta nhét vào trong thân thể của con nhân sâm tinh đó. Bọn chúng đã làm chuyện này thế nào vậy? Vậy bây giờ ngươi có đồng ý trả lời vấn đề của ta không? Cốt cuộc hạch tâm của mảnh vỡ thiên đình ở đâu à? Trước đây ta đã tìm khắp một lượt ở trong mảnh vỡ thiên đình, lục soát tất cả những nơi thoạt nhìn có rất trọng yếu nhưng vẫn không tìm được hạch tâm của nó. Bạch Tôn giả hỏi. Ta từ chối trả lời vấn đề của ngươi. Lư Sơn Lộ Ma Tôn nói một cách lạnh lùng. Ta cứ không trả lời đấy, ngươi làm gì được ta nào? Bạch Tôn giả nghe vậy cũng không tức giận mà ngược lại còn cười ha ha, nói. Ngươi có muốn sống tiếp không? Mục đích mà những tu sĩ chúng ta tu luyện vất vả gian nan, tu luyện ngày đêm còn phải chịu đựng nỗi khổ mang tên thiên kiếp không phải là để trường sinh bất tử sao? Đặc biệt là người đã từng trải qua cái chết như ngươi, ngươi muốn sống tiếp không? Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Gạch nối. Thật đúng là vấn đề gãi đúng chỗ ngứa, muốn sống tiếp không? Đương nhiên là muốn rồi. Chỉ cần là tu sĩ trong trạng thái tinh thần bình thường thì ai sẽ muốn chết chứ? Nhưng, sống tiếp cũng được chia thành rất nhiều loại. Tiếp tục thọ nguyên mấy năm, 10 năm sau đó sẽ chết cũng là sống. Trở thành quỷ yêu sống tạm bợ như cái xác biết đi cũng là sống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thậm chí luyện hóa hồn phách của mình thành pháp khí tà ác cũng là sống. Nhưng những loại sống này đều không phải là loại mà hắn mong muốn. Ta muốn sống. Lư Sơn Lộ Ma Tôn cắn chặt răng nói. Nhưng, có điều Lư Sơn Lộ Ma Tôn vẫn chưa nói hết câu, Bạch Tôn giả đã lôi một cái hũ nhỏ từ trong túi ra. Đây chỉ là một cái hũ trà làm bằng vàng nhỏ bằng bàn tay. Phong cách của cái hũ này thiên về phong cách châu Âu. Ta chờ mãi câu này của ngươi thôi đấy. Bạch Tôn giả nói, nét mặt tràn đầy vui vẻ. Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Đồng thời hắn cảm thấy từng sợi rễ của gốc nhân sâm trên người mình dần trở nên cứng ngắc lại, hệt như nguyên lý con người dựng tóc gáy, đều là dự cảm xấu. Lúc này Bạch Tôn giả ra tay nhanh như chớp, đưa tay túm lấy cái đuôi trong miệng nhân sâm tinh, dùng sức kéo một cái. Cứ thế, cái đuôi nhỏ cùng với phong hồn băng châu bị Bạch Tôn giả kéo ra ngoài. Ôi! Lư Sơn Lộ Ma Tôn rên lên một tiếng, sau đó ý thức của hắn lại chìm vào bóng tối. Sau khi phong hồn băng châu bị kéo ra ngoài, Lư Sơn Lộ Ma Tôn lập tức mất đi khống chế với thân thể của nhân sâm tinh, ý thức quay trở lại bên trong băng châu. Bạch Tôn giả mở cái hũ kia ra, nhét phong hồn băng châu vào trong hũ rồi lại vui vẻ đóng nắp hũ. Trên cái hũ và nắp hũ có một miếng phù văn lớn sáng lên, sau đó nắp hũ và hũ dung hợp lại với nhau, hòa thành một thể. Khế ước thành lập. Trên cái hũ thần kỳ này phát ra một âm thanh hùng hậu. Ngôn ngữ của âm thanh vừa phát ra này không phải ngôn ngữ Hoa Hạ nhưng trong âm thanh này lại mang theo một tinh thần lực nhu hòa có tác dụng phiên dịch. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục không nghe ra đây là tiếng nước nào nhưng vẫn có thể hiểu được ý của nó. Khế ước thành lập, Bạch Tiền Bối rằng con nửa ngày thì ra là để hồn phách của vị tôn giả thất phẩm của Vô Cực Ma Tông và cái hũ nhỏ này thành lập khế ước sao? Tống Thư Hàng đoán. Vừa rồi khi vị tôn giả thất phẩm chiếm lấy thân thể của nhân sâm tinh kia nói ra câu ta muốn sống là đã hoàn thành tiền đề của khế ước rồi. Chắc là nó giống với pháp bảo ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám trả lời không của Kim Giác Đại Vương nhỉ? Chỉ cần trả lời đúng là sẽ bị hút vào trong hồ lô hoặc là bình gì đó ấy. Cái hũ nhỏ này là bảo bối gì đây? Lúc này Bạch Tôn giả bưng cái hũ nhỏ này lên, cười nói. Ha ha! Qua bao nhiêu năm như vậy cuối cùng ta cũng tìm được một hồn phách thất phẩm trở lên làm hồ linh cho ngươi rồi, bây giờ vừa lòng rồi chứ. Ông, trên cái hũ nhỏ này phát ra từng tiếng kêu to thể hiện sự vui mừng chứng tỏ bản thân nó cũng không biết nói chuyện. Câu nói khế ước thành lập vừa rồi chẳng qua chỉ tương tự như một lời thoại được lập trình, sau khi đáp ứng được điều kiện thì sẽ phát ra chứ không phải là tiếng nói của cái hũ nhỏ đó. Đại công cáo thành, Bạch Tôn giả nói với vẻ vô cùng hài lòng. Lúc này gốc nhân sâm tinh đáng thương kia lại tỉnh lại. Nó từ từ mở mắt ra, trong lòng cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Vừa rồi nó mơ thấy một cơn ác mộng, nó thấy thân thể của mình bị thay đổi, không còn thuộc về mình nữa. Thậm chí hồn phách của mình cũng bị một tên ngoại lai đến cưỡng chiếm.
ý chí của nó không thể nào điều khiển được thân thể nó, từ trong miệng nó phát ra âm thanh không thuộc về nó. Hồn phách của nó bị áp chế vào tận chỗ sâu của thân thể, chỉ có thể rên rỉ một cách bất lực. Cũng may tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng. Khi mở mắt ra, hồn phách hay thân thể vẫn là của mình, trong cơ thể cũng không có khách ngoại lai đáng sợ nào cả. Đây chỉ là một cơn ác mộng, thật là tốt quá. Đúng rồi, nói đi cũng phải nói lại, liệu chuyện mình bị một tiên nhân cực kỳ tuấn mỹ bắt đi có phải cũng là một phần của cơn ác mộng không nhỉ? Nhân Sâm Tinh ôm ấp hy vọng vô bờ, mở mắt ra rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ngay sau đó nó lập tức nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Bạch Tôn Giả, người đang cầm một cái hũ kỳ lạ nhỏ đứng bên cạnh mình. Mẹ ơi, đây không phải là ác mộng. Nó thật sự bị vị tu sĩ tuấn mỹ này bắt đi. Thường thì thực tế luôn tàn khốc hơn ác mộng. Vì thế, Nhân Sâm Tinh lại bắt đầu giãy giụa theo bản năng. Ô ô ô ô, sao lại tỉnh rồi? Nghe thấy tiếng giãy giụa của nó, Bạch Tôn Giả lập tức quay đầu lại nhìn về phía Nhân Sâm Tinh rồi bắt đầu nhẹ giọng nói. Xem ra là bị hồn phách làm kích thích nên mới tỉnh lại à? Vừa nói xong, Bạch Tôn Giả xoay người một vòng, đá ra một cú cực kỳ đẹp mắt. Đôi mắt của gốc Nhân Sâm Tinh kia lại tối sầm lại, rồi ngất đi tiếp. Cú đá lần này Bạch Tôn Giả dùng lực mạnh hơn lần trước một chút. Vì thế có lẽ lần này Nhân Sâm Tinh sẽ ngủ lâu hơn một chút. Cây Liễu Yêu Khinh Vũ ở một bên thấy vậy âm thầm nuốt nước miếng của mình xuống. May mà mình còn có thể làm nhánh cây của Bạch Tôn Giả, đối với Bạch Tôn Giả mà nói mình vẫn còn hữu dụng, nên mới không đến mức bi thảm như gốc Nhân Sâm vô dụng này. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục cùng nhìn vào cái hũ nhỏ trong tay Bạch Tiền Bối đầy tò mò. Các ngươi muốn biết tác dụng kỳ diệu của cái hũ nhỏ này không? Bạch Tôn Giả lắc cái hũ trong tay rồi nói. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục gật đầu liên tục. Thứ này, nhắc đến thì cũng không phải là pháp bảo mà tu sĩ chúng ta luyện chế ra. Đây là thứ ta nhặt được trong lúc đang du ngoạn trong sa mạc ở thế giới mấy trăm năm trước. Cũng không biết là thần khí của người nào tạo ra nữa. Trong cái hũ nhỏ này có thể cho một hồn phách ở nhờ để trở thành hồ linh. Nhưng nếu muốn trở thành hồ linh thì phải có tu vi từ ngũ phẩm trở lên. Sau đó còn phải do chính hồn phách đó cam tâm tình nguyện hoàn thành khế ước thì mới có thể đi vào trở thành hồ linh. Bạch Tôn Giả nói. Vậy tác dụng của nó là gì? Tống Thư Hàng hỏi. Các ngươi nhìn cho kỹ này. Bạch Tôn Giả vươn tay ra, xoa nhẹ vài cái lên trên cái hũ nhỏ. Từ trong miệng hũ, một luồng khói được phun ra. Sau đó đám khói này biến thành hình dáng của một vị tu sĩ mặc hắc bào, đó chính là hình dáng của Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Thần đèn à! Ánh mắt của Tống Thư Hàng sáng lên. Bạch Tiền Bối, nó có thể thực hiện nguyện vọng của mọi người sao? Thực hiện nguyện vọng của con người, trên thế giới này làm gì có thứ nào khoa trương như vậy chứ? Bạch Tôn Giả phất tay rồi nói. Thật ra pháp khí này là một loại thần khí chiến đấu. Một ngày có thể gọi hồ linh trong hũ ra 3 lần. Mỗi lần nửa tiếng để nó chiến đấu cho ngươi. Có điều phải cẩn thận vì một khi hồ linh chết là sẽ xong đời thật. Vì thế mỗi khi nó bị trọng thương ngươi phải thu hồi nó vào trong hũ, chăm sóc thương thế cho nó thật kỹ. Gạch nối. Tống Thư Hàng. Nhưng Bạch Tiền Bối, không phải người muốn biết được tin tức về hạch tâm của mảnh vỡ thiên đình từ hắn sao? Bây giờ hắn biến thành hồ linh rồi thì còn có thể trả lời vấn đề của người được nữa không? Đương nhiên là có rồi. Nếu không ta vất vả biến hắn thành hồ linh như thế làm gì chứ? Bạch Tôn Giả cười ha ha, gõ vào cái hũ một cái rồi nhìn về phía đạo nhân mặc hắc bào trong không trung nói. Ngươi tên là gì? Đạo hiệu của bần đạo là Lư Sơn Lộ. Đạo nhân mặc hắc bào trả lời thành thật. Trả lời thật này. Thần kỳ như vậy sao? Tống Thư Hàng nói, đồng thời hắn cũng mừng thầm trong lòng vì đạo hiệu của mình không gọi là đường Bạch Kình thành phố Văn Châu tỉnh Chiết Giang nước Hoa Hạ chân nhân. Nếu không sau này bị người khác hỏi đến đạo hiệu của hắn thì phải cần bao nhiêu dũng khí mới phun ra cái tên này được chứ? Sau đó Tống Thư Hàng lại ôm tâm trạng tò mò hỏi. Lư Sơn Lộ đạo hiệu, ta có thể hỏi một vấn đề không? Xin hỏi mẹ ngươi họ gì? Lư Sơn Lộ Ma Tôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Thư Hàng một cái, không nói một lời. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Thật xấu hổ. Bạch Tôn Giả thấy vậy lập tức an ủi Tống Thư Hàng. Thư Hàng ngươi đừng để ý, thật ra thì nó chỉ biết trả lời vấn đề của chủ hũ thôi chứ không phải là khinh bỉ ngươi đâu. Bạch Tiền Bối, ngươi đừng nói ra mà, ngươi vừa nói thế xong đột nhiên ta lại cảm thấy mình bị hồ linh nhìn một cách cực kỳ khinh bỉ.
Tô Thị A Thập Lục không nhịn được mà bật cười. Khụ khụ. Bạch Tôn giả hắng giọng, nói. Lư Sơn Lộ đạo hữu, mời ngươi giới thiệu một chút về hạch tâm của mảnh vỡ thiên đình này đi. Lư Sơn Lộ Ma Tôn nghe vậy thì hơi khựng lại, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ rối rắm. Ý chí thật là kiên cường, đã bị nhốt vào trong hũ thành hồ linh rồi mà vẫn còn phản kháng lại. Bạch Tôn giả cảm thán một tiếng, sau đó lại đưa tay xoa nhẹ lên cái hũ. Cuối cùng Lư Sơn Lộ Ma Tôn vẫn lên tiếng. Hạch tâm của mảnh vỡ thiên đình ẩn giấu trong những cung điện ở phía tây. Nhưng nếu muốn mở hạch tâm ra thì cần phải do ta ra tay, bởi vì ta đã thừa kế quyền hạn của bộ phận hạch tâm ở mảnh vỡ thiên đình rồi. Thảo nào, thì ra hạch tâm bị giấu đi, còn bị người ta nhanh chân giành trước thế nên ta tìm bao nhiêu lâu cũng không tìm được nó. Bạch Tôn giả nói, thật không ngờ Lư Sơn Lộ Ma Tôn đã nắm giữ quyền hạn hạch tâm. Nếu cho hắn thêm chút thời gian để biến mảnh vỡ thiên đình này thành của mình thì chuyện tấn thăng lên huyền thánh bát phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Đáng tiếc, trên thế giới này không có từ nếu. Lư Sơn Lộ Ma Tôn còn chưa kịp tấn thăng lên huyền thánh bát phẩm thì đã trở thành hồ linh trong cái hũ nhỏ thần bí của Bạch Tôn giả rồi. Vậy thì mời đạo hữu đi trước dẫn đường. Bạch Tôn giả nói. Trong không trung, sắc mặt của Lư Sơn Lộ Ma Tôn lại bắt đầu rối rắm. Một lát sau cuối cùng ý chí của hắn vẫn không địch lại được khế ước của cái hũ nhỏ, vẫn bị bại trận. Vì thế hắn bắt đầu đi trước dẫn đường. Dẫn ba người Bạch Tôn giả đi về hướng cung điện phía tây của mảnh vỡ thiên đình. Chương 812, Diệp Tư, người từng nợ tiền người ta đúng không? Tại mảnh vỡ giao trì thiên đình này có mấy quần thể cung điện. Trước đó Bạch Tôn giả và Tô Thị A Thập Lục cũng tìm được mấy nhóm cung điện, Tô Thị A Thập Lục còn từng chiến đấu một trận với oán linh thuộc về một cung điện trong đó. Lư Sơn Lộ Ma Tôn mang Bạch Tôn giả, Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục đi thẳng về phía tây. Khi đi đến một khối đất hoang màu đen, Lư Sơn Lộ Ma Tôn dừng lại, chỉ xuống đất nói. Tiếp theo phải địa độn mới đi vào được. Ngươi tiếp tục đi trước dẫn đường, ta mang người đuổi theo. Bạch Tôn giả nói. Tống Thư Hàng vừa nghe đến hai chữ địa độn, dạ dày đã nhộn nhạo không yên. Cũng may kỹ thuật địa độn của Bạch Tôn giả rất ổn, giữa đường không xảy ra sự cố bất ngờ gì hết. Sau khi chui xuống độ sâu hơn 200 thước, đám người Tống Thư Hàng thấy được một cung điện dưới lòng đất. Có thể nhìn ra được chỗ này đã từng là một nơi rất phồn vinh thịnh vượng. Nhưng bây giờ, khắp nơi đổ nát tan hoang giống y như quần thể cung điện trên mặt đất, cả không gian bị bao trùm bởi một tầng sương mù màu xám đậm. Sau khi mang mọi người đến chỗ này, trên mặt Lư Sơn Lộ Ma Tôn lại xuất hiện biểu tình rối rắm. Lại đang đấu tranh tâm lý nữa. Tên này phiền thật. Bạch Tôn giả nhịn không được nói. Một lần hai lần thì hắn còn có thể khen vị Lư Sơn Lộ đạo hữu này có ý chí kiên định. Nhưng cứ cách mấy phút, tên này lại bày ra vẻ mặt rối rắm bắt đầu quá trình giám định ý chí một lần, thế thì bảo sao người ta không thấy phiền cho được chứ. Lúc này, Lư Sơn Lộ Ma Tôn lại giám định ý chí thất bại, hắn thở dài nói. Coi chừng đám sương mù này không đơn giản đâu, chúng chính là lực lượng hỗn độn. Trong sương mù sẽ ngưng tụ ra một ít tà thú ô uế giống như thế giới cửu u, cung điện dưới lòng đất này đã từng bị lực lượng thế giới cửu u xâm lấn, làm ô nhiễm qua. Tống Thư Hàng nhìn tầng sương mù xám xịt ở bên dưới, quả nhiên là năng lượng thế giới cửu u, hơn nữa còn là tinh hoa năng lượng thế giới cửu u. Mấy ngày nay hắn thường xuyên tiếp xúc với thế giới cửu u nên cực kỳ quen thuộc với loại năng lượng này. Quả nhiên thế giới cửu u cũng nhúng tay vào sự kiện thiên đình viễn cổ bị hủy diệt sao? Tống Thư Hàng thầm nói. Đang nói chuyện, trong sương mù bỗng có một đoàn năng lượng dơ bẩn xoay tròn, ngưng tụ thành hình một con rồng đen rất lớn, tấn công đám người Bạch Tôn giả. Nhưng rồng đen to lớn này còn chưa đến gần, trên người Tống Thư Hàng đột nhiên bay ra một vật, bộc phát ánh sáng màu vàng chói mắt. Là kinh văn thánh nhân, bộ kinh văn do vị thánh nhân cao siêu kia của Nho gia tự tay viết ra khi còn sống. Từ lúc lấy được bản kinh văn này cho tới nay, Tống Thư Hàng vẫn chưa nghiên cứu kỹ nên cũng không biết rõ tác dụng của nó. Nhưng mỗi khi đối mặt với những vật thể tà ác ô uế, bộ kinh văn này sẽ tự động kích hoạt. Lúc này, kinh văn thánh nhân hiện ra hư ảnh kim thư to hơn 10 thước trong hư không, xông về phía rồng đen to lớn do năng lượng dơ bẩn kia biến thành. Rồng đen dơ bẩn bị đụng nát bấy. Một kích thành công, kinh văn thánh nhân thong dong trở về bên người Tống Thư Hàng. Đồng thời kinh văn thánh nhân còn rút lấy năng lượng hỗn độn do rồng đen vỡ vụn hóa thành, mang theo trở lại. Cũng giống như một con mèo bắt được chuột, sau đó vênh váo đắc ý mang con chuột tới khoe với chủ nhân.
nhưng lại không thèm nghĩ xem chủ nhân có bị con chuột chết đó dọa giật mình hay không. Mang thứ năng lượng thế giới cửu u này về làm gì, chúng ta không dùng được loại năng lượng này. Tống Thư Hàng kêu lên. Nhưng vừa dứt lời, trong đầu hắn chợt động. Lại là loại cảm giác quen thuộc này. Lát sau, hạch tâm trong đầu hắn lại phun ra kim quang lần nữa, kim quang hóa thành một đóa hoa sen cực kỳ sống động trong hư không. Hoa sen vươn rễ cắm vào trong đám sương mù kia. Ngay sau đó, Tống Thư Hằng cảm giác được có một cổ lực lượng bị hoa sen hấp thu, trong đó phần lớn tiến vào hạch tâm trong tâm khiếu của Tống Thư Hằng. Bạch Tôn Giả nhìn hoa sen. Thú vị, hóa ra nó không chỉ ăn linh thạch mà còn ăn năng lượng cửu u nữa sao? Đóa sen này không giống với đóa quân tử kim liên kia của Nho gia. Tốc độ hấp thu năng lượng của hoa sen rất nhanh, lúc ở trong bảo khố của Bạch Tôn Giả, chỉ trong nháy mắt đã có thể hấp thu lực lượng của 600 viên linh thạch ngũ phẩm, trong thời gian một câu nói đã có thể hấp thu hơn mấy ngàn viên linh thạch. Mà bây giờ, tinh hoa năng lượng thế giới cửu u còn dễ hấp thu hơn nhiều nên tốc độ hấp thu của hoa sen nhanh đến gấp 3 lần. Trong chớp mắt, tầng sương mù dày đặc bao trùm cung điện phía dưới đã biến mất một mảng lớn. Chiếu theo tốc độ hấp thu thế này, nhiều nhất một giờ, năng lượng sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ cung điện sẽ bị Tống Thư Hàng hấp thu sạch sẽ. Lư Sơn Lộ Ma Tôn nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Nhớ lại lúc tìm được cung điện dưới lòng đất này, hắn phải ăn bao nhiêu khổ mới xông qua được tầng sương mù dày đặc kia. Nhưng bây giờ, tầng sương mù dày đặc khiến hắn chịu nhiều đau khổ lại trở thành thức ăn cho tên tiểu tử tam phẩm này. Đúng là giữa người với người, căn bản không cách nào so sánh được mà. Lúc này, hình như sương mù dày đặc phía dưới cảm ứng được sự đáng sợ của hoa sen trước ngực Tống Thư Hàng. Trong sương mù truyền ra từng trận thú gầm hoảng sợ, lát sau sương mù dày đặc bỗng cuộn ngược lại, tránh lui mấy ngàn thước. Nhưng đóa hoa sen chỗ ngực Tống Thư Hàng vẫn không chịu buông tha, gốc rễ kéo dài vô hạn, giống như xúc tu linh hoạt không ngừng bám sát theo. Một lùi một tiến, không lâu sau sương mù dày đặc đã lui khỏi cung điện, không ngừng tránh lui co rút về khu vực hoang dã phía sau cung điện. Nhưng chúng nó càng tránh lui, càng co rút thì rễ của hoa sen lại càng lấn tới, được một tấc lại lấn thêm một thước. Năng lượng sương mù dày đặc càng co rút nén lại, hoa sen nó lại càng thích hấp thu. Trên mặt Lư Sơn Lộ Ma Tôn lại xuất hiện biểu tình rối rắm, lần này không phải là dám định ý chí, mà chỉ đơn giản là hắn không biết dùng vẻ mặt gì để diễn tả tâm trạng bị muôn con đờ mờ trà đạp của mình bây giờ. Thấy sương mù dày đặc đã rút lui, Lư Sơn Lộ Ma Tôn dẫn ba người Bạch Tôn Giả đáp xuống chỗ cửa vào cung điện. Nơi này có một trận pháp ẩn hình liên quan đến lực lượng không gian, phải đi đúng đường thì mới đến chỗ hạch tâm. Lúc trước ta phải thử nhiều năm mới tìm ra được lối đi chính xác, các ngươi đi theo ta. Lư Sơn Lộ Ma Tôn lạnh lùng nói. Sau đó hắn đi trước dẫn đường, ba người Tống Thư Hàng theo sát phía sau. Mọi người đi vòng vèo một hồi, không biết lúc nào lại tiến vào một không gian dị thứ nguyên cỡ nhỏ. Mà rễ của đóa hoa sen chỗ ngực Tống Thư Hàng xuyên qua cả không gian dị thứ nguyên, kéo dài đến ngoại giới, tiếp tục đuổi giết đám sương mù dày đặc kia. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn rễ sen chỗ ngực mình, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu sau này gặp phải di tích cổ thuộc loại hình mê cung, hắn có thể lợi dụng chức năng này của hoa sen. Đây chẳng khác nào một sợi dây thường kéo dài vô hạn, có thể bảo đảm bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm được đường ra trong mê cung. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chờ hắn khống chế được hạch tâm trong tâm khiếu đã rồi nói sau. Không gian dị thứ nguyên cỡ nhỏ này chỉ là một căn phòng rộng 100 thước vuông. Trong phòng chỉ có 3 chiếc ghế nằm, ngoài ra không còn vật gì khác nữa. Hạch tâm ở nơi này à? Tô Thị A Thập Lục dò hỏi. Lư Sơn Lộ Ma Tôn không trả lời, mà bắt đầu hành động. Trong hồn phách hắn hiện lên một sợi xích phù văn, nhìn qua giống như một chuỗi mật mã phù văn. Sợi xích phù văn này in vào trong hư không. Một lát sau, có một loại năng lượng kỳ dị tụ lại trong hư không. Loại năng lượng này rất phức tạp, có linh lực trong thiên địa, có tinh thần lực, có tín ngưỡng lực, thậm chí có cả hỗn độn lực của cửu u. Vô số lực lượng dung hợp làm một thể, rơi vào chiếc ghế nằm ở chính giữa. Sau đó, trên ghế nằm bỗng hiện lên một thân ảnh. Đó là một nữ tử tóc đen, đầu đội mũ phượng, trên người mặc phượng bào hai màu vàng đỏ tôn quý. Cách ăn mặc thì rất sang trọng, nhưng lúc này nữ tử tóc đen lại mệt mỏi nằm trên ghế, trông như sắp chết vậy. Một hồi lâu sau, nữ tử tóc đen ngẩng đầu lên. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt hẹp dài, chỗ khóe mắt phải có một nốt ruồi lệ rất bắt mắt, mang đến cho cô nét quyến rũ tự nhiên. Ồ,
ngươi lại tới đây à? Nữ tử tóc đen nhìn về phía Lư Sơn Lộ Ma Tôn trong hư không. Lại một hồi lâu sau, nữ tử tóc đen đột nhiên nghiêng đầu nói. Ngươi trầu trời rồi, Đồ Đoản Thỏ, Tống Thư Hàng. Hệ thần kinh của nữ tử tóc đen này phản xạ chậm thật đấy. Hơn nữa, lúc nữ tử tóc đen ngẩng mặt lên, không biết vì sao trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Chính xác mà nói, không phải hắn hoảng hốt mà là Diệp Tư sư tỷ trong cơ thể hắn hoảng hốt. Cảm xúc của Diệp Tư ảnh hưởng đến Tống Thư Hàng nên trong lòng hắn cũng tự dưng hoảng hốt theo. Vì vậy Tống Thư Hàng không khỏi lui về phía sau mấy bước, giấu mình sau lưng Bạch Tôn Giả và Tô Thị A Thập Lục. Diệp Tư, người từng nợ tiền nữ tử này đúng không? Tống Thư Hàng tò mò hỏi trong lòng. Diệp Tư, không có, ta chưa từng nợ tiền ai hết, và lại ta không biết nữ tử này. Nhưng vừa nói xong mấy lời này, trong đầu Tống Thư Hàng và Diệp Tư đồng thời hiện lên khuôn mặt của vị nữ tử tóc đen trước mắt. Nữ tử tóc đen hiện lên trong đầu hai người có khuôn mặt khá mơ hồ, nhưng nốt ruồi lệ ở khóe mắt lại rất rõ. Sau đó chỗ khóe mắt của nữ tử tóc đen trong đầu hai người bỗng rơi lệ, nhìn rất thương tâm. Tống Thư Hàng và Diệp Tư đồng thời cảm giác được trong lòng thắt lại, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Diệp Tư, người có chắc là không nợ tiền người ta không? Tống Thư Hàng hỏi lại lần nữa. Chắc chắn là không nợ mà. Diệp Tư vẫn khẳng định là không, nhưng lần này, trong lòng cô lại không chắc lắm. Theo như trong trí nhớ thì cô chưa từng gặp qua mỹ nhân có nốt ruồi lệ này. Nhưng biết đâu gặp rồi mà cô lại quên mất thì sao? Bởi vì Diệp Tư biết trí nhớ của mình không được hoàn chỉnh. Hoặc cũng có thể là cô không nợ mỹ nhân này tiền, mà là nợ những thứ khác còn quan trọng hơn chăng? Lúc này, lại qua một hồi lâu sau. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ lại lên tiếng nói. Đồ Đoản Thỏ, người chết rồi thì làm sao giúp ta trông coi giao chỉ thiên giới đây? Mất bao công sức mới tìm được một tôn giả thất phẩm thích hợp, vậy mà. Lư Sơn Lộ Tôn Giả lạnh lùng không nói gì. Lại một hồi lâu sau, mỹ nhân có nốt ruồi lệ đột nhiên quay đầu nhìn ba người Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Ồ, có khách nhân khác nữa à? Bây giờ ngài mới nhìn thấy chúng ta sao? Tống Thư Hàng nhìn không được thầm phát tiết trong lòng. Xin lỗi, trạng thái hiện giờ của ta không tốt lắm, phản ứng hơi chậm. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ nói, dứt lời cô nhìn về phía Bạch Tôn Giả, vui vẻ nói. Ngươi cũng là tôn giả thất phẩm, lại còn sống sờ sờ nữa chứ. Chương 813, chân tướng chỉ có một. Ngây người ở chỗ này mãi, muốn gặp một tôn giả thất phẩm còn sống cũng không dễ dàng. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ nhìn Bạch Tôn Giả nói. Ngươi cân nhắc một chút, giúp ta chống đỡ giao chỉ thiên giới nhé. Không khảo nghiệm nhân phẩm, cũng không có các loại kiểm tra khác. Chỉ cần là tôn giả thất phẩm, bất kể thiện ác bất kể phẩm hạnh. Chỉ cần bằng lòng thay cô chống đỡ giao trì thiên giới, mỹ nhân có nốt ruồi lệ sẽ từ từ chuyển giao hạch tâm của giao trì thiên giới cho người đó. Giúp ngươi chống đỡ giao trì thiên giới á, ta không làm. Bạch Tôn Giả từ chối thẳng thừng. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn Bạch Tôn Giả, tiền bối hao tâm tốn sức mất bao nhiêu thời gian bắt lấy hồn phách của Lư Sơn Lộ Tôn Giả, khế ước thành hồ linh, không phải là vì tìm được hạch tâm của giao trì thiên giới, sau đó chuyển giao trì thiên giới đi sao? Tại sao lại đột nhiên không cần nữa chứ? Cái ta muốn là cả giao chỉ thiên giới, ta muốn lấy nó đi, vậy nên ta không muốn giúp ngươi chống đỡ giao chỉ thiên giới. Bạch Tôn Giả nói tiếp. Một hồi lâu sau, mỹ nhân có nốt ruồi lệ mỉm cười quyến rũ. Ngươi thật thú vị, nếu ngươi cảm thấy bằng sức của một mình ngươi có thể chống đỡ giao chỉ thiên giới, thì ta sẵn sàng giao nơi này cho ngươi. Mặc dù giao chỉ thiên giới được thành lập dựa trên thực tại ảo của tôn giả thất phẩm, nhưng thiên đình viễn cổ chính là con đường trường sinh của thiên đế, khác với thực tại ảo bình thường. Giao chỉ thiên giới có diện tích khổng lồ, nếu không có thực lực kiếp tiên cửu phẩm thì đừng hòng dùng sức một người chống đỡ giao chỉ thiên giới. Ý của mỹ nhân có nốt ruồi lệ là chậm rãi chuyển giao quyền hạn hạch tâm của giao chỉ thiên giới, để Bạch Tôn Giả nắm giữ giao chỉ thiên giới từng bước một. Đến khi Bạch Tôn Giả tấn thăng đến cảnh giới cửu phẩm là có thể nắm giữ toàn bộ giao chỉ thiên giới một cách triệt để. Khi đã có thực lực kiếp tiên cửu phẩm làm nền tảng, giao trì thiên giới sẽ được hồi sinh trở lại. Đến lúc đó, toàn bộ giao trì, hoang mạc, hoang dã khô cằn đều có thể khôi phục như lúc đầu. Thật hoài niệm giao trì thiên giới năm đó, có phong cảnh xinh đẹp, còn có người quen nữa chứ. Nói đến người quen, một hồi lâu sau, mỹ nhân có nốt ruồi lệ quay đầu nhìn Tống Thư Hàng.
Nãy giờ vẫn luôn cảm giác có người quen ở đây, chính là ngươi à? Không, không phải ta. Tống Thư Hàng lập tức nói. Nhìn kỹ mặt ta này, cứ bình tĩnh lại đã, đừng có nhận lầm người nhé. Tống Thư Hàng còn nhớ mình đã từng bị một búp măng cùng với Tiểu Bạch Long nhận lầm. Còn vô duyên vô cớ bị hai tên đó đánh một trận, đánh xong rồi mới nói nhận lầm người, một ký ức cực kỳ tồi tệ. Ta khẳng định là ta không nhận lầm người, chính là ngươi. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ nói chắc như bắp. Nhưng ta không biết ngươi. Tống Thư Hàng nói. Từ trước đến nay ta chưa từng gặp ngươi. Trình Lâm, kẻ dối trá nhà ngươi. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ cười quyến rũ nói tiếp. Ngươi tưởng ngươi thay đổi ngoại hình là ta không nhận ra ngươi sao? Ta nhận ra được khí tức trên người ngươi, cho dù ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra được. Trình Lâm là ai? Tống Thư Hàng không hiểu hỏi lại. Ta cũng không biết, đây là lần đầu tiên ta nghe đến cái tên này. Diệp Tư đáp lại trong lòng. Hay Trình Lâm chính là tên gọi mà trước kia người đã từng dùng khi tiếp xúc với cô ta nhỉ? Tống Thư Hàng hỏi trong lòng. Lúc vừa nhìn thấy mỹ nhân có nốt ruồi lệ này, Diệp Tư tự dưng cảm thấy hoảng hốt không rõ, vậy nên giữa hai người nhất định có mối quan hệ nào đó. Không thể nào, tên ta có ý nghĩa rất đặc biệt đối với bản thân ta. Ta không bao giờ dùng tên khác đâu. Hơn nữa lúc nghe thấy cái tên Trình Lâm này, trong lòng ta bỗng cảm thấy có chút xúc động. Diệp Tư đáp. Trình Lâm. Lúc này, Bạch Tôn Giả đứng bên cạnh xoa cằm nói. Trình Lâm tiên tử một trường sinh giả thích tự sướng đúng không? Mỹ nhân có nốt ruồi lệ mỉm cười quay qua nhìn Bạch Tôn Giả, sau đó lại quay lại nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Ngay cả bạn ngươi cũng đã thừa nhận, Trình Lâm, ngươi còn lời gì để nói nữa không? Tống Thư Hàng. Lúc này, Bạch Tôn Giả bổ sung thêm. À, người hiểu lầm rồi. Trình Lâm tiên tử mà người quen biết rất có thể đã chết rồi. Gì cơ? Mỹ nhân có nốt ruồi lệ trợn to hai mắt. Sở dĩ ta biết tên người này là bởi vì trước đây không lâu ta có tiến vào một di tích, nơi đó chính là động phủ của trường sinh giả Trình Lâm. Bạch Tôn Giả chậm rãi kể lại. Trong di tích có một đoạn hình ảnh. Ta thấy được một trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt xông vào động phủ của Trình Lâm tiên tử, người nọ bóp cổ nhấc Trình Lâm tiên tử lên, sau đó bóp nát đầu Trình Lâm tiên tử. Thật là một câu chuyện bi thương, tàn khốc. Hai tay mọc đầy mắt, hóa ra là tên kia à, Trình Lâm không phản kháng sao? Mỹ nhân có nốt ruồi lệ nhẹ giọng hỏi. Không có. Bạch Tôn Giả nhàn nhạt nói. Vậy thì không giống tác phong của Trình Lâm chút nào. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ thở dài. Sau đó nói với Bạch Tôn Giả. Nghe người kể xong, ta lại càng xác định một chuyện, Trình Lâm sẽ không dễ dàng chết như vậy được. Cho nên, cảnh tượng mà ngươi thấy nhất định là giả. Bạch Tôn Giả nhún vai đáp. Ta chỉ kể lại đoạn hình ảnh mà ta thấy được cho ngươi nghe, chỉ có vậy thôi, còn phán đoán thế nào thì là chuyện của bản thân ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Tôn Giả nhìn thoáng qua Tống Thư Hàng. Có lẽ nên dành thời gian mang Thư Hàng đến động phủ của trường sinh giả Trình Lâm một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. Lúc này Mỹ Nhân có nốt ruồi lệ quay qua nhìn Tống Thư Hàng, mỉm cười nói. Cho nên ta đoán ngươi chính là Trình Lâm, ngươi đừng giả bộ nữa. Lại nữa, Tống Thư Hàng thở dài nói. Đồng thời, trong lòng hắn nói với Diệp Tư. Diệp Tư, ngươi muốn đi ra gặp mặt nữ tử tóc đen này không? Tống Thư Hàng cứ có cảm giác. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ này khẳng định có liên quan đến Diệp Tư sư tỷ. Không muốn, ta từ chối. Diệp Tư sư tỷ từ chối ngay lập tức. Lúc thông qua Tống Thư Hàng thấy được Mỹ nhân có nốt ruồi lệ kia, tim cô bỗng đập cực nhanh, đánh chết cô cũng không ra mặt gặp Mỹ nhân có nốt ruồi lệ kia. Tống Thư Hàng thở dài, nhìn về phía Mỹ nhân có nốt ruồi lệ nói. Được rồi, mặc kệ ta có phải là Trình Lâm kia hay không, nhưng ta có thể khẳng định một điều. Ta tuyệt đối không phải là trường sinh giả Trình Lâm mà ngươi quen. Ngươi cứ khăng khăng đó là ta thì ta cũng đành chịu. Ha ha, Trình Lâm kẻ dối trá nhà ngươi cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ lại cười quyến rũ. Tống Thư Hàng nhún vai, ngươi thích thế nào thì mặc kệ ngươi. Bạch Tôn Giả gật đầu nói. Tạm thời gác chuyện thân phận Trình Lâm qua một bên được chưa? Giờ ngươi nên nghĩ đến chuyện giao hạch tâm của giao trì thiên giới cho ta đi. Ta thấy trạng thái của ngươi không còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Hồi lâu, Mỹ Nhân có nốt ruồi lệ nói. Đúng vậy, cho nên ta mới gấp gáp tìm một người kế thừa thay ta chống đỡ giao trì thiên giới. Giao hạch tâm cho ngươi thì cũng được thôi,
nhưng trước đó ta phải xử lý xong một chuyện đã. Được. Bạch Tôn giả đáp. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Trình Lâm, dựa theo ước định, ta đã thay ngươi bảo vệ giao trì thiên giới từ đó đến nay, vậy giờ ngươi cũng nên hoàn thành lời hứa của ngươi năm đó đi chứ. Tống Thư Hàng. Lại bắt hắn chịu trận thay. Trực giác nói cho hắn biết lời hứa này cực kỳ phiến toái. Cho nên hắn không gánh đống phiền phức này đâu. Bạch Tôn giả suy tư, từ lời nói của mỹ nhân có nốt ruồi lệ có thể nghe ra được một ít tin tức, hóa ra trường sinh giả Trình Lâm tiên tử mới là chủ nhân thật sự của giao trì thiên giới này sao? Lúc này mỹ nhân có nốt ruồi lệ nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, ôn nhu nói. Trình Lâm, hôn ta đi. Tống Thư Hàng, không gạch dưới không. Tô Thị A Thập Lục quay qua nhìn Thư Hàng. Bạch Tôn giả cũng ngoáy đầu lại, hớn hở nhìn Thư Hàng. Đợi đã, quả nhiên là ta tuyệt đối không thể thừa nhận thân phận Trình Lâm này mà. Tống Thư Hàng liên tục xua tay nói. Hơn nữa, chẳng phải Trình Lâm kia là một tiên tử sao? Mà mỹ nhân có nốt ruồi lệ trước mắt này chắc cũng là tiên tử nhỉ? Giới tính giống nhau thật sự không thành vấn đề sao? Không đúng, nghĩ lại thì hình như mỹ nhân có nốt ruồi lệ này chưa từng nhắc đến tên gọi, thân phận và giới tính của bản thân. Mặc dù cô mặc phượng bào hoa lệ, đầu đội phượng quan xinh đẹp, nhưng lỡ may cô là nam thì sao? Tống Thư Hàng đã được thời đại công nghệ thông tin khai sáng, vậy nên hắn sẽ không chỉ nhìn từ bề ngoài để nhận định giới tính của một người. Trình Lâm, người định nuốt lời sao? Mỹ nhân có nốt ruồi lệ trở mình, tựa người vào trên ghế nằm, đôi tay trắng noãn thon dài lộ ra khỏi phượng bào lười biếng đặt lên nhau. Phối với dáng người của cô, động tác này trông vô cùng quyến rũ. Ý ta là ta thật sự không phải là Trình Lâm tiên tử, cho dù ta hôn ngươi cũng không thể nào thay Trình Lâm hoàn thành lời hứa giữa ngươi và Trình Lâm được. Tống Thư Hàng giải thích. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ liếc mắt. Hôn một cái thì ngươi sẽ chết à? Có lúc sẽ chết thật đấy. Tống Thư Hàng đáp. Hơn nữa, nhắc tới lại thấy ngượng ngùng. Đây là nụ hôn đầu của hắn đó, làm sao có thể tùy tiện giao ra như vậy được chứ? Lỡ may vị mỹ nhân có nốt ruồi lệ này là nam, vậy nụ hôn này chính là ác mộng cả đời. Sau này mỗi khi nhớ lại nụ hôn đầu của mình, hắn sẽ run rẩy sợ hãi. Có lúc sẽ chết thật. À, ta biết ý ngươi rồi. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ cười nói. Tống Thư Hàng, không gạch dưới không? Biết ý ta, ta chỉ thuận miệng đáp lại một câu, ngươi hiểu được ý gì từ trong đó vậy hả? Lúc này, mỹ nhân có nốt ruồi lệ giơ tay vỗ nhẹ một cái. Không gian dị thứ nguyên cỡ nhỏ này lập tức tách ra làm ba không gian độc lập nhỏ hơn. Bạch Tôn giả, Tô Thị A Thập Lục bị phân ra chỗ khác. Hôn ta ngay trước mặt tình nhân mới đúng là không hay lắm, vậy ta tách tình nhân mới của ngươi đến chỗ khác rồi đấy, bây giờ có thể hôn ta rồi chứ? Trình Lâm, hãy hoàn thành lời hứa năm đó đi. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ lại đổi một tư thế càng quyến rũ, ngoắc tay nói với Tống Thư Hàng. Ta đã hoàn thành ước định với ngươi năm đó một cách xuất sắc. Toàn bộ kết cấu của giao trì thiên giới đều được bảo trì hoàn hảo. Trình Lâm, giờ ngươi lại định nuốt lời thật sao? Ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm rồi. Tống Thư Hàng nói. Chỉ cần ngươi thực hiện xong cái hôn này, hoàn thành lời hứa năm đó, vậy ta sẽ không còn gì tiếc nuối khi rời đi thế giới này nữa. Chẳng lẽ đến phút cuối ngươi vẫn muốn nuốt lời sao? Mỹ nhân có nốt ruồi lệ u oán nói. Chờ đã, có thể cho ta chút thời gian để ta hỏi lại một vấn đề được không? Tống Thư Hàng nhớ lại một khả năng. Có thể nói cho ta biết rốt cuộc Trình Lâm tiên tử có bộ dáng thế nào không? Trong đầu Tống Thư Hàng lúc này có thật nhiều đầu mối rời rạc cần phải liên kết lại với nhau. Chân tướng chỉ có một. Chỉ cần cho hắn biết hình dáng của Trình Lâm tiên tử là hắn có thể tìm ra được chân tướng. Chương 814, một mũi tên trúng hai con nhạn. Cuối cùng Tống Thư Hàng vẫn không thể lấy được dung mạo của Trình Lâm tiên tử. Mất đi một manh mối quan trọng để tìm ra chân tướng. Bởi vì mỹ nhân có nốt ruồi lệ đã giận rồi. Hết lần này đến lần khác, rốt cuộc ngươi vẫn muốn tìm cớ để hủy hiệp ước đúng không? Mỹ nhân có nốt ruồi lệ nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, nói. Dung mạo của ngươi bây giờ khác xa lúc trước, ngươi tưởng rằng ta đây không nhìn ra à? Thế thì đã sao, đợi sau khi ta miêu tả được hình dáng lúc trước của ngươi ra. Có phải ngươi sẽ lấy đây làm cái cớ để trốn tránh lời hứa mà ngươi đã từng hứa với ta đúng không? Tống Thư Hàng, không gạch dưới không? Đờ mờ, mỹ nhân có nốt ruồi lệ nói có lý quá, hắn hoàn toàn không biết nên phản bác lại cô ấy thế nào.
Tống Thư Hàng cảm thấy tài ăn nói của mình quá nát, có lẽ đợi sau khi khai giảng hắn sẽ cân nhắc tham gia mấy tổ chức như kiểu câu lạc bộ biện luận gì đó để nâng cao tài ăn nói mới được. Ta đã làm theo giao ước với ngươi rồi, lúc thiên đình bị diệt vong ta đã bảo tồn giao trì thiên giới nguyên vẹn. Hơn nữa ta đã thay ngươi trèo chống giao trì thiên giới lâu như thế, đã hoàn thành giao ước rồi. Bây giờ ta như đèn đã cạn dầu, cho dù như thế, đến hôn ta một cái mà ngươi cũng không chịu ư. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ càng nói càng u oán. Tống Thư Hàng cảm thấy cả người không thoải mái, tại sao cứ làm như hắn là kẻ phụ tình thế này. Họa này hắn không muốn gánh nhé. Thư Hàng, có lẽ thật sự là chúng ta nợ cô ấy chăng? Diệp Tư trong cơ thể hắn đột nhiên lên tiếng, vì trong não hải của cô không ngừng hiện lên gương mặt của mỹ nhân có nốt ruồi lệ, còn có cả nốt ruồi ở khóe mắt và nước mắt của cô ấy nữa, điều này khiến lòng cô thắt lại. Không phải chúng ta, là cô thôi. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Giữa chúng ta còn phân ta ngươi sao, đúng thật là. Hiện giờ chúng ta đã hợp thể rồi đấy. Diệp Tư sư tỷ nói. Nếu đã thế thì Diệp Tư sư tỷ đừng ngại ngần, cô chui ra, kiên cường gặp mỹ nhân có nốt ruồi lệ đi. Tống Thư Hàng giễu cợt trong lòng. Đúng lúc hắn đang trầm tư, trong nháy mắt, mỹ nhân có nốt ruồi lệ xuất hiện trước mặt hắn. Tốc độ của cô ấy quá nhanh, Tống Thư Hàng không thể nhìn thấy rõ động tác của cô ấy. Sau đó, cô ấy cúi đầu xuống, giơ tay ra nắm lấy cằm của Tống Thư Hàng một cách bá đạo. Tống Thư Hàng cao 1m82. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ phải cao bao nhiêu mới có thể nắm lấy cằm hắn từ trên cao như thế chứ? Tống Thư Hàng không khỏi liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, sau đó, hắn phát hiện mỹ nhân có nốt ruồi lệ đang lơ lửng trên không trung, chẳng trách lại cao như thế. Đợi đã, bây giờ không phải là lúc xỉ vả chuyện này. Với tư thế bá đạo hiện giờ của mỹ nhân có nốt ruồi lệ, chắc không phải cô ấy định cưỡng hôn đấy chứ? Khoan đã, xin hãy cho ta một cơ hội giải. Tống Thư Hàng muốn chống cự lần cuối cùng. Nhưng ngay lập tức, Tống Thư Hàng cảm thấy cơ thể của mình tê dần, mất đi sức chống cự. Sau đó, mỹ nhân có nốt ruồi lệ hôn xuống một cái thật mạnh. Đây là nụ hôn đầu của ta đấy. Nụ hôn đầu có cảm giác như thế nào? Tống Thư Hàng bày tỏ, hắn có thể viết một bài văn dài 10.000 chữ để miêu tả cảm giác của mình. Một lúc sau, mỹ nhân có nốt ruồi lệ mãn nguyện liếm khóe môi. Lời hứa hoàn thành, nụ hôn này vốn là ngươi nợ ta. Những thứ ngươi nợ ta, ta nhất định sẽ đòi lại. Nói xong, cô ấy lùi về đằng sau, bay về trên ghế, người cô ấy mềm oặt tựa vào ghế như đã mất hết sức lực toàn thân vậy. Dường như chuyện cưỡng hôn Tống Thư Hàng đã làm cô ấy hao phí hết tất cả thể lực và ý chí. Giao ước đã hoàn thành rồi. Tâm nguyện đã đạt được, cơ thể của mỹ nhân có nốt ruồi lệ dần dần trở nên trong suốt, bắt đầu từ ngón chân trắng nõn. Cơ thể cô ấy từ từ biến thành những đốm sáng, bắt đầu biến mất. Cô, từ đầu chí cuối cô luôn chờ đợi một nụ hôn của Trình Lâm tiên tử sao? Tống Thư Hàng nhìn mỹ nhân có nốt ruồi lệ đang dần biến mất, cười khổ hỏi. Đây là lời hứa mà ngươi nợ ta chỉ đợi ngươi tới trả nợ cho ta mà thôi. Lệ trí mỹ nhân nằm nghiêng trên ghế đáp lại. Tống Thư Hàng há to miệng, nhưng lần này hắn không thể thốt nổi câu, ta thực sự không phải là Trình Lâm, ra khỏi miệng được. Nếu như sau này ta có cơ hội gặp được Trình Lâm tiên tử, nhất định ta sẽ nói cho cô ấy biết chuyện cô ở đây đợi cô ấy đến trả món nợ một nụ hôn. Tống Thư Hàng thầm nhủ trong lòng. Hay là đến lúc đó chúng ta để Trình Lâm tiên tử trả một cái hôn cho chúng ta đi. Đây là nụ hôn đầu của chúng ta đấy. Diệp Tư sư tỷ tán đồng. Nụ hôn đầu của chúng ta ư. Tống Thư Hàng cảm thấy không đúng lắm. Lúc nãy cô ấy đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà. Lúc cô ấy hôn, ta và ngươi đang nhập vào nhau. Ngươi mất đi nụ hôn đầu, ta cũng thế luôn. Diệp Tư sư tỷ đáp. Thực ra mọi chuyện không phải như thế. Lúc mỹ nhân có nốt ruồi lệ cưỡng hôn Tống Thư Hàng, trong lòng Diệp Tư thấy không ổn. Trong lòng cô có cảm giác, nụ hôn này không nên để Tống Thư Hàng nhận lấy. Trình Lâm tiên tử nợ mỹ nhân có nốt ruồi lệ một nụ hôn thì phải để cô trả chứ, đây là sứ mệnh của cô. Dưới sự thúc giục của sứ mệnh to lớn, hiếm khi Diệp Tư sư tỷ không xấu hổ nữa. Vì vậy, cô ấy muốn chui ra từ trong đầu Tống Thư Hàng, thay Tống Thư Hàng chịu nụ hôn bá đạo của mỹ nhân có nốt ruồi lệ, nhưng không ngờ, cô ấy mới chui ra được một nửa thì đột nhiên cơ thể tê cứng. Tiếp sau đó, cô ấy bị mỹ nhân có nốt ruồi lệ, một mũi tên trúng hai con nhạn, luôn. Lần này lỗ vốn to rồi. Tống Thư Hàng, không gạch dưới không? Hợp thể còn chơi như thế được hả?
Khoan đã, không đúng. Không chỉ mình bị cưỡng hôn, đến Diệp Tư cũng bị cưỡng hôn luôn rồi. Lỗ nặng quá rồi. Nhìn cơ thể vẫn đang từ từ hóa thành những đốm sáng của mỹ nhân có nốt ruồi lệ, Tống Thư Hàng thở dài. Cô, có còn tâm nguyện nào nữa không? Sau khi ngẫm nghĩ, mỹ nhân có nốt ruồi lệ vươn tay tháo mũ phượng trên đầu mình xuống, ném nó cho Tống Thư Hàng, rồi lại cố hết sức cởi phượng bào trên người ra, quẳng cho Tống Thư Hàng luôn. Sau khi cởi bỏ mũ phượng và phượng bào, mái tóc đen của mỹ nhân có nốt ruồi lệ xõa xuống, quần áo trong màu trắng dưới lớp phượng bào khiến cho cô ấy toát ra vẻ đẹp thê lương yếu đuối. Tống Thư Hàng nhận lấy mũ phượng và phượng bào, hai thứ này đều là vật thật, dựa vào năng lượng dao động trên hai vật này có thể biết đây là hai pháp bảo quý giá. Mũ phượng và phượng bào này chính là hạch tâm của giao trì thiên giới. Lát nữa người giao lại nó cho vị tôn giả thất phẩm cùng tới với người đi. Có được hai thứ này thì hắn có thể nắm giữ được giao trì thiên giới. Nhưng mà, người bạn đồng hành đó của ngươi chỉ có cảnh giới thất phẩm, có thể nắm giữ được mấy phần giao trì thiên giới thì phải xem bản lĩnh của hắn thôi. Hy vọng thực lực của hắn được như tự tin của hắn, có thể một mình nắm giữ giao trì thiên giới hoàn chỉnh, tuy rằng giao ước đã hoàn thành nhưng ta vẫn hy vọng giao trì thiên giới có thể được bảo tồn nguyên vẹn. Đừng phá hỏng nó. Giọng nói của mỹ nhân có nốt ruồi lệ càng ngày càng yếu ớt. Tống Thư Hàng cẩn thận cất mũ phượng và phượng bào đi. Cô có còn lời gì muốn nói với Trình, nói với ta không? Tống Thư Hàng cắn răng nói, nếu như đã gánh họa thì gánh tới cùng đi. Tự bản thân hắn lựa chọn gánh họa, cho dù phải quỳ cũng phải gánh cho chót. Lệ Chí Mỹ Nhân trợn mắt lên với Tống Thư Hàng, sau đó cố hết hơi tàn, nói. Trình Lâm, ngươi là đồ khốn kiếp, bíp 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 bíp. Tống Thư Hàng, mình đây là nổi máu em mờ à, tự dưng đưa lên cho người ta mắng. Sau khi mắng xong, mỹ nhân có nốt ruồi lệ hoàn toàn mất hết sức lực. Cô ấy mềm oặt nằm xuống ghế, không động đậy gì, cơ thể càng ngày càng trong suốt, tất cả những bộ phận từ eo trở xuống đều đã biến thành những đốm sáng. Hai mắt của cô ấy cũng mất dần tiêu cự. Tống Thư Hàng chắp hai tay lại, niệm Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Hắn không phải đang siêu độ mà chỉ là muốn tiễn mỹ nhân có nốt ruồi lệ một đoạn đường mà thôi. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ hơi nghiêng mặt sang. Nhìn Tống Thư Hàng đang chắp hai tay lại. Trong lúc mơ hồ, dường như cô ấy đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia. Người đó luôn luôn buộc đạo quan siêu siêu vẹo vẹo, dù có đỡ thế nào cũng không ngay ngắn được. Trên người cô ấy mặt đạo bào rộng có hoa văn màu vàng là màu mà cô ấy yêu thích. Rõ ràng lúc đội mũ phượng mặc phượng bào trông cô ấy rất xinh đẹp nhưng cô ấy lại chỉ thích đạo bào siêu siêu vẹo vẹo kia. Chủ nhân ban đầu của giao trì thiên giới, một trong những trường sinh giả của thiên đình. Giao trì nữ đế Trình Lâm, cũng chính là tội nhân lớn nhất đã phản bội lại thiên đình viễn cổ. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ mỉm cười thỏa mãn, sau đó cơ thể của cô ấy hoàn toàn tiêu tan, biến mất trong không trung. Mà Tống Thư Hàng cũng vừa niệm hết từ cuối cùng trong, Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Hai bàn tay đang hợp lại thành hình chữ thập của hắn buông xuống, Tống Thư Hàng cảm thán. Thật là đáng tiếc, cuối cùng còn có một vấn đề không kịp hỏi. Đầu của Diệp Tư chui từ cổ Tống Thư Hàng ra, cô ấy nói. Không kịp hỏi tên của cô ấy hả? Tống Thư Hàng bị cái đầu chui ra của Diệp Tư dọa sợ, xem ra về sau hắn phải tập làm quen với việc Diệp Tư ở trong cơ thể hắn, thật đúng là một chuyện lâu dài mà. Hắn lắc đầu, đáp. Không, không phải là chuyện này, là một vấn đề quan trọng hơn nữa cơ. Diệp Tư, vấn đề gì thế? Ta không kịp hỏi giới tính của cô ấy. Tống Thư Hàng nói, cũng không biết cô ấy là nam hay nữ nữa. Diệp Tư, chắc là nữ nhỉ. Nếu như là nữ thì thôi, nhưng nhỡ đâu là nam thì Tống Thư Hàng sẽ bật khóc mất. Hay là coi như chưa từng xảy ra chuyện này đi, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi. Tống Thư Hàng nói, Diệp Tư an ủi. Không sao đâu, thù này chúng ta cứ nhớ để đấy. Lần sau mà gặp được Trình Lâm tiên tử chúng ta đòi nợ gấp đôi luôn. Nói không chừng Trình Lâm tiên tử đã chết từ lâu rồi thì sao? Tống Thư Hàng nói. Cũng đúng, vậy chẳng phải là không báo thù được à? Diệp Tư thở dài buồn bực, lại rúc vào trong cơ thể Tống Thư Hàng. Ừm, Tống Thư Hàng đáp. Trong lúc họ đang nói chuyện, cái không gian dị thứ nguyên một phân làm ba này bắt đầu khôi phục lại. Bạch Tôn Giả và Tô Thị A Thập Lục xuất hiện bên cạnh Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối nhìn Tống Thư Hàng bằng ánh mắt tò mò. Tô Thị A Thập Lục cũng nhìn Tống Thư Hàng với vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Hả, chỉ có mình ngươi thôi à?
Bạch tiền bối hỏi. Tô thị A Thập Lục cũng nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy thân ảnh của mỹ nhân có nốt ruồi lệ. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn đang muốn trả lời, thì đúng vào lúc này, trên người hắn có một ngọn lửa màu vàng cháy lên. Ngọn lửa màu vàng này càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa Tống Thư Hàng còn cảm thấy ngọn lửa màu vàng này đang dần dần ngưng tụ thành hình người. Đây là cái gì? Tô Thị A Thập Lục hỏi với vẻ nghi hoặc. Tống Thư Hàng, là ánh sáng công đức của ta, nó đột nhiên bốc cháy, có chuyện gì thế này? Là do ánh sáng công đức ra biến đổi về chất, lúc nãy ngươi đã làm gì? Bạch Tôn Giả hỏi. Ánh sáng công đức thay đổi về chất á? Chương 815, hệ rau và hệ hoa quả. Tống Thư Hàng cười khổ, nói. Hóa ra là thế, lúc nãy cũng coi như là ta đã siêu độ cho người ta sao? Hắn chỉ ở bên cạnh mỹ nhân có nốt ruồi lệ niệm, địa tạng độ hồn kinh, một lần thôi mà, hoàn toàn không thi triển thuật siêu độ. Kết quả là thế này cũng xem như siêu độ cho cô ấy, lại còn lấy được cả điểm công đức nữa. Bạch Tôn Giả hiểu ra ngay. Ngươi siêu độ cho cái vị vừa nãy hả? Ừm. Tống Thư Hàng gật đầu. Tiêu rồi. Bạch Tôn Giả nói bằng giọng kinh hãi. Nếu như cái vị vừa nãy bị siêu độ rồi thì giao trì thiên giới sẽ mất đi chỗ dựa. Nếu thế thì giao trì thiên giới này sắp bị hủy rồi. Ôi, tiếc quá, tại sao không giao hạch tâm cho chúng ta trước chứ? Nếu như ta lấy được hạch tâm là có thể chống đỡ giao trì thiên giới này rồi. Hạch tâm hả? Tống Thư Hàng lập tức lấy mũ phượng mà phượng bào hoa lệ xinh đẹp kia ra, đưa sang cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, đây chính là hạch tâm. Mũ phượng và phượng bào này hiển nhiên là kiểu của nữ. Không biết Bạch Tiền Bối mặc phượng bào và đội mũ phượng thì trông như thế nào nhỉ? Tống Thư Hàng cảm thấy trong lòng có chút mong đợi. Bạch Tôn Giả nhận lấy mũ phượng và phượng bào, giơ tay đặt lên trên, kiểm tra bọn chúng. Đúng là hạch tâm của giao trì thiên giới này, Thư Hàng ngươi làm tốt lắm, có được hạch tâm rồi ta có thể duy trì giao trì thiên giới này, hơn nữa còn có thể chuyển nó đi, biến nó trở thành một sơn trang nghỉ mát nữa của ta. Bạch Tôn Giả nói, siêu tập sơn trang nghỉ mát cũng là một trong những sở thích của Bạch Tiền Bối. Dứt lời, Bạch Tôn Giả cởi pháp bào trên người mình xuống, trên người chỉ còn quần áo trong. Sau đó hắn mở phượng bào màu đỏ thêu chỉ vàng ra. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục ăn ý lấy điện thoại ra, mở chức năng chụp ảnh. Đúng rồi, đây là quần áo của nữ. Bạch Tôn Giả trao mày nói. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối, lúc này đừng cố kỵ nhiều như thế, cả cái giao trì thiên giới này sắp bị hủy diệt rồi đấy. Nếu như ngươi không nhận giao trì thiên giới này thì xong phim luôn đấy. Lời nói này kết hợp với ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực trên người Tống Thư Hàng, nhiệt huyết quá. Bạch Tôn Giả nhìn điện thoại trong tay Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Một lát sau, Bạch Tôn Giả thở dài. Không được truyền ảnh này ra ngoài. Nếu không ta sẽ nhét các ngươi lên phi kiếm dùng một lần, gửi đến bí cảnh chậm chạp làm bạn với cuồng đao tam lãng đạo hữu đấy. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục gật đầu liên tục. Bạch Tôn Giả vươn tay ra, thuần thục mặc phượng bảo hai màu vàng đỏ lên người. Ở sau lưng hắn, Liễu Thụ Yêu rất phối hợp vươn cành liễu ra vấn mái tóc đen của Bạch Tôn Giả lên rồi đội mũ phượng lên đầu hắn. Cả quá trình thay quần áo vô cùng trôi chảy. Bạch Tiền Bối, trước kia ngươi từng mặc quần áo như thế này à? Tống Thư Hàng thử dò hỏi, vì hắn thấy Bạch Tiền Bối mặc phượng bào quá là thuần thục. Trước kia đã từng mặc. Bạch Tôn Giả gật đầu đáp. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên, trước kia Bạch Tiền Bối có sở thích giả gái à? Đừng nghĩ lung tung nữa. Ta chỉ đi thử quần áo giúp người ta mà thôi. Nói ra thì đó cũng là chuyện 300 năm trước rồi, lúc đó ta quen với một vị đạo hữu rất thú vị, đạo hữu của cô ấy là Đông Qua, là một vị tiên tử. Nếu như ta nhớ không nhầm thì cô ấy là trưởng bối trong sư môn của Lệ Chi tiên tử. Đạo hữu của đời cô ấy là hệ rau, mà đời Lệ Chi tiên tử thì là hệ hoa quả. Bạch Tôn Giả vừa chỉnh lại trang phục vừa giải thích. Tống Thư Hàng nghe tới đây thì lập tức cảm thấy. Muốn gia nhập vào môn phái của Lệ Chi tiên tử thì phải có nghị lực hơn người mới được. Đời trước là rau củ, đời sau là hoa quả, vậy đời sau Lệ Chi tiên tử thì dùng đạo hữu gì? Hệ ngũ cốc hà, đạo mễ chân quân, tiểu mạch tiên tử, đại mạch tiên tử, cao lương đạo nhân, chỉ cần nghĩ tới thôi là thấy đã đời rồi. Đông Qua tiên tử rất thích may váy tiên mà cô ấy làm ra không bán ra mà chỉ là một sở thích thôi. Mà ta thường xuyên bị cô ấy kéo đi thử đồ, mấy kiểu váy tiên như phượng bào này, ta mặc nhiều lắm rồi. Bạch Tôn Giả đáp. Thì ra là thế,
chẳng trách Bạch tiền bối không quá phản cảm với chuyện mặc phượng bào này, hơn nữa lại còn mặc một cách thuần thục đến vậy. Vị Đông Qua tiên tử kia giờ vẫn mạnh khỏe chứ? Tống Thư Hàng hỏi, vì từ lúc Bạch tiền bối xuất quan tới giờ, chưa từng nhắc tới vị Đông Qua tiên tử này, mà cũng không bị cô ấy kéo đi thử quần áo nhỉ. Lần trước lúc ta tổ chức cuộc thi máy kéo tay cầm cũng từng thử liên lạc với cô ấy, nhưng mà ta nghe sư tỷ của cô ấy nói, vì tìm kiếm nguyên liệu may váy tiên, cô ấy đã đến hành tinh khác rồi. Nghe nói cô ấy muốn làm một bộ kim lũ ngọc y, chính là cái kiểu ánh vàng lấp lóe ấy, kết quả là đi một mạch mấy chục năm không trở về. Bạch tôn giả nói xong thì đội ngay ngắn mũ phượng trên đầu mình. Sau đó hắn giang hai tay ra, nhắm mắt lại, kết nối với mũ phượng và phượng bào trên người. Chỉ cần kết nối được với hạch tâm là có thể tiếp nhận giao trì thiên giới, chống đỡ mảnh vỡ thiên đình này. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục âm thầm lùi về sau một chút, không quấy rầy Bạch tiền bối. Đồng thời, ngọn lửa công đức màu vàng trên cơ thể Tống Thư Hàng đã bắt đầu thu nhỏ lại, tiến vào bước biến đổi về chất thứ hai, cũng không biết đến lúc nào mới hoàn thành dị biến đây. Bạch tiền bối đẹp thật. Tô Thị A Thập Lục nói. Nếu như ta là đàn ông, ta nhất định phải lấy Bạch tiền bối. Móc lửng, Tống Thư Hàng. Thập Lục, cô nhầm rồi, đừng lầm lẫn giới tính của Bạch tiền bối nhé. Ta không nhầm đâu. Tô Thị A Thập Lục cười giảo hoạt, cô ấy nhìn Tống Thư Hàng, nói. Thư Hàng, lần này, nếu như ta độ kiếp thành công, ta sẽ đi Giang Nam tìm ngươi. Lần này cô nhất định có thể vượt qua thiên kiếp, ta bảo đảm đấy. Tống Thư Hàng nói. Đến lúc đó, chúng ta gặp lại nhau ở Giang Nam nhé. Ừm. Tô Thị A Thập Lục cười gật đầu. Cô nhất định phải vượt qua thiên kiếp lần này, tuyệt đối không thể thất bại. Đúng rồi, A Thập Lục, cô có biết gì về bí cảnh chậm chạp không? Ở trong đó ngoài việc mỗi một cử động đều bị cưỡng chế chậm lại ra thì còn hiệu quả nào khác nữa không? Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật hỏi Tô Thị A Thập Lục. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tô Thị A Thập Lục tò mò hỏi. Cô không cảm thấy, ảnh Bạch tiền bối mặc phượng bào, đội mũ phượng mà chỉ lưu trong điện thoại của chúng ta thì thật là lãng phí của trời sao. Nói thật là ta rất muốn gửi ảnh của Bạch tiền bối lên nhóm Cửu Châu số 1. Tống Thư Hàng nói đùa. Trên mặt Tô Thị A Thập Lục nghiêm lại, cô truyền âm với Tống Thư Hàng. Thư Hàng, về sau ít tiếp xúc với cuồng đao tam lãng tiền bối thôi nhé. Đồng quái tiền bối cũng thế, tiếp xúc nhiều với họ là bị lây bệnh nghịch dại đấy. Amen. Ta chỉ nói đùa thôi mà, ta không thích tới bí cảnh chậm chạp chơi đâu. Tống Thư Hàng cười nói. Tống Thư Hàng vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng, lạch cạch, truyền tới từ sau lưng, đó là tiếng đổ vật rơi xuống dưới đất. Hắn quay đầu lại và phát hiện ra điện thoại của Bạch tiền bối đã rơi xuống dưới đất. Lúc trước, Bạch tiền bối nhận được tin nhắn của Linh Điệp tôn giả, vì lúc đó Bạch tiền bối đang bận nên để Tống Thư Hàng trả lời tin nhắn giúp. Từ lúc đó, điện thoại của Bạch tiền bối luôn ở trên người Tống Thư Hàng. Lúc ở trong giao trì thiên giới này, điện thoại của Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục đều không có tín hiệu, chỉ có chiếc điện thoại đã được cải tiến vượt bậc này của Bạch tôn giả vẫn ngoan cường giữ liên lạc với thế giới bên ngoài thôi. Lúc Tống Thư Hàng nhìn thấy chiếc điện thoại này, trong lòng hắn đột nhiên dấy lên cảm giác bất an. Chiếc điện thoại này luôn đặt trong túi áo trước ngực của đạo bào hắn đang mặc mà, tại sao lại rơi ra từ sau lưng chứ? Hắn vội vàng nhặt điện thoại của Bạch Tôn giả lên. Điện thoại không khóa màn hình, Tống Thư Hàng nhìn thấy trên màn hình hiển thị giao diện chat của nhóm Cửu Châu số 1. Tài khoản của Bạch Tôn giả còn đang đăng nhập nữa chứ. Sau đó, một bức ảnh Bạch Tôn giả đầu đội mũ phượng, thân mặc phượng bào hoa lệ bị gửi lên nhóm Cửu Châu số 1. Diệp Tư. Trong lòng Tống Thư Hàng gào thét. Có thể thần không biết quỷ không hay lấy điện thoại từ trong túi ra chỉ có người hòa làm một thể với hắn là Diệp Tư mà thôi. Diệp Tư giải thích, thì, lúc nãy ta nghe thấy người nói muốn gửi ảnh của Bạch Tôn giả lên nhóm Cửu Châu số 1, không biết vì sao, trong lòng ta lại có cảm giác vô cùng tán thành. Sau đó ta không thể làm chủ được bản thân nên lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp vài tấm ảnh rồi gửi nó lên nhóm. Ta nghĩ đây chính là sức mạnh khế ước giữa ta và ngươi đấy. Sức mạnh khế ước cái đầu quỷ nhà cô ấy, ta chỉ nói đùa thôi mà, sao có thể sinh ra khế ước chi lực được chứ? Tống Thư Hàng nhanh chóng tay ra ấn vào bức ảnh và Diệp Tư sư tỷ gửi, lựa chọn thu hồi tin nhắn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã xóa một tin nhắn. Cũng may, Diệp Tư sư tỷ mới gửi ảnh chưa được 2 phút, vẫn có thể thu lại được. Lúc nãy trong nhóm cũng không thấy có ai ngoi lên,
chắc là không có tiền bối nào trong nhóm nhìn thấy bức ảnh này đâu nhỉ. Một lát sau, trong nhóm Cửu Châu số 1, Phá Dương Kích Quách Đại gửi một mạch mấy tin nhắn, mim đầu cún đáng yêu. Mim phẫn nộ xoa đầu cún của lầu trên. Tự dìm hoàn tất, không có ai giành với ta, sướng. A còng TA là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân. A còng Bạch Tôn Giả, Bạch Tiền Bối, vừa nãy ngươi thu hồi cái gì về đấy, ta còn chưa xem mà. Trong lòng Tống Thư Hàng cảm thấy thật may mắn, không xem được là tốt. Đúng vào lúc này, Đông Phương Tĩnh Tuyết. Ha ha, Quách Đại Sư Huynh không nhìn thấy à? Lúc nãy vừa hay ta nhìn thấy, hơn nữa còn nhanh tay tải ảnh xuống rồi. Ngươi đợi chút, ta gửi ảnh cho ngươi, đẹp lắm đó. Đông Phương Tĩnh Tuyết. Ảnh đẹp mũ phượng, phượng bào của Bạch Tiền Bối. Đông Phương Tĩnh Tuyết. Ôi, Bạch Tiền Bối đẹp quá, Bạch Tiền Bối gả cho ta đi. Bắc Hà Tán Nhân. Bản tọa vẫn luôn giữ im lặng, không dám lên tiếng. Nhưng nếu còn không lên tiếng thì sẽ tổn hại uy danh thánh đấu sĩ luôn online trong nhóm Cửu Châu số 1 của ta. Bạch Tiền Bối đẹp quá, Bạch Tiền Bối gả cho ta đi cộng 1. Lưu Huỳnh Tiên Tử. Đã tải ảnh, Bạch Tiền Bối đẹp quá, Bạch Tiền Bối gả cho ta đi cộng 2. Diệt Phượng Công Tử. Ảnh này là Bạch Tiền Bối chủ động gửi lên đấy, tuy rằng đã thu về, nhưng nếu như là Bạch Tiền Bối chủ động gửi lên thì chúng ta có thể an tâm lưu ảnh về máy. Bạch Tiền Bối đẹp quá, Bạch Tiền Bối gả cho ta đi cộng 3. Trong Giao Trì Thiên Giới. Tay cầm điện thoại của Tống Thư Hàng run rẩy, hắn cảm thấy có một bộ phim khổ nạn thời tận thế đang mời gọi hắn đóng vai chính đây này. Chương 816, đây là thần thông mới của ta. Ngươi không cần lo lắng như thế đâu, Thư Hàng. Diệp Tư lên tiếng an ủi. Cho dù ngươi bị Bạch Tiền Bối tống đến bí cảnh chậm chạp, chẳng phải còn có ta đi cùng ngươi sao, ít nhất ngươi sẽ không buồn chán như Tam Lãng Tiền Bối. Tống Thư Hàng. Hơn nữa, nếu như nghĩ kỹ lại thì thật ra chúng ta cũng chưa lâm vào tuyệt cảnh đâu. Diệp Tư lại nói. Ta phát hiện ra trên điện thoại có chức năng xóa nhật ký chat. Chúng ta nhanh tay một chút, xóa hết các nhật ký chat trong nhóm có liên quan đến tấm ảnh này trong điện thoại của Bạch Tiền Bối đi chẳng phải là được rồi sao? Chỉ cần đến lúc đó, trong điện thoại của Bạch Tiền Bối không có nhật ký chat liên quan đến bức ảnh đó thì không phải là không sao rồi ư? Vô dụng thôi. Tống Thư Hàng nói. Nếu như là những vấn đề khác, các tiền bối trong nhóm cứ tán với nhau một hồi rồi cũng sẽ xếp nó vào dĩ vãng và chuyển qua chủ đề khác thôi. Nhưng nếu như trung tâm của chủ đề nói chuyện này là ảnh của Bạch Tiền Bối, với trình độ dai như đỉa của các tiền bối trong nhóm, nói mấy ngày cũng không đổi chủ đề đâu. Giống như, gói mim Bạch Tiền Bối, lúc trước vậy. Nói cách khác, cho dù có xóa đi chăng nữa, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng sẽ nhắc lại chủ đề này liên tục. Không thử thì sao biết được, ta phụ trách xóa nhật ký, người phụ trách chuyển chủ đề đi. Nói không chừng có hiệu quả thì sao? Diệp Tư đề nghị. Nếu như thử làm thì còn có hy vọng thành công. Nếu như không thử thì chắc chắn là thất bại. Vì thế, Diệp Tư phụ trách nhanh chóng xóa hết tất cả những nhật ký chat có chủ đề liên quan tới bức ảnh trong điện thoại của Bạch Tôn Giả. Mà Tống Thư Hằng thì phụ trách chuyển chủ đề nói chuyện của các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Nhưng mà, nên dùng chủ đề gì chuyển hướng sự chú ý của các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đây? Chủ đề không đủ độ hot thì không làm cho các tiền bối hứng thú được đâu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong nhóm Cửu Châu số 1, chủ đề liên quan đến bức ảnh vẫn đang tiếp tục. Thất sinh phù phủ chủ. Ảnh này ai chụp thế? Góc chụp tuyệt quá, Bạch Tiền Bối đẹp quá. Bạch Tiền Bối hãy gả cho ta đi cộng 9. Ta là tiểu bạch hạc nơi góc biển chân trời. Bạch Tiền Bối đẹp quá. Bạch Tiền Bối hãy gả cho ta đi cộng 20. Ta là tiểu bạch hạc nơi góc biển chân trời. Bạch Tiền Bối đẹp quá. Bạch Tiền Bối hãy gả cho ta đi cộng 21. Ta là tiểu bạch hạc nơi góc biển chân trời. Bạch Tiền Bối đẹp quá. Bạch Tiền Bối hãy gả cho ta đi cộng 22. Bạch Hạc Chân Quân vừa vào liền gia nhập vào đội ngũ spam. Cứ như điên hết cả rồi vậy. Hắn chỉ là mượn cơ hội này to gan tỏ tình với Bạch Tiền Bối thôi. Sau đó, các tiền bối trong nhóm không ngừng ngoi lên. Tống Thư Hàng cười khổ, dưới tình huống thế này. Muốn tìm được một chủ đề đủ đô để chuyển lực chú ý của các vị tiền bối mà dễ sao? Hắn gãi đầu, đau khổ suy nghĩ. Một lúc sau, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, khoan đã, so với việc khổ sở nghĩ cách chuyển chủ đề thì chi bằng thuật lại những gì Bạch Tiền Bối đã nói lúc trước một lần xem sao. Vì vậy,
Tống Thư Hàng nhắn vào trong nhóm Cửu Châu số 1. Các vị tiền bối xin đợi một lát, lúc trước Bạch tiền bối nói rồi, nếu như ai dám lan truyền rộng rãi bức ảnh này ra ngoài thì sẽ bị nhét lên phi kiếm dùng một lần tống đến bí cảnh chậm chạp làm bạn với Tam Lãng tiền bối. Đây chính là lời nói chính gốc của Bạch Tôn Giả, tuy rằng là nói với hai người Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Trong nháy mắt, nhóm Cửu Châu số 1 đang sôi động bỗng chốc an tĩnh lại. Bắc Hà tán nhân. Hả, không đúng, không phải là Bạch tiền bối tự gửi ảnh lên sao? Không, không phải Bạch tiền bối gửi lên đâu, là ta và Diệp Tư bấm nhầm, sơ ý gửi lên nhóm đấy. Tống Thư Hàng trả lời. Lưu Huỳnh tiên tử. Bắc Hà tán nhân. Thư Hàng tiểu hữu đúng là đồ hại người. Thiên phủ khí tông Dương Huyền. Thu lại, mau thu hồi tất cả nhật ký chat vừa rồi về. Cuồng đao Tam Lãng quá thê thảm, đây chính là tấm gương cho chúng ta đấy. Đông Phương Tĩnh Tuyết. Vô dụng thôi, qua 2 phút rồi, phần lớn tin nhắn đều không thu về được nữa rồi. Tống Thư Hàng mau xóa hết tất cả nhật ký chat trên điện thoại của Bạch tiền bối đi. Chỉ cần Bạch tiền bối không nhìn thấy đoạn chat này thì chúng ta sẽ an toàn. Thất sinh phù phủ chủ. Có lý. Tống Thư Hàng. Ta đang làm thế rồi đây, vì thế, bức ảnh này các tiền bối cất đi là tốt rồi, chúng ta chuyển chủ đề, nhân lúc trước khi Bạch tiền bối tỉnh lại nhanh chóng nói sang chuyện khác đi. Bắc Hà tán nhân. Đột nhiên không nghĩ ra cái gì để chém gió nữa. Thiên phủ khí tông Dương Huyền. Hay là nói về bộ phim điện ảnh mà mọi người vừa quay nhé. Cắt nối xong rồi à? Thông qua xét duyệt chưa? Ta nhớ bây giờ ở Hoa Hạ, sau khi quay phim xong muốn được công chiếu thì phải thông qua xét duyệt của cơ quan chức năng có liên quan, lấy được giấy phép công chiếu mới được chiếu đúng không? Bao giờ bộ phim của chúng ta mới chiếu thế? Bắc Hà tán nhân nói. Nghe ý của Hoàng Sơn Chân Quân thì ngày 24 sẽ tổ chức công chiếu lần đầu, ngày 25 sẽ chiếu trên toàn quốc. Đông Phương Tĩnh Tuyết. Hôm nay đã là ngày 20 rồi nhỉ? Trong thời gian ngắn như thế có thể thông qua xét duyệt không? Nghe nói gần đây, quy trình xét duyệt phim điện ảnh phức tạp lắm đấy. Yên tâm đi, Hoàng Sơn Chân Quân chắc chắn có cách giải quyết vấn đề này. Nghe nói trong tay Hoàng Sơn Chân Quân có tận mấy công ty sản xuất phim điện ảnh liền, mấy chuyện thế này chắc chắn hắn sẽ giải quyết được thì mới tuyên bố ngày 25 tiến hành công chiếu toàn quốc chứ đúng không? Lạc Trần Chân Quân đáp. Dù sao cũng là tu sĩ, nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Những chuyện dùng tiền cũng không giải quyết được. Chỉ cần tu sĩ ra mặt là có thể xử lý một cách dễ dàng. Nói thật, ta rất mong chờ ngày bộ phim này công chiếu. Đến lúc đó, chắc chắn có rất nhiều khán giả ghi nhớ tư thế oai hùng của ta trong phim. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu nói với vẻ mong đợi. Cho dù không nhớ được đạo hiệu của hắn nhưng vai diễn tà tương Minh Nguyệt này chắc chắn sẽ được mọi người nhớ kỹ, đây là nhân vật phản diện lớn nhất trong phim đấy. Sau khi Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu nói xong, nhóm Cửu Châu số 1 trầm mặc trong thời gian ngắn. Bởi vì các đạo hữu trong nhóm không biết nên an ủi Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu thế nào. Trailer của bộ phim đã được phát trên mạng, cũng đã mở rộng tuyên truyền rồi. Nhưng, có rất ít bình luận nhắc tới nhân vật boss cuối tà tướng Minh Nguyệt này. Cho dù có nhắc tới thì cũng chỉ được có nửa câu. Ví dụ như, ta nhớ nhân vật phản diện trong phim này cũng đẹp trai lắm mà, tuy rằng không còn nhớ rõ mặt mũi của hắn nữa nhưng kệ đi. Dù sao cũng không đẹp trai bằng Lăng Dạ nhà ta. Lăng Dạ đẹp quá đi mất, Lăng Dạ gả cho ta đi mà. Boss cuối của phim lại không phải là Cao Thăng Sư Huynh hả? Ta còn tưởng Cao Thăng Sư Huynh là trùm cuối chứ. Trong phim này có nhân vật phản diện à? Ta nhớ ra rồi, dường như là một tên đẹp trai mặc áo giáp, bộ khôi giáp tinh xảo như thế hoàn toàn khác với mấy bộ đạo cụ thô giáp trong những phim điện ảnh khác. Và vô số những bình luận tương tự. Nửa câu đầu nói đến nhân vật phản diện, nửa câu sau lại quay về nhân vật chính Lăng Dạ, hơn thế có rất nhiều người cho rằng Cao Thăng Sư Huynh mới là nhân vật phản diện nhất phim. Hoặc là cứ nói rồi chuyển chủ đề lên đạo cụ luôn. Thảm quá, không có bất cứ một bình luận hoàn chỉnh nào cả. Cũng không biết gần đây Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu có lên mạng xem bình luận phim không? Nếu như có xem thì chắc hắn sẽ khóc ngất trong WC mất. Bên trong giao trì thiên giới. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đều rất chu đáo, mọi người đều đồng ý phối hợp với hắn để chuyển chủ đề, thật là tốt quá. Xóa xong rồi. Diệp Tư trả lại điện thoại của Bạch Tôn Giả, phàm là những tin nhắn trong nhóm Cửu Châu số 1 có liên quan đến bức ảnh của Bạch Tôn Giả đều bị Diệp Tư xóa sạch hết. Làm tốt lắm.
Tống Thư Hàng thở phào một hơi. Chỉ cần Bạch Tôn giả không phát hiện ra nhật ký chat trong nhóm thì coi như hắn tránh được kiếp này rồi. Hắn không cần phải đến bí cảnh chậm chạp làm bạn với cuồng đao tam lãng đạo hữu nữa rồi. Chỉ cần nghĩ tới những ngày tháng tam lãng tiền bối ở trong bí cảnh, đến cả việc xem phim, nạp tiền hội viên cũng không thể làm được, thảm không cơ chứ. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, sau đó hắn nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục đang nhìn chằm chằm vào hai cái tay đặt trên ngực của hắn. Vừa rồi, Tô Thị A Thập Lục luôn nhìn chằm chằm vào đôi tay này, nhìn chúng thao tác nhanh chóng trên điện thoại của Bạch Tôn giả, xóa nhật ký chat trong điện thoại. Đôi tay này mảnh khảnh, thon dài, trắng nõn, còn có những ngón tay kia nữa, vừa nhìn là biết đó là tay của con gái. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng, hỏi. Thư Hàng, đôi tay ở ngực ngươi là sao thế? Tay của Diệp Tư sư tỷ bị A Thập Lục nhìn thấy rồi. Nên nói thế nào nhỉ, đây xem như là thần thông mới của ta. Sau khi suy nghĩ, Tống Thư Hàng trả lời. Thần thông? Tống Thư Hàng ngơ ngác. Nhìn kỹ nhé, A Thập Lục, thần thông, hai đầu bốn tay. Tống Thư Hàng vươn hai tay ra, hô lên. Trong cơ thể của hắn, Diệp Tư sư tỷ. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn phối hợp với Tống Thư Hàng. Đầu tiên hai tay của cô thu từ ngực Tống Thư Hàng về, sau đó lại vươn ra từ chỗ bả vai Tống Thư Hàng. Sau đó, đầu của Diệp Tư chui ra từ cổ Tống Thư Hàng. Hình thức hai đầu bốn tay. Tô Thị A Thập Lục, không gạch dưới không? Ai có thể nói cho cô biết đây là chuyện gì không? Nói là thông hai đầu bốn tay, nhưng tại sao lại có đầu và tay con gái chui ra từ trong người Tống Thư Hàng, đây là thông quái quỷ gì thế? Đợi chút, cô gái này nhìn quen mặt thế. Đây không phải cái vị Diệp Tư sư tỷ kia sao? Chính là người lúc trước khi quay phim ngồi bên cạnh Tống Thư Hàng và cô, rồi đột nhiên lại trở nên trong suốt ấy. Tô Thị A Thập Lục. Diệp Tư sư tỷ, tại sao cô lại ở trong cơ thể Tống Thư Hàng thế? Thực ra, ta và Tống Thư Hàng đã ký kết một khế ước, ta trở thành linh quỷ của hắn. Thân là linh quỷ, đương nhiên có thể sống trong cơ thể ký chủ rồi. Diệp Tư đáp. Diệp Tư sư tỷ là linh quỷ ư? Tô Thị A Thập Lục trợn trừng mắt. Coi như là nửa linh quỷ đi, ta cũng không biết bây giờ bản thân mình rốt cuộc là cái gì nữa. Nhưng chắc chắn ta khác với những linh quỷ bình thường khác. Ví dụ như cho dù ký khế ước rồi, ta vẫn là ta, là một cá thể độc lập. Diệp Tư đáp. Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng và Diệp Tư sư tỷ ký kết khế ước, để Diệp Tư sư tỷ trở thành linh quỷ của hắn, mà linh quỷ và chủ nhân tâm ý tương thông, sức mạnh tương thông, thậm chí đến giác quan cũng tương thông. Chương 817, xạ yêu người que. Trong lúc ba người Tống Thư Hàng đang nói chuyện thì đột nhiên ngọn lửa công đức trên người Tống Thư Hàng lại biến đổi. Ánh sáng công đức vốn đang từ từ yếu dần đột nhiên bùng lên rồi lại tiếp tục bốc cháy hừng hực, hơn nữa còn trở nên nóng giống như ngọn lửa thật vậy. Ngọn lửa xoay vòng lên trên, giống như một con rồng bao lấy Tống Thư Hàng. Nóng quá! Tống Thư Hàng không nhịn được nói. Xem ra ánh sáng công đức đã hoàn tất biến đổi về chất rồi. Tô Thị A Thập Lục nói. Đồng thời cô nhảy về sau một chút, tránh khỏi ánh sáng công đức càng ngày càng nóng kia. Biến đổi lâu thế rồi, đến lúc hoàn thành rồi. Biến đổi về chất của ánh sáng công đức dày vò người ta đến thế sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn cảm thấy dường như mình đã bị ném vào trong lồng hấp vậy, chỉ trong thời gian một câu nói, mồ hôi trên người hắn đã tuôn ra như suối. Ta không biết, Tô Thị bọn ta không ai tu luyện ánh sáng công đức cả. Tô Thị A Thập Lục nói. Diệp Tư hoàn toàn không có cảm giác gì với độ nóng này, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu Tống Thư Hàng. Xem hình dáng này, ánh sáng công đức dường như muốn tụ lại thành một con cự long. Trong ánh sáng công đức xoắn lên có hình thái hai cái móng vuốt nhỏ, vì thế chắc hẳn là hình rồng. Tống Thư Hàng nóng đến mức muốn thè lưỡi ra như một chú chó. Nghe có vẻ ngầu quá. Nhưng mà, nếu như ánh sáng công đức thật sự giống như rồng này xoay vòng quanh người hắn thì chắc là rất oai đây. Đúng kiểu là kim long hộ thể chân chính. Nếu như cộng thêm đao khí hộ thể của nghịch lân đao pháp, đến lúc Tống Thư Hàng đánh nhau với người khác, một khi mở hiệu ứng thì sẽ là song long hộ thể, rất oai phong đấy. Trước đây, lúc ánh sáng công đức bắt đầu cháy thì có xu thế hóa thành hình người, trong lòng Tống Thư Hàng còn thầm lo lắng một hồi, sợ nó sẽ biến thành thứ kỳ quái gì đó. Hửm, lạ thật, ngọn lửa xoay vòng lên hình như biến thành hình người rồi hay sao ấy? Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nói. Tống Thư Hàng lập tức ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu của mình.
chỉ thấy ánh sáng công đức giống như con rồng bao lấy người hắn, nhưng lên đến vị trí đỉnh đầu thì lại ngưng tụ lại thành hình người, nhưng hình người này mới chỉ có nửa thân trên. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ là lúc nãy mình thầm nghĩ tới hình người nên ánh sáng công đức liền phối hợp với ý chí của mình hóa thành hình người sao? Cũng đúng, hiện giờ ánh sáng công đức đang ở trạng thái tạo hình, chắc chắn là bị ý chí của mình ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Rồng 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 rồng. Đồng thời trong não hải của hắn cũng nghĩ tới hình dáng của một con rồng. Đầu lạc đà, sừng hươu, gáy rắn, mắt rùa, vảy cá, tay hổ, vuốt ưng, tai trâu. Sau một lúc lẩm bẩm, trong đầu Tống Thư Hàng tràn đầy hình ảnh của rồng. Hắn lên tiếng hỏi. Thế nào rồi, Thập Lục, Diệp Tư, hình dáng của ánh sáng công đức trở lại thành rồng chưa? Hắn không mở mắt nhìn lên ánh sáng công đức trên đỉnh đầu, hắn sợ chỉ cần nhìn một cái thì sẽ ảnh hưởng đến cấu tạo hình thái của rồng trong đầu. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Chưa, vẫn là hình dáng lúc trước. Xem ra ý chí của ta còn chưa đủ. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Rồng 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 rồng. Trong đầu hắn không ngừng nghĩ đi nghĩ lại hình dáng của rồng. Một lúc sau, Tống Thư Hàng cảm thấy ngọn lửa ánh sáng công đức trên người mình đã cháy đến cực hạn. Chính là lúc này, hình dáng sau khi thay đổi về chất của ánh sáng công đức là rồng hay là run phải xem thời khắc này. Tống Thư Hàng mở bừng mắt ra, quát khẽ. Rồng. Theo tiếng quát của hắn, ánh sáng công đức xoay quanh người hắn tụ lại. Phần ngọn lửa vòng quanh người Tống Thư Hàng hóa thành vảy lân sống động, ánh vàng rực rỡ chói mắt. Là thân rồng, trong lòng Tống Thư Hàng vui mừng, sau đó, hắn tiếp tục nhìn lên trên. Sau đó hắn nhìn thấy nửa thân trên của một người que vàng óng. Cái gọi là người que là một hình vẽ hình người đơn giản. Chính là kiểu lấy một que diêm làm thân rồi vẽ ra bốn giường thẳng tượng trưng cho hai chân và hai tay. Lúc này, nửa dưới bao lấy thân hắn của ánh sáng công đức biến thành một cái, đuôi rắn đầy vảy vàng trông rất sống động. Mà nửa thân trên lại là hình dáng một người que thô ráp, không có ngũ quan, chỉ là một cơ thể do ánh sáng tụ lại mà thành thôi. Đây là sinh vật gì thế? Xà yêu hình que à? Nửa thân trên và nửa thân dưới này chẳng hợp nhau gì hết. Tại sao lại biến thành hình dạng này chứ? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Tổng kết lại, ánh sáng công đức sẽ biến thành hình dáng gì hoàn toàn không liên quan đến ý chí của bản thân. Diệp Tư Sư Tỷ nói, cho dù Tống Thư Hàng luôn nghĩ tới hình dáng của rồng, nhưng hình thái mà ánh sáng công đức tụ lại và hình dáng Tống Thư Hàng nghĩ trong đầu chả giống nhau tẹo nào. Tô Thị A Thập Lục bổ sung. Ngoài ra, nửa thân trên mà ánh sáng công đức của Tống Thư Hàng biến đổi về chất tạo ra nhìn trông giống bán thành phẩm vậy. Nói không chừng công đức chi lực của người còn chưa đủ, phải thu thập thêm một ít nữa mới khiến nửa trên của ánh sáng công đức ngưng tụ thành hình hoàn chỉnh được thì sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn lên ánh sáng công đức hỏa xài xà yêu trên dưới bất nhất, thở dài một hơi u sầu. Xem ra, một thời gian nữa lại đi siêu độ vài vong hồn vậy. Xem thử có thể khiến ánh sáng công đức thành hình không. Tuy rằng không phải là cự long nhưng hình dáng xà yêu cũng được. Ít nhất cũng đẹp hơn xà yêu hình que một chút. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười. Nhưng mà, ta chỉ suy đoán thôi nhé. Nói không chừng, sau khi ánh sáng công đức của người định hình thì chính là hình dáng như thế này. Tóm lại, ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước. Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu lên, nhìn lên nửa người trên của xà yêu hình que rồi thở dài lần nữa. Thư Hàng. Ngươi có thể khống chế ánh sáng công đức quay trở lại cơ thể ngươi không? Diệp Tư Sư Tỷ hỏi. Để ta thử xem. Tống Thư Hàng dứt lời thì suy nghĩ trong đầu. Ngay lập tức, ánh sáng công đức hiện hóa thành xà yêu hình que vụt cái trở lại trong người Tống Thư Hàng. Chỉ còn dư lại một tầng ánh sáng công đức nhàn nhạt bảo vệ cơ thể Tống Thư Hàng thôi. Nhưng nếu như Tống Thư Hàng gặp phải công kích, nguyền rủa, pháp thuật tà ác, quỷ vật, thì ánh sáng công đức hiện hóa sẽ ngay lập tức hiện hình. Trừ bỏ những tà vật đó. Được, ta có thể tùy ý khống chế nó. Tống Thư Hàng nói bằng giọng hài lòng. Tiếp đó, hắn lại tò mò hỏi. Đúng rồi, Diệp Tư, cô và ánh sáng công đức hiện hình đều sống trong cơ thể ta thì có xung đột gì không? Ta thử xem. Vừa nói Diệp Tư vừa trở lại cơ thể Tống Thư Hàng. Một lúc sau, cô ấy lên tiếng. Không có bất cứ xung đột gì, trên thực tế, ta không hề cảm ứng được ánh sáng công đức hiện hình nằm ở bộ vị nào trong cơ thể ngươi. Vậy thì tốt, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó, đột nhiên hắn có một ý tưởng thú vị.
Đúng rồi Diệp Tư, chúng ta lại thử hai đầu bốn tay đi. Tống Thư Hằng nói. Ngươi còn chưa chơi chán à? Ta nghĩ ra một cách chơi mới, cô đợi khẩu lệnh của ta, lát nữa đầu của cô chui ra từ bên trái của ta. Ta chuẩn bị một chút. Tống Thư Hằng nói. Diệp Tư. Được rồi. Tống Thư Hằng nhắm mắt lại, hình như ngẫm nghĩ trong chốc lát. Sau đó, hắn cười hì hì nói với Tô Thị A Thập Lục. Thập Lục, ta cho cô xem thần thông mới của ta. Tô Thị A Thập Lục. Nhìn kỹ nhé, Diệp Tư. Lần này là thần thông ba đầu sáu tay. Tống Thư Hằng kêu lên. Ngay sau đó, Diệp Tư phối hợp chui đầu ra từ bên trái Tống Thư Hằng, hai tay vươn ra từ vai Tống Thư Hằng. Mà đồng thời, một cái đầu của người que cũng chui ra từ bên phải Tống Thư Hằng. Lại có thêm cánh tay có hình dạng giống cây côn trồi lên từ sau vai Tống Thư Hằng. Ba đầu sáu tay. Thế nào, Thập Lục, hình tượng tổng thế thế nào? Tống Thư Hằng hỏi. Tô Thị A Thập Lục. Diệp Tư quay đầu nhìn sang phía còn lại của Tống Thư Hằng, nói. Ta cảm thấy dáng vẻ hiện tại của chúng ta chắc là không ngầu lắm đâu. Bởi vì cái đầu bên phải của ngươi nhìn như một quả cầu ánh sáng, giống như kẹp một quả bóng rổ vào ấy. Tô Thị A Thập Lục bổ sung. Còn có hai cánh tay đằng sau lưng ngươi nữa, nhìn giống như cắm hai nhánh cây vào vai ấy. Nói xong, cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh cho Tống Thư Hằng sau đó đưa điện thoại cho Tống Thư Hằng. Này, ngươi tự xem đi, tổng thể trông như thế này. Tống Thư Hằng cầm lấy điện thoại nhìn một cái. Bên trái là người que, phá hoại cảm giác tổng thể nghiêm trọng. Nếu như ánh sáng công đức hiện hình còn có thể cải thiện thêm một bước nữa, biến thành đầu người và hai cánh tay thì trạng thái khi thi triển ba đầu sáu tay nhất định rất hoàn mỹ. Cũng chưa chắc nhé. Sau khi tưởng tượng ra cảnh đó, Diệp Tư đáp. Nếu cuối cùng ánh sáng công đức hóa thành mặt của ngươi, lúc thi triển thông ba đầu sáu tay, mặt và hai tay của ta sẽ phá hoại tổng thể đấy. Cũng đúng. Tống Thư Hằng trả điện thoại lại cho Tô Thị A Thập Lục. Nhưng vẫn tốt hơn người quen nhiều, ha ha. Tô Thị A Thập Lục nhận lấy điện thoại, cô ấy chớp mắt, hỏi. Thư Hằng, có gửi ảnh này lên nhóm không, tăng thêm chủ đề cho các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Tránh để cho các tiền bối trong nhóm cứ nói mãi rồi lại tự tìm chết mà nói tới Bạch Tôn giả. Vậy thì gửi đi. Tống Thư Hằng nói với vẻ không bận tâm. Tô Thị A Thập Lục gật đầu. Vươn tay ra gạt mấy cái trên điện thoại, gửi bức ảnh đó lên nhóm Cửu Châu số 1. Trong nhóm Cửu Châu số 1, tán xong chủ đề phim chuẩn bị công chiếu, các tiền bối trong nhóm không tìm thấy chủ đề mới nữa, vì thế nhóm chat tạm thời yên tĩnh. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục gửi ảnh, Tống Thư Hằng ba đầu sáu tay, lên. Người đầu tiên ngoi lên trả lời vẫn Bắc Hà Tán Nhân. Hửm, ảnh này thú vị đấy, đây là kiểu chơi mới của Thư Hằng tiểu hữu sao? Bên trái tiểu hữu là cái vị Diệp Tư đạo hữu của Bích Thủy các kia sao? Thế bên phải là gì thế? Dùng pháp lực ngưng tụ thành à? A còng cổ Hồ Quan chân quân, thân là bát tí kiếm khách, người có ý kiến gì về ba đầu sáu tay của Tống Thư Hằng tiểu hữu không? Cổ Hồ Quan chân quân. Bộ phim tiếp theo chúng ta có thể làm lại Tây Du Ký hoặc Phong Thần diễn nghĩa. Tống Thư Hằng tiểu hữu có thể diễn vai Na Cha. Hoàng Sơn chân quân. Nói đến cái này ta liền nghĩ đến một bức ảnh ta chụp lúc trước. Ta tìm lại cho các ngươi xem thử. Một lúc sau, Hoàng Sơn chân quân gửi lên một bức ảnh, chó ba đầu địa ngục Đậu Đậu. Đậu Đậu trên ảnh trông còn rất trẻ, rất đáng yêu. Hai bên người nó mọc ra hai cái đầu cún đáng yêu, bằng giấy. Chương 818, xin chào Phật Tổ, tạm biệt Phật Tổ. Hoàng Sơn ngu ngốc kia, ta đây liều mạng với ngươi. Đến đây, tổn thương lẫn nhau đi. Ta là trung khuyển của Hoàng Sơn Đại Nhân, dùng chức năng chát tiếng, nó hét toáng lên. Ngay sau đó, Đậu Đậu nhanh tay gửi lên nhóm một đoạn video. Nó biết, sau khi nó hét lên tổn thương lẫn nhau xong, Hoàng Sơn chân quân sẽ chơi điếm mà cấm ngôn nó. Vì vậy, tư thế gửi video phải cun ngầu, tốc độ phải nhanh. Quả nhiên, vào lúc Đậu Đậu gửi video lên, Hoàng Sơn chân quân đã nhanh chóng cấm ngôn nó, nhưng mà, link video của Đậu Đậu đã được gửi lên rồi. Trong lòng Đậu Đậu thấy rất đắc ý, Hoàng Sơn ngu ngốc, mấy trò của ngươi ta đây rõ như lòng bàn tay. Ván này ta thắng rồi. Các thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 đều nhìn thấy link video kia. Tên của video ấy là một bài hát hay có thể khiến bạn replay liên tục. Mặt ngoài video là hình ảnh đẹp trai của Hoàng Sơn chân quân. Bài hát hay à? Bắc Hà Tán Nhân nghi hoặc nói,
nhưng hắn không hề click vào đường link ấy. Lúc Đông Phương Tĩnh Tuyết nhìn thấy video đó thì vui vẻ nói. Ta biết rồi, nội dung của video này chắc chắn là bài hát Hoàng Sơn ngu ngốc, chuẩn bài luôn nè. Phá Dương kích Quách Đại. Không đúng, ta cảm thấy với tính cách của Đậu Đậu, nó sẽ không dùng một thủ đoạn nhiều lần để tổn thương lẫn nhau với Hoàng Sơn tiền bối đâu. Ta nghĩ chắc video này không phải là bài hát kia mà chắc là tác phẩm mới của Đậu Đậu. Phá Dương kích Quách Đại vừa nói xong thì cả nhóm Cửu Châu số 1 đều câm nín. Không phải vì Hoàng Sơn chân quân bật chức năng cấm ngôn nhóm, mà là do các thành viên của nhóm Cửu Châu số 1 nghe thấy đây là tác phẩm mới của Đậu Đậu thì đều thi nhau click vào link video đó, muốn thưởng thức một chút sau bài ca Hoàng Sơn ngu ngốc, Đậu Đậu sẽ cho ra tác phẩm mới như thế nào. Vừa mở video thì đã có giọng hát truyền ra, các thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 vừa nghe thì liền cảm thấy hơi thất vọng. Những bông hoa thơm trong giỏ, đến nghe ta hát nào. Giống như những gì Đông Phương Tĩnh Tuyết suy đoán, vẫn là bài ca Hoàng Sơn ngu ngốc chứ không phải là tác phẩm mới của Đậu Đậu. Thế này thì chả có gì thú vị cả. Bọn họ đều nghe bài ca Hoàng Sơn ngu ngốc rồi, sao không có sáng tạo gì hết cả thế? Bắc Hà Tán Nhân thầm nghĩ trong lòng. Ý nghĩ của Bắc Hà Tán Nhân cũng là ý nghĩ trong lòng phần lớn các thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1. Ủa, không ổn rồi. Nghe bài hát này, ta có cảm giác cả người mềm ra. Không có chút sức lực nào nữa cả. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử gửi một tin nhắn âm thanh lên nhóm. Ta cảm thấy có hơi buồn nôn. Diệt Phượng công tử cũng dùng chức năng chat voi, nói. Chúng ta trúng kế rồi, đây là giọng hát của tạo hóa Pháp Vương. Tuyết Lang Động chủ nói với giọng kinh hoàng. Đến Đại Hoàng Sơn là một nơi tốt đẹp nơi tốt đẹp sẽ có phong cảnh đẹp đâu đâu cũng là hoa màu, đâu đâu cũng có kẻ ngốc. Chắc chắn là giọng hát của tạo hóa Pháp Vương, tai ta tê hết cả rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này lực sát thương của giọng hát thấp đi rồi. Ngoài chuyện mất sức với buồn nôn ra thì không có chỗ nào khác khó chịu cả. Ta có thể sống tiếp một cách dễ dàng. Diệt Phượng công tử nói. Gửi một tin nhắn chứng minh mình còn sống. Bắc Hà Tán Nhân. Chứng minh mình còn sống. Tuyết Lang Động Chủ. Đông Phương Tĩnh Tuyết. Ha 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 ha, tuy rằng cả người đều mềm oặt ra rồi nhưng tạo hóa đạo hữu hát bài này hay đấy. Ta phát hiện ra sau khi nghe hết bài này, lời bài hát cứ vang vọng trong đầu của ta mãi. Đặc biệt là câu đâu đâu cũng có hoa màu, đâu đâu cũng có kẻ ngốc kia, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của ta suốt luôn. Thú vị lắm. Đông Phương Tĩnh Tuyết chính là cái vị vô cùng thích bài ca Hoàng Sơn ngu ngốc kia. Bình thường cô ấy không hay tự tìm đường chết đâu, nhưng một khi liên quan đến bài ca Hoàng Sơn ngu ngốc là cô ấy lại bán mạng tự tìm đường chết. Á đù, thực sự vang vọng này. Bắc Hà Tán Nhân nói. Ta cũng thế, cả đầu đều là câu hát ấy. Dược sư dùng chức năng tin nhắn thoại, nói bằng giọng yếu ớt. Cuồng Đao Tam Lãng. Linh Điệp tiền bối có online không? Đệ tử nhà người bị rơi vào bí cảnh chậm chạp không ra được nữa, cứu mạng với. Thôn Vân Tăng. Chết mất, cả đầu ta đều vang vọng câu hát kia, lời bài hát này phải lặp đi lặp lại bao lâu đây? Thông Huyền Đại Sư. Mim đâm đầu vào tường. Lệ Chi tiên tử. Ha ha ha, hãy thông minh như ta này, ta không bấm vào video đó. Các người ngây thơ quá. Đông Phương Tĩnh Tuyết. Tin nhắn thoại. Lệ Chi tiên tử tiện tay mở tin nhắn thoại của Đông Phương Tĩnh Tuyết. Giọng ca vang dội của tạo hóa Pháp Vương lập tức truyền ra, là câu cuối cùng trong bài ca Hoàng Sơn ngu ngốc đâu đâu cũng là hoa màu, đâu đâu cũng có kẻ ngốc. Sau đó, Lệ Chi tiên tử cũng rơi vào trạng thái tuần hoàn của giọng hát. Lệ Chi tiên tử. Đông Phương Tĩnh Tuyết. Lệ Chi đạo hữu, không cần cảm ơn ta đâu, xin hãy gọi ta là Lôi Phong Sống. Đúng thế, Đông Phương Tĩnh Tuyết thiên tử bình thường đều không tự tìm đường chết, nhưng một khi dính đến bài ca Hoàng Sơn ngu ngốc thì thái độ tự tìm chỗ chết của cô ấy rất cứng rắn, dậy mãi không sửa. Hằng Hỏa mệt tim muốn nghỉ hưu. Có phải là do cách ta mở nhóm chat không đúng phải không? A còng Hoàng Sơn chân quân có phải ngươi thêm ta vào nhầm nhóm rồi đúng không? Các đạo hữu trong cái nhóm này có phải đều là nick phụ của Tam Lãng đạo hữu không thế? Hoàng Sơn mệt tim hết sức rất muốn được nghỉ hưu. À, không nhầm đâu, chính là nhóm này đấy, chính là nhóm Cửu Châu số 1 mà ngươi muốn tham gia đấy, trên nick chat của ta cũng chỉ có nhóm này thôi. Hoàng Sơn chân quân đổi tên rồi. Hằng Hỏa mệt tim muốn được nghỉ hưu. Giao Bá muốn sinh đủ một đội bóng nam. Không sao đâu, Hằng Hỏa huynh. Qua mấy ngày nữa là ngươi sẽ làm quen được ý mà.
sau đó ngươi có thể hòa nhập với nhóm này. Lúc ta vừa mới gia nhập cũng không quen, nhưng chỉ vài ngày sau là thích ứng được luôn. Hằng Hỏa mệt tim muốn nghỉ hưu. Ta vẫn nên đi xem tứ thư ngũ kinh nho gia của ta thì hơn. Cứ như thế, Cuồng Đao Tam Lãng không dễ gì mới gửi được một tin nhắn lên nhóm nhưng lại bị những thảo luận liên quan đến giọng cả của tạo hóa pháp vương của các thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 nhấn chìm rồi. Cuồng Đao Tam Lãng muốn gửi thêm một tin nhắn nữa nhưng không biết phải đến ngày nào tháng nào mới gửi được. Trong bí cảnh chậm chạp, Cuồng Đao Tam Lãng nhìn Lưu Kiếm Nhất đang cười bỉ ổi đứng cách đó không xa rồi thở dài đầy u sầu. Hình như Lưu Kiếm Nhất rất thích bí cảnh chậm chạp này. Ở trong cái thế giới mà giơ tay nhấc chân thôi cũng mất thời gian cả nửa ngày này, Lưu Kiếm Nhất thấy rất vui. Không có nơi nào thích hợp với hắn hơn thế giới này nữa. Cái thế giới tiết tấu chậm này chính là thiên đường của hắn. Hắn muốn định cư ở đây, vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài nữa. Phía bên kia, trong thiên nhai Vân Du Tự, có một vị tiểu hòa thượng nhàm chán ngẩng đầu lên nhìn trời. Đã một thời gian kể từ lúc hắn lén chạy ra khỏi thiên nhai Vân Du Tự để chữa bệnh trĩ và bị mang về rồi. Tiểu hòa thượng quả quả bày tỏ, từ sau khi chữa khỏi bệnh trĩ, lúc ngồi luyện công mông nó không còn đau nữa, thật là sảng khoái, từ sau khi chữa khỏi bệnh trĩ, hiệu suất luyện tập của nó được nâng cao một bậc. Bây giờ nó lại còn mở thêm nhĩ khiếu, đã thế còn lấy được một thiên phú nhĩ khiếu rất tốt là tuệ nhĩ. Từ sau khi có thiên phú này, nó có thể hiểu và nắm bắt những công pháp, kiến thức mà nó nghe được một cách nhanh chóng. Lúc nghe các tiền bối trong tự khai đàn giảng kinh, nó có được nhiều lĩnh ngộ hơn nữa còn học một biết mười. Chán quá đi, gần đây thư hàng sư huynh chẳng đến tìm mình gì cả. Muốn đi chỗ huynh ấy tìm đậu đậu quá. Tiểu hòa thượng nhìn lên trời lẩm bẩm. Hay là, tìm cơ hội lén trốn ra ngoài chơi tiếp nhỉ? Nghe nói hôm nay có một đoàn khách đến thiên nhai Vân Du Tự. Hắn có thể tìm cơ hội trà trộn vào đoàn khách này rồi lén trốn ra ngoài không nhỉ? Nhưng mà, không biết khách tới lần này ở chỗ nào nữa. Hơn nữa, muốn trà trộn vào trong đoàn khách thì ít nhất phải quen mặt với khách trong đoàn mới được chứ nhỉ? Tiểu hòa thượng chắp tay thành chữ thập, lẩm bẩm. Phật tổ ơi, xin hãy nghe thỉnh cầu của đệ tử, để Tam Nhật sư huynh đại phát từ bi dẫn con ra ngoài chơi đi. Sau khi niệm xong, tiểu hòa thượng ngẫm nghĩ một lát rồi lại chắp tay vào, tiếp tục nói. Bạch tiền bối ơi, xin hãy giúp tiểu quả quả đáng yêu một lần, cho ta một cơ hội rời khỏi thiên nhai Vân Du Tự nhé. Tiện thể xin cả đậu đậu sư huynh nữa, xin hãy ban cho ta sức mạnh để bỏ nhà ra đi. Niệm xong, tiểu hòa thượng mở mắt ra, quan sát xung quanh một lượt. Tiếp theo đây phải xem giữa Phật tổ và bạch tiền bối ai linh nghiệm hơn rồi. Là Tam Nhật sư huynh đột nhiên lên cơn động kinh dẫn nó ra khỏi tự chơi hay là nó lấy được cơ hội rời khỏi thiên nhai Vân Du Tự đây? Đúng vào lúc đang suy nghĩ thì đột nhiên cơ thể của tiểu hòa thượng run lên. Nhờ có nhĩ khiếu, nó nghe thấy có giọng của hai cô bé truyền tới từ nơi cách đó không xa. Trong đó cột giọng nói non nớt, chắc tầm tuổi tiểu hòa thượng. Giọng nói kia thì trầm hơn một chút, hẳn là lớn tuổi hơn một chút. Sư tỷ, muội nghe sư phụ nói gần đây ở khu vực Giang Nam có tà khí bay lên, nói không chừng có yêu vật xuất hiện. Chúng ta có đi xem thử không? Muội học pháp thuật lâu như thế rồi mà chưa hàng yêu phục ma được lần nào cả. Cô bé có giọng nói non nớt kia nói. Nhưng chúng ta căn bản không biết khu Giang Nam nằm ở đâu mà. Hơn nữa, đây là thiên nhai Vân Du Tự, chúng ta muốn giấu sư phụ ra khỏi đây đâu phải chuyện dễ gì. Cô gái có giọng già dặn hơn đáp. Thiên nhai Vân Du Tự to như thế, chúng ta có thể tìm các sư huynh trong tự giúp, giới thiệu cho chúng ta cảnh trí trong chùa, sau đó chúng ta tìm cơ hội trốn đi. Giọng nói non kia lại vang lên. Chúng ta có thể gọi taxi để đến Giang Nam. Muội từng nghe các sư huynh trong tông môn nói qua, nếu như đến một chỗ xa lạ, không biết chỗ mình muốn tìm nằm ở đâu thì có thể dùng điện thoại để chỉ đường. Nếu như không biết dùng điện thoại dẫn đường thì có thể bắt taxi. Vậy chúng ta đi tìm một vị sư huynh thử xem nhé. Cô bé có giọng nói già dặn hơn kia cũng đã động lòng. Ở phía xa, tiểu hòa thượng quả quả lệ rơi đầy mặt. Cơ hội đấy. Đây chẳng phải là cơ hội để nó rời khỏi chùa sao. Hơn nữa nó rất dành khu Giang Nam kia, nó còn biết trường đại học của Tống Thư Hàng sư huynh chính là Đại học Giang Nam nữa cơ. Còn về việc muốn tìm chỗ phát ra tà khí gì đó, chỉ cần tìm thấy Thư Hàng sư huynh rồi thì không cần lo không tìm thấy chỗ đó nữa. Quả nhiên, bạch tiền bối vẫn đáng tin hơn Phật tổ. Xin chào Phật tổ, tạm biệt Phật tổ từ ngày hôm nay, con xin đổi tín ngưỡng nhé.
Tiểu hòa thượng xoa mặt mình, sau đó cố gắng che giấu vẻ kích động trên gương mặt. Tiếp đó, nó giả vờ bình tĩnh, đi về phía phát ra hai giọng nói non nớt kia. Khu Giang Nam, Tống Thư Hàng sư huynh, ta lại tới đây. Chương 819, địa bàn của ta làm chủ, hồi sinh đi. Tống Thư Hàng ở trong giao trì thiên giới của mảnh vỡ thiên đình xa xôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Sao lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ? Rõ ràng vừa nãy ánh sáng công đức còn cháy hừng hực, bây giờ mình nên cảm thấy nóng mới đúng. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Sau đó, hắn nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Bạch tiền bối vẫn chưa xong à? Tô Thị A Thập Lục đáp. Giao trì thiên giới rộng lớn như thế, cho dù đã có được hạch tâm, nhưng muốn nắm giữ cả giao trì thiên giới này cũng không dễ dàng gì. Mà này, Thư Hàng ngươi còn chưa giải trừ hình dáng ba đầu sáu tay của mình à? Thiếu chút nữa là quên. Tống Thư Hàng vừa nghĩ trong đầu, người que mà ánh sáng công đức hóa thành lập tức thu lại vào người hắn. Chỉ sót lại hoa sen do hạch tâm trong tâm khiếu chiếu xạ ra là còn như ẩn như hiện, tham lam hấp thụ tà khí cửu u bên ngoài. Xem ra không hút sạch toàn bộ tà khí của giao trì thiên giới thì đóa hoa sen này sẽ không bỏ cuộc đâu. Sau khi người que do ánh sáng công đức hiện hình thành biến mất, Diệp Tư cũng không có hứng chơi trò hai đầu bốn tay nữa, cô ấy cũng chui lại vào trong người Tống Thư Hàng. Ở đằng xa, hai tay của Bạch Tôn Giả từ từ giơ lên đến đỉnh đầu. Mũ phượng rung nhẹ, phượng bào phất phơ theo gió. Lúc này, Bạch Tôn Giả mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, thành công rồi à? Bạch Tôn Giả giữ nguyên tư thế vươn hai tay, đáp. Xong rồi, các người đứng nguyên đừng cử động, chúng ta chuẩn bị ra ngoài đấy. Liễu Thụ Yêu khinh vũ đằng sau Bạch Tôn Giả dùng cành liễu cuốn lấy chiếc bình đựng lư sơn lộ ma tôn, nhảy tới bên cạnh Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Ngay sau đó, có một luồng ánh sáng màu xanh lam tản ra, bao lấy Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục và Liễu Thụ Yêu, tạo thành một cái lồng bảo vệ. Lồng bảo vệ sáng lên, tiếp theo đó, Tống Thư Hàng cảm thấy cơ thể mình rung lên. Sau đó, bọn họ đã rời khỏi không gian dị thứ nguyên loại nhỏ này, trở lại trên mặt đất của giao trì thiên giới. Năng lực di chuyển không gian à? Tô Thị A Thập Lục hỏi, nhưng cảm giác này lại hơi khác so với thiên phú di chuyển không gian lúc trước của Bạch tiền bối. Bạch Tôn Giả đứng bên cạnh vẫn giữ tư thế giơ hai tay, hắn đáp. Là năng lực di chuyển không gian. Nhưng lúc nãy ta không dùng thiên phú không gian của bản thân đưa các ngươi rời đi mà là dùng quyền hạn của chủ nhân giao trì thiên giới đưa các ngươi di chuyển khỏi không gian. Trong giao trì thiên giới này, chỉ cần một suy nghĩ của ta là chúng ta có thể xuất hiện tại bất cứ ngóc ngách nào của thiên giới. Không hổ là thiên giới do trường sinh giả xây dựng, có vài chức năng rất thuận tiện. Bạch tiền bối, ngươi kế thừa được giao trì thiên giới này rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Phải. Khóe miệng Bạch Tôn Giả dương lên. Trước đây ta còn lo với cảnh giới của ta mà muốn chống đỡ cả giao trì thiên giới thì có chút khó khăn. Vì dù gì thì chủ nhân cũ của mảnh vỡ thiên giới này cũng là một trường sinh giả. Ta cũng đã có ý định từ bỏ một phần của giao trì thiên giới, tranh thủ giữ lại hạch tâm. Nhưng mà, lúc ta tiếp nhận giao trì thiên giới này, linh lực phải bỏ ra để nắm giữ giao trì thiên giới này ít hơn ta tưởng tượng nhiều. Trước khi vị mỹ nhân có nốt ruồi lệ kia biến mất từng nói chỉ có tấn thăng lên cửu phẩm thì Bạch Tôn Giả mới có thể nắm giữ toàn bộ giao trì thiên giới được. Nhưng trên thực tế, bây giờ Bạch Tôn Giả đã có thể chống đỡ giao trì thiên giới này một cách rất nhẹ nhàng rồi. Dứt lời, hai tay luôn giơ lên của Bạch Tôn Giả cũng bỏ xuống. Sau đó, hắn nhìn lại giao trì thiên giới khổng lồ, bắt đầu ngẩn người. Bạch tiền bối, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng cẩn thận gọi hai tiếng. Nhưng Bạch Tôn Giả không hề trả lời hắn, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó. Không hay rồi, Bạch tiền bối lại thất thần rồi. Tống Thư Hàng nói. Lùi lại, mọi người lùi lại mau. Lùi lại 300 mét, không, lùi ra ngoài 500 mét đi, thế mới an toàn. Trong trạng thái thất thần Bạch Tôn Giả rất dễ làm sụp đất, vẫn nên giữ khoảng cách thì an toàn hơn. Tô Thị A Thập Lục, Liễu Thụ Yêu nghe thế thì yên lặng lùi ra ngoài phạm vi 500 mét. Đứng từ xa nhìn Bạch Tôn Giả đang ngẩn ngơ. Một lúc sau, đột nhiên tay phải của Bạch Tôn Giả đập một cái vào tay trái. Nghĩ ra rồi, chẳng trách vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nếu ta đã tiếp nhận giao trì thiên giới này thì sao có thể để nó tiếp tục hoang phế như thế được? Sau khi nói xong, Bạch Tôn Giả quay đầu lại nhìn thì phát hiện ba người Tống Thư Hàng đã chạy ra xa rồi. Các ngươi làm gì thế? Bạch Tôn Giả hỏi. Không có gì.
không có gì, bên này mát hơn. Tống Thư Hàng đáp lại đầy nghiêm túc. Muốn hóng mát mà phải chạy xa thế sao? Bạch Tôn Giả phất tay, nói. Yên tâm đi, lúc nãy ta không thất thần. Hơn nữa, nếu như ta thật sự thất thần, các ngươi có chạy ra 500 mét cũng không tránh được đâu. Tống Thư Hàng. Nói cách khác, uy lực cú ngã sụp đất của Bạch Tôn Giả lại tăng lên rồi à? Nhưng mà, vị trí các ngươi đứng bây giờ vừa đẹp, tránh tí nữa bị liên lụy. Khinh Vũ, ngươi dựng một cái khiên bảo vệ cho bọn Thư Hàng đi. Tiếp theo đây nói không chừng sẽ có một đợt sóng đánh qua. Bạch Tôn Giả nói. Liễu Thụ Yêu Khinh Vũ ngoan ngoãn dựng một cái khiên bảo vệ để bảo vệ cho Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Bạch Tiền Bối, bây giờ ngươi muốn làm gì thế? Tô Thị A Thập Lục tò mò hỏi. Ta muốn thử xem có thể kích hoạt giao trì thiên giới này để nó khôi phục cảnh sắc trước kia hay không. Nếu như thất bại có lẽ sẽ sinh ra một số xung kích, các ngươi chú ý bảo vệ bản thân cho tốt. Bạch Tôn Giả nói xong thì lấy ra đóa hoa sen bị phong ấn kia. Trong hoa sen vẫn còn nhiều linh lực, đủ để Bạch Tôn Giả khôi phục linh lực vài lần. Nhìn thấy đóa hoa sen trong tay Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn xuống ngực mình, hạch tâm chiếu ra hình một đóa hoa sen mới. Đóa hoa sen này giống hệt với đóa cũ, nó cũng chỉ là hình chiếu ra mà thôi. Nếu như, bây giờ phong ấn đóa hoa sen mới đó lại, nó hấp thụ tà khí cửu u rồi sẽ biến thành hình dạng như thế nào nhỉ? Có thể dùng để bổ sung linh lực bị tiêu hao của tu sĩ giống với đóa hoa sen trong tay Bạch Tôn Giả hay không? Nó có thể bổ sung năng lượng tiêu hao của tà ma cửu u không? Lúc này, Bạch Tôn Giả bắt đầu thử kích hoạt giao trì thiên giới. Mở! Hắn hét lên một tiếng, linh lực mạnh mẽ xông từ trong cơ thể hắn ra, rót vào giao trì thiên giới thông qua mũ phượng và phượng bào trên người. Cả giao trì thiên giới bắt đầu rung chuyển. Ngay lập tức, trên mảnh đất bỏ hoang có vô số thực vật sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đại thụ khô héo nhận được linh lực, trong vòng ba hơi thở lại bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mọc chồi non mới. Nước từ dưới đất dâng lên, chảy róc rách trong những con suối khô cạn. Đáy sông ngòi được nước ngọt tưới tắm, một lần nữa tràn đầy sức sống. Bạch Tôn Giả đã rót sức sống mới vào giao trì thiên giới tử khí nặng nề này. Cảnh tượng này đúng là kỳ tích. Tống Thư Hàng than lên. Đáng tiếc, hắn không có thiên phú quay phim. Nếu như có thể quay lại cảnh tượng này thì tuyệt đối sẽ làm hai mắt người ta sáng tới mù luôn. Chẳng khác nào hồi thiên địa sơ khai, sáng tạo vạn vật cả. Tô Thị A Thập Lục cũng khen ngợi. Có lẽ đây là bí mật của trường sinh giả thiên đình viễn cổ chăng? Ở tiểu thiên giới thuộc về bản thân mình, họ thực sự là một sự tồn tại giống như thần. Giao trì thiên giới giống như là một thế giới mới vậy. Diệp Tư nói. Sáng tạo một thế giới mới ư. Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới thiên đạo rồng đốm và hai không gian kim liên, tà liên mà mình đã tiếp xúc khi nhập mộng quân tử kim liên. Trên thực tế, chuyện thiên đạo rồng đốm đó làm cũng là mở ra một thế giới mới hoàn chỉnh. Thiên đế lập nên thiên đình viễn cổ, chẳng lẽ cũng là thử xây dựng một thế giới mới sao? Nói đi cũng phải nói lại, không biết vị thiên đế này có còn sống không? Đế còn châu còn, đế mất châu vong. Đế châu đột nhiên vỡ nát, có phải vị thiên đế đó đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Thiên đế có chết hay không chẳng có quan hệ gì với Tống Thư Hàng hết. Hơn nữa, nếu chuyện Bích Thủy Các diệt vong năm đó có liên quan tới thiên đình viễn cổ thì thiên đế chết đi Tống Thư Hàng còn thấy vui nữa cơ. Dù gì thì hắn cũng thân với Bích Thủy Các hơn. Giao trì thiên giới đang sống lại, mặt đất hồi xuân, đất hoang biến thành thảo nguyên, rừng cây khô héo trở nên rậm rạp. Sông suối khô cạn lại có nước chảy. Bước cuối cùng. Bạch Tôn Giả giơ cao hai tay, linh lực trong cơ thể điên cuồng xông ra. Nơi cuối cùng đồng thời cũng chính là nơi quan trọng nhất cần khôi phục của giao trì thiên giới, giao trì khô cạn. Lúc này, mười mấy nữ thị vệ trông coi giao trì cũng hiện lên từ dưới bùn đất, bọn họ ngơ ngác nhìn sự thay đổi của giao trì thiên giới. Giao trì thiên giới sống lại rồi. Nữ thị vệ mặc áo giáp bạc kêu lên đầy vui mừng. Chủ nhân trở lại rồi sao? Hay là thiên đế đã về xây dựng lại thiên cung rồi? Có giọng nói tràn đầy kích động truyền tới từ sau lưng cô ta. Ta không biết, nhưng mà mỗi ngày mỗi đêm ta đều mong đợi đến ngày giao trì sống lại này. Nữ thị vệ giáp bạc nhẹ nhàng nhảy lên trên bờ giao trì, quỳ rạp xuống, cô ta dùng cánh tay sắt thép của mình nhẹ nhàng chạm vào cỏ xanh trên mặt đất. Cảnh tượng này khơi gợi nên ký ức xa xôi đến mức không thể tính toán thời gian của cô ta. Vào thời viễn cổ, bên bờ giao trì cũng tràn ngập màu sắc của sự sống như thế này.
Bên bờ chỗ nào cũng thấy được linh thảo, linh thực. Dưới sự tẩy rửa của linh lực giao trì, vô số linh dược hóa thân thành linh vật, chúng vừa múa vừa hát bên bờ giao trì. Giao trì khi đó là tiên giới của thiên đình. Nữ thủ vệ áo giáp bạc lại xoay đầu nhìn giao trì cạn khô. Hôm nay, bảo địa quan trọng nhất, chân quý nhất của giao trì thiên giới có thể khôi phục như xưa không? Ầm ầm ầm. Giữa trời đất, linh lực vừa dồi dào vừa tinh khiết ngưng tụ lại, bao phủ lấy cả giao trì. Linh lực dồi dào mạnh mẽ xông thẳng về phía giao trì. Đến rồi. Nữ thị vệ giáp bạc hô lên, cánh tay của cô ta không nhịn được mà siết chặt lại. Ngay lập tức, từ bên dưới giao trì có một luồng tà khí cửu u khổng lồ phá đất xông lên, hóa thành một con hung thú mặt mày dữ tợn, nó dương nanh múa vuốt xông về phía luồng linh khí trên bầu trời. Năm đó thiên đình vỡ nát, giao trì thiên giới rơi xuống. Mà giao trì quý giá nhất của giao trì thiên giới cũng là nơi bị sức mạnh cửu u tà ác làm ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Muốn khôi phục lại giao trì thì trước tiên phải giải quyết ô nhiễm do sức mạnh cửu u gây ra mới được. Chương 820, Tống Thư Hàng, người chính là người được chọn, xông lên nào. Thảo nào ta cứ có cảm giác dưới đáy giao trì kỳ quái thế nào ấy, hóa ra là cất giấu một cổ tà năng cửu u thế này. Bạch Tôn giả nhẹ giọng nói. Nhưng nếu là năng lượng cửu u tinh thuần vậy thì dễ làm thôi. Bạch Tôn giả phất tay, khống chế đoàn linh lực kia tránh né năng lượng tà ác thế giới cửu u. Đây chính là lực lượng dùng để hồi phục giao trì, không thể lãng phí vô ích vào chuyện va chạm với tà năng thế giới cửu u được. Linh lực khổng lồ bay lên không, con hung thú do tà năng cửu u biến thành cũng dừng lại. Nó chiếm giữ giao trì khô cạn, không ngừng lượn qua lượn lại bảo vệ địa bàn của mình, không cho phép bất kỳ thứ gì xâm nhập. Bạch Tôn giả khẽ gật đầu, đến lúc sử dụng con át chủ bài rồi. Hắn búng ngón tay cái tách. Vèo. Đoàn người Tống Thư Hàng lại được hưởng thụ dịch vụ dịch chuyển tức thời, được Bạch Tôn giả đưa đến vị trí cách giao trì 700 thước. Sau đó Bạch Tôn giả nói. Tống Thư Hàng, người chính là người được chọn, xông lên đi nào. Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, tiến lên đi chứ. Bạch Tôn giả chỉ vào con kia hung thú tà năng kia. Xử nó đi. Tống Thư Hàng ngửa mặt nhìn con hung thú tà năng vai u thịt bắp kia, thể hình của con cục xúc này thật lớn, chẳng kém gì mấy con quái thú khổng lồ hủy diệt thế giới trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Thân thể Tống Thư Hàng còn không lớn bằng đầu ngón tay của hung thú. Hắn chỉ là một tu sĩ tam phẩm nhỏ nhoi, cho dù có 10 vạn tên như hắn xông lên cũng không đủ nhét kẽ răng cho con hung thú tà năng này. Nghĩ đến đây Tống Thư Hàng bèn cúi đầu nhìn hình chiếu hoa sen lơ lửng trước ngực. Nói vậy ý của Bạch Tôn giả là để hắn sử dụng hình chiếu hoa sen do hạch tâm chiếu ra, đi hút khô con tà thú kia sao? Nhưng hoa sen có thể làm được không đây? Trông con tà thú kia có vẻ rất lợi hại. Càng quan trọng hơn là, hạch tâm trong tâm khiếu không chịu sự khống chế của hắn. Sau khi hít một hơi thật sâu, Tống Thư Hàng đưa tay ấn tâm khiếu rồi nói. Thay đổi mục tiêu thôn phệ tà thú do năng lượng cửu u biến thành trong giao trì. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng lại bổ sung một câu. Nếu ngươi không làm theo lời ta nói, vậy ta sẽ lập tức phong ấn hoa sen do ngươi chiếu ra một lần nữa đấy. Trong cơ thể mọc ra một cục hạch, đã vậy còn là một cục hạch không nghe lời nữa chứ, thật khiến người ta đau cả đầu. Sau khi trở về hiện thế, phải tìm dược sư tiền bối nhìn xem có thể giải phẫu lấy cục hạch này ra hay không, đợi sau này bản thân có biện pháp khống chế nó thì lại cân nhắc đến chuyện lắp nó vào lại. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, hạch tâm trong tâm khiếu bỗng truyền đến cảm xúc vui vẻ. Thật ra ngay khi con hung thú tà năng trong giao trì hiện thân, hạch tâm trong tâm khiếu Tống Thư Hàng cũng đã đói khát khó nhịn rồi. Nhưng nó sợ nếu mình tùy ý làm loạn sẽ chọc giận ký chủ Tống Thư Hàng, lúc đó ký chủ lại phong ấn hoa sen do nó chiếu ra thì nguy, cho nên nó đành phải nhẫn nhịn thật khổ sở. Đúng như suy đoán của Tống Thư Hàng, hạch tâm trong tâm khiếu hắn có trí tuệ nhất định, không phải là một vật chết. Nhưng trí tuệ của nó lại không cao, ước chừng chỉ bằng IQ của một chú chó nhỏ mà thôi. Hôm nay dưới tình huống ký chủ Tống Thư Hàng đồng ý, vèo vèo vèo, chỉ trong nháy mắt hoa sen do hạch tâm chiếu ra đã thu hồi tất cả rễ sen. Lát sau hình chiếu kim liên lắc mình một cái, biến thành một đóa kim liên to lớn có đường kính gần 50 thước, còn hình dáng lại giống hệt với đóa quân tử kim liên của Nho gia. Hoa sen biến lớn, rễ sen cũng thô to hẳn lên. Hơn nữa, bởi vì lấy được lượng lớn năng lượng bổ sung nên hạch tâm trong tâm khiếu Tống Thư Hàng lại càng chiếu ra nhiều rễ sen hơn. Lúc này, hoa sen do hạch tâm chiếu ra dốc toàn lực hành động,
một hơi bắn ra hơn vạn rễ sen. Rễ sen rậm rạp chằng chịt ùn ùn bắn về phía hung thú tà năng. Vù vù vù. Rễ sen dùng tốc độ cực nhanh cuốn lấy thú dữ. Hống. Hung thú tà năng phát ra tiếng gầm thét, mặc dù hoàn toàn do năng lượng tạo thành nhưng hình như nó vẫn có chút trí tuệ. Quanh năm chiếm giữ bảo địa giao trì, dường như hung thú tà năng này đã biến dị chút ít. Ngay sau đó, hung thú tà năng vung móng vuốt sắc bén vỗ về phía đám rễ sen nhìn rất yếu ớt kia. Khi đối mặt với đống rễ sen đang ùn ùn kéo đến, hung thú tà năng không hề có ý né tránh, đống rễ sen kia yếu như sên, nó chỉ dùng một chưởng là có thể đập nát hết. Dầm! Một chảo mạnh mẽ của hung thú tà năng vỗ hụt. Bởi vì những rễ sen kia lại xuyên qua móng vuốt của nó, rễ sen giống như vật hư vô, không cách nào bị chạm đến. Ngay sau đó, hơn vạn rễ sen tìm được vị trí vừa lòng, cắm rễ khắp thân hung thú tà năng. Giống như một kẻ đói khát sắp chết thấy được dòng suối ngọt, rễ sen dốc toàn lực phát động, liều mạng cướp đoạt năng lượng trên người hung thú tà năng. Mỗi khi cướp đoạt được một phần năng lượng, hạch tâm trong đầu Tống Thư Hàng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hạch tâm càng mạnh thì rễ sen chiếu ra càng nhiều, cả đám rễ sen chui ra vèo vèo, cắm rễ vào trên người hung thú tà năng. Đây hoàn toàn là một cuộc chiến không công bằng. Hung thú tà năng gầm thét liên tục, lăn lộn quằn quại, móng vuốt vung loạn xạ nhưng vẫn không cách nào bắt được rễ sen. Còn rễ sen vẫn cắm chặt trên khắp thân thể hung thú tà năng, điên cuồng hấp thu tinh hoa năng lượng trong cơ thể nó. Cả quá trình cũng chỉ mới nửa phút, lúc này thân thể hung thú tà năng đã nhỏ đi một vòng. Mà theo hạch tâm trong đầu Tống Thư Hàng ngày càng lớn mạnh, rễ sen chiếu ra ngày càng nhiều, tốc độ cướp đoạt năng lượng cửu u cũng ngày càng nhanh. Mặc dù hung thú tà năng thoạt nhìn vô cùng khổng lồ, vô cùng dữ tợn, nhưng không biết vì sao bây giờ nhìn nó lại thấy có chút đáng thương. Nó liều mạng vung móng vuốt, lăn lộn, gào thét, thở hổn hển, còn điên cuồng dùng năng lượng ăn mòn mọi thứ xung quanh. Song dù nó đã dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể nào đánh tới rễ kim liên. Đáng thương hơn nữa là đầu của con hung thú tà năng này không nhỏ nhưng rõ ràng não lại không lớn, chỉ số IQ thấp đến mức khiến người ta phải lo lắng. Đánh rễ kim liên không được vậy mà cũng không biết đường lần ra nguồn gốc công kích, đi làm thịt kẻ ném đá giấu tay là Tống Thư Hàng, thậm chí ngay cả đóa kim liên to lớn kia cũng bị nó bỏ qua. Đúng là thằng não tàn, cứ nhắm mắt nhắm mũi đi đánh với hơn vạn rễ kim liên không chạm đến được. Tống Thư Hàng thấy vậy thì rất vui vẻ yên tâm. Hỏi, loại kẻ địch nào đáng yêu nhất? Đáp, kẻ địch giống như con hung thú tà năng này chính là loại kẻ địch đáng yêu nhất. Ngoài ra, chú thích một chút, kẻ địch thân thiết nhất chính là đồng đội heo của kẻ địch. Đúng rồi đó, hút khô nó đi. Bạch Tôn Giả hài lòng gật đầu. Trên thế giới này không có thứ gì là vô dụng cả. Sở dĩ ngươi cảm thấy nó vô dụng, chỉ là vì ngươi không tìm được cách sử dụng nó thôi. Mấy nữ thủ vệ bên bờ giao trì kinh ngạc đến ngây người. Sở dĩ các cô luôn canh giữ ở bên bờ giao trì, thật ra không chỉ vì đề phòng có người ngoài tiến vào giao trì, mà cũng là để đề phòng con hung thú tà năng trong giao trì đi ra phá hư thiên giới giao trì. Các cô cũng từng giao thủ với con hung thú tà năng này nên biết rõ sự đáng sợ của nó. May là ý thức lãnh địa của hung thú tà năng chỉ giới hạn trong giao trì, nếu không các cô cũng không đủ sức ngăn được con hung thú này. Nhưng hiện tại, đóa sen to lớn trong hư không vươn ra vô số rễ sen quấn lấy hung thú, bắt đầu quá trình hành hung tàn bạo. Thể tích của hung thú tà năng không ngừng co rút lại, tốc độ thu nhỏ ngày càng nhanh. Cứ tiếp tục thế này thì nói không chừng giao trì thật sự có cơ hội khôi phục lại. Hống hống hống. Hung thú tà năng nổi điên gầm lên. Sau khi bị tổn thất năng lượng nặng nề, rốt cuộc chỉ số thông minh thấp đến đáng thương của nó cũng phát huy chút xíu tác dụng. Hung thú tà năng bắt đầu chạy trốn. Vèo, nó chui trở lại đáy giao trì. Không đánh lại thì ông trốn, làm gì được ông nào. Nhưng hai hô hấp sau, hung thú tà năng lại vội vã chui ra khỏi đáy giao trì. Rễ kim liên do hạch tâm chiếu ra không bị hạn chế bởi không gian. Chỉ cần bị nó bám vào, vậy thì chỉ còn một con đường là không chết không ngừng thôi. Cho dù có trốn đến chân trời góc biển cũng không thể thoát khỏi rễ kim liên. Kể cả khi vận dụng lực lượng không gian tiến hành thuấn di, rễ kim liên vẫn sẽ bám giết không buông. Dù sao thì đây cũng là tác phẩm của thiên đạo rồng đốm, mặc dù Tống Thư Hàng cũng không biết tại sao hạch tâm lại xuất hiện trong tâm khiếu, hắn chỉ biết sau khi nhập mộng quân tử kim liên thì hạch tâm này bỗng sinh ra. Nhưng hạch tâm này có chức năng vô cùng khủng bố, chất lượng cũng đạt chứng chỉ xịn.
hung thú tà năng thấy tránh cũng tránh không thoát, gào thét liên tục. Vào lúc này, rốt cuộc nó cũng rời sự chú ý khỏi đám rễ kim liên, ánh mắt dừng lại ở đóa kim liên kia. Hung thú tà năng nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía kim liên. Nó vung móng vuốt muốn vỗ nát kim liên. Ha ha, muốn tập kích kim liên cùng thư hàng à, không dễ đâu nhé. Bạch tôn giả cười ha ha, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Chẳng biết lúc nào Liễu Yêu Khinh Vũ đã giao bình nhỏ cho Tô Thị A Thập Lục. Lúc hung thú tà năng liều chết xông tới, Tô Thị A Thập Lục lập tức xoa bình nhỏ. Ngay sau đó, Hồ Linh Lư Sơn Lộ Ma Tôn bị gọi ra. Ngăn cản con tà thú kia. Tô Thị A Thập Lục ra lệnh. Trên mặt Lư Sơn Lộ Ma Tôn lộ ra vẻ rối rắm, nhưng thân thể vẫn thành thật thi hành mệnh mệnh của chủ nhân bình nhỏ, xông lên ngăn cản con hung thú tà năng kia. Chẳng mấy chốc Hồ Linh Lư Sơn Lộ Ma Tôn và hung thú tà năng đã đánh sáp lá cà. Mặc dù hung thú tà năng có thân thể khổng lồ, nhưng Lư Sơn Lộ Ma Tôn lại sở hữu vô số pháp thuật thần kỳ, đủ sức cầm chân con hung thú tà năng này. Hung thú tà năng tức giận gầm thét, há miệng phun ra một luồng hơi thở như thác đổ tuôn tràn về phía Lư Sơn Lộ Ma Tôn, Kim Liên và Tống Thư Hàng. Lư Sơn Lộ Ma Tôn chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một hộ thuẫn to lớn chống đỡ luồng hơi thở của hung thú tà năng. Mà ngay lúc này, đột nhiên có một người que đuôi rắn màu vàng chui từ trong thân thể Tống Thư Hàng ra. Đuôi rắn quấn quanh Tống Thư Hàng và Kim Liên, bảo vệ bọn họ kín kẽ. Người que đan chéo hai tay, tiến lên ngăn cản công kích của hung thú. Cảm nhận được năng lượng tà ác thế giới cửu u tràn tới, ánh sáng công đức cụ thể hóa của Tống Thư Hàng tự động hộ thể. Ầm ầm ầm, có hộ thuẫn của Lư Sơn Lộ Ma Tôn cộng thêm ánh sáng công đức hộ thể. Luồng hơi thở của hung thú tà năng không gây tổn hại gì được cả. Mà ngay lúc này, Tống Thư Hàng cảm nhận được trong tâm khiếu của mình bỗng truyền tới cảm giác mát lạnh vô cùng. Hạch tâm trong tâm khiếu xảy ra biến hóa. Chương 821, Trang Tử, tâm như suối tuôn. Tống Thư Hàng cảm giác hạch tâm trong tâm khiếu sinh ra dị biến. Tương tự như quân tử kim liên dưới lòng đất nho ra, sau khi hấp thu đầy đủ năng lượng cửu u sẽ nở hoa kết hạt. Phun ra hạt sen có thể giúp người dùng kéo dài tuổi thọ đồng thời lấy được một loại dị năng. Hiện tại Tống Thư Hàng cũng đang đối mặt với dị biến như vậy. Mặc dù thân thể hắn không biến thành hoa sen, nhưng hạch tâm trong tâm khiếu hắn lại cùng loại với hạch tâm trong quân tử kim liên nên có hiệu quả giống nhau. Sau khi hấp thu đầy đủ năng lượng tà ác thế giới cửu u, hình như hạch tâm muốn sinh ra thứ gì đó. Tèo rồi! Quân tử kim liên của Nho Gia vốn là một đóa hoa sen, cho nên có thể sinh ra hạt sen. Nhưng bản thân hắn là con người mà. Hơn nữa hắn là một thằng đàn ông, hắn lại không thể sinh ra hạt sen giống như hoa sen, cũng không thể sinh con giống như các bà các mẹ. Vậy xin hỏi hắn làm thế nào mà sản xuất ra thứ tương tự như hạt sen đây? Tống Thư Hàng hốt hoảng lo sợ. Trên không trung lúc này, hung thú tà năng lại bị Hồ Linh Lư Sơn Lộ Ma Tôn cuốn lấy lần nữa. Lư Sơn Lộ Ma Tôn liên tục thi triển mấy pháp thuật mạnh mẽ, trực tiếp đẩy lùi hung thú tà năng khổng lồ. Rời chiến trường đến vị trí cách Tống Thư Hàng và Kim Liên thật xa. Sau khi trở thành Hồ Linh, Lư Sơn Lộ Ma Tôn cực kỳ đáng tin cậy. Đồng thời, thân thể hắn cũng được người que đuôi rắn do ánh sáng công đức trên người Tống Thư Hàng cụ thể hóa mà thành bảo vệ kỹ càng, lực lượng tà ác không đả thương hắn được. Lư Sơn Lộ Ma Tôn tiếp tục đại chiến 300 hiệp với hung thú tà năng. Chỉ số IQ thấp đến đáng thương của hung thú tà năng lại một lần nữa phát huy tác dụng hãm hại chủ nhân kỳ diệu của nó. Khi đối mặt với một đối thủ tạm coi là xứng tầm như Lư Sơn Lộ Ma Tôn, nó vui vẻ buông tha cho hai tên đầu sỏ là Hình Chiếu Kim Liên và Tống Thư Hàng, sau đó hớn hở chạy đi chiến đấu với Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Đôi khi loại đối thủ không đầu óc thế này khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc. Thư Hàng, người không sao chứ? Có bị thương không? Tô Thị A Thập Lục ôm bình nhỏ trong tay, lo lắng hỏi. Cô thấy sắc mặt Tống Thư Hàng không tốt, chẳng lẽ là bị luồng hơi thở tà ác của hung thú đả thương? Không sao, ta không bị thương. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn đưa tay đè ngực, có thể cảm giác được hạch tâm trong tâm khiếu càng ngày càng dục dịch mạnh hơn. Hắn dự cảm có thứ gì đó tương tự như hạt sen muốn chui ra khỏi thân thể hắn, nhưng cụ thể hạch tâm sẽ sinh ra thứ gì thì hắn lại không rõ. Tống Thư Hàng chợt nảy ra một ý, lập tức dò hỏi. Thập lục này, ta hỏi ngươi nếu nam nhân không thể sinh con giống như nữ nhân vậy thì nam nhân có thể sinh ra cái gì? Tô Thị A Thập Lục nghe xong chỉ biết ngẩn người, một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng cả lên.
Thư Hàng, tên ngu ngốc nhà ngươi. Tống Thư Hàng. Ta đã hỏi chuyện gì không nên hỏi sao? Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác được hạch tâm trong tâm khiếu bỗng chấn động. Không ổn, thứ kia sắp chui ra rồi. Không biết sẽ sinh ra thứ gì đây? Có khi nào cũng sinh ra rất nhiều hạt sen không nhỉ? Hạt sen, hạt sen. Đúng rồi, ta có dị năng thiệt chán liên hoa mà, không biết ta có thể dùng đóa hoa sen kia để sản xuất ra hạt sen không nhỉ? Hay là giờ thử chút công năng của thiệt chán liên hoa luôn vậy? Tiếc là còn chưa chờ Tống Thư Hàng hành động, hạch tâm trong tâm khiếu đã biến hóa xong. Tim hắn đập cực nhanh. Một lát sau, ý thức hắn chìm xuống tiến vào một không gian tối tăm. Thế giới đen như mực này là một khoảng không hỗn độn. Trong không gian hỗn độn này lại có một điểm sáng nho nhỏ, điểm sáng đó khẽ chấn động, tiết tấu trùng khớp với nhịp tim của Tống Thư Hàng. Đây là, tâm khiếu của ta sao? Tống Thư Hàng lập tức hiểu ra. Không gian hỗn độn này chính là tâm khiếu nền tảng tu luyện của tu sĩ, cũng là bước đầu tiên để trở thành tu sĩ. Mà điểm sáng nho nhỏ kia chính là hạch tâm quấy nhiễu Tống Thư Hàng. Dường như hạch tâm kia cảm ứng được Tống Thư Hàng, nó bỗng vọt tới thật nhanh, bay vòng quanh Tống Thư Hàng hai vòng. Đây là, đang làm nũng sao? Tống Thư Hàng cũng không chắc với suy đoán này lắm, bởi vì ấn tượng đầu tiên của hắn về hạch tâm là rất cao ngạo lạnh lùng, nó không hề nghe mệnh lệnh của hắn, hoàn toàn không phối hợp với ý hắn. Cho nên Tống Thư Hàng mới muốn lấy nó ra khỏi tâm khiếu của mình. Nhưng bây giờ hạch tâm này chuyển động cực nhanh, cảm giác như nó đang làm nũng ấy. Là ảo giác sao, hay là do bị Bạch Tôn Giả phong ấn hình chiếu hoa sen một lần nên hạch tâm này đã bị thuần phục rồi. Sau khi bay vòng quanh Tống Thư Hàng mấy vòng, điểm sáng nhỏ hài lòng trở về vị trí trung tâm trong tâm khiếu. Ngay sau đó, hạch tâm chợt nở rộ. Vốn chỉ là một điểm sáng nhỏ bé, lúc này lại khuếch tán ra như dòng suối. Vào giờ khắc này, dường như hạch tâm đã hóa thân thành nguồn suối, không ngừng phun trào nước suối. Chẳng mấy chốc, trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng đã nhiều ra thêm một dòng suối nguồn sự sống. Và hạch tâm chính là nguồn suối của suối nguồn sự sống này. Theo suối nguồn sự sống thành hình, trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng cũng xảy ra biến hóa to lớn. Tâm khiếu là nền tảng lúc đầu của tu sĩ. Nói chung khi tu sĩ tấn thăng cảnh giới nhị phẩm, mở ra ra bản nguyên đan điền thì bản nguyên đan điền sẽ thay thế tâm khiếu, trở thành nền tảng trọng yếu nhất của tu sĩ. Cho dù như vậy, tâm khiếu cùng với bốn khiếu mắt, tị, nhĩ, khẩu còn lại trong cơ thể vẫn sẽ không ngừng sinh ra lực lượng khí huyết. Cổ lực lượng khí huyết này hội tụ trong tâm khiếu, sau đó được tâm khiếu liên tục đưa vào trong bản nguyên đan điền, chuyển hóa thành chân khí tinh thuần nhất. Lượng chân khí này không nhiều nhưng lại là loại tinh thuần nhất, muốn sử dụng thế nào cũng được. Bình thường lúc hấp thu linh khí trong đan dược linh thạch để tu luyện, tu sĩ sẽ dùng phần chân khí này làm chất dẫn tới ôn dưỡng linh khí từ ngoài vào, hiệu quả cực tốt. Mà lúc này, sau khi thành hình, suối nguồn sự sống trong tâm khiếu Tống Thư Hàng tuôn ra nước suối, có chút ít nước suối đi theo lực lượng khí huyết trong tâm khiếu Tống Thư Hàng chảy vào khí hải đan điền của hắn. Sau khi Diệp Tư sư tỷ tỉnh lại, linh lực thuộc về linh hoàng ngũ phẩm trong cơ thể Diệp Tư phản hồi vào cơ thể Tống Thư Hàng, dẫn dắt chân khí của hắn bắt đầu đánh vào tam phẩm kỳ mạch thứ hai mạch nguyệt âm. Trước đó Tống Thư Hàng đoán chừng chậm nhất là đến tối nay, kỳ mạch thứ hai mạch nguyệt âm trong cơ thể hắn sẽ bị đột phá. Mà bây giờ, lực lượng khí huyết lẫn vào chút ít suối nguồn sự sống được đưa vào khí hải đan điền, phối hợp với linh lực ngũ phẩm từ chỗ Diệp Tư sư tỷ phản hồi tới. Đáng thương cửa ải tam phẩm mạch thứ hai mạch nguyệt âm, lại bị đè xuống đất đánh một trận nữa. Vốn chỉ có một nữ là linh lực ngũ phẩm của Diệp Tư đánh đơn, bây giờ lại biến thành linh lực của Diệp Tư và lực lượng suối nguồn sự sống quấn quýt lấy nhau, bắt đầu màn song kiếm hợp bích của một đôi nam nữ. Cửa ải mạch nguyệt âm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quăng gánh mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Nhờ vậy nên Tống Thư Hàng trực tiếp đột phá một cảnh giới nhỏ, trở thành tiểu tu sĩ cấp bậc tam phẩm mạch nguyệt âm, chân khí hóa lỏng trong thân thể dính vào một tầng nguyệt mang nhàn nhạt. Đồng thời thể chất của hắn cũng tăng lên một bậc, tản mát ra một loại khí tức kỳ ảo khôn lường, đây là cường độ thân thể của tu sĩ tam phẩm mạch thứ tư mạch không vương. Sau khi song kiếm hợp bích đánh bại cửa ải mạch nguyệt âm, cuối cùng thì linh lực ngũ phẩm từ trong cơ thể Diệp Tư phản hồi tới cùng với chân khí có lẫn lực lượng suối nguồn sự sống của Tống Thư Hàng cũng tạm thời lắng xuống. Cảnh giới đột phá xong, chúng nó bắt đầu ôn dưỡng thân thể Tống Thư Hàng cùng với mạch nguyệt âm mới vừa đả thông. Trong quá trình ôn dưỡng, chúng nó lại bắt đầu tích góp lực lượng.
Mục tiêu đương nhiên là cửa ải tam phẩm mạch thứ ba mạch dương viêm rồi. Cứ thế này thì sau khi đả thông mạch dương viêm, thể chất của Tống Thư Hàng có thể sánh ngang với cường độ của tu sĩ tứ phẩm, thậm chí còn mạnh hơn. Tống Thư Hàng chậm rãi mở mắt ra. Chỉ nhắm mắt, mở mắt, sau đó, đột phá. Quá xá đã. Ngươi lại đột phá à? Tô Thị A Thập Lục dò hỏi. Ừ, mới vừa trang bị tun hách trả phí bản update, hiệu quả cực kỳ tuyệt vời. Tống Thư Hàng thở dài nói. Hơn nữa mới vừa rồi, hạch tâm trong tâm khiếu sinh ra chút biến hóa nho nhỏ, ta kiếm lời được chút ít nên lập tức đột phá một cảnh giới nhỏ. Tô Thị A Thập Lục. Hình như cô đã nghe qua kiểu giải thích này từ trong miệng Tống Thư Hàng rồi, nhưng sao cứ cảm thấy việc lên cấp của Tống Thư Hàng giống như một quá trình đã được lên kế hoạch sẵn thế nhỉ? À Thập Lục này, cô khát không? Tống Thư Hàng tự dưng hỏi một câu không liên quan. Tô Thị A Thập Lục. Không khát. A Thập Lục thật là, chẳng chịu phối hợp gì cả, người ta đang muốn khoe khoang ra vẻ mà. Tống Thư Hàng cảm thán trong lòng, sau đó lại hỏi. Vậy ngươi có muốn uống chút gì không? Tô Thị A Thập Lục chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng chốc lát, sau đó cười nói. Vậy, cũng được. Tống Thư Hàng vui vẻ hớn hở tìm tòi trong túi thu nhỏ một tấc. Nhưng sau khi tìm một hồi, Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu lên lúng túng nói. Thập Lục, cô có ly không? Tô Thị A Thập Lục nín cười, đưa tay lấy từ trong túi đeo vai phía sau ra hai cái ly. Tống Thư Hàng nhận lấy một cái, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Vốn dĩ lấy được thứ tốt nên muốn khoe khoang với bạn bè, không ngờ ngay từ màn mở đầu đã không thuận lợi rồi, vậy còn gì hay ho nữa đâu chứ. Tiếp đó Tống Thư Hàng một tay cầm ly, một tay khác gõ nhẹ vào ly. Sau đó trong ly bỗng nhiên xuất hiện chừng nửa ly nước suối trong suốt, mặc dù chỉ là nước suối trong nhưng lại tản ra hương thơm trái cây mê người. Nước suối này chính là nước suối trong suối nguồn sự sống mà hạch tâm trong tâm khiếu Tống Thư Hàng biến hóa ra. Nó cũng giống như hạt sen quân tử kim liên, đều là sản phẩm kèm theo do hạch tâm hấp thu lượng lớn năng lượng cửu u chuyển hóa thành. Thân là ký chủ, ngay lúc suối nguồn sự sống sinh ra, Tống Thư Hàng đã biết tác dụng của nó rồi. Nó cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ giống như hạt sen quân tử kim liên, nửa ly suối nguồn sự sống trong tay A Thập Lục có hiệu quả tương đương với một hạt sen. Cũng kéo dài tuổi thọ tối đa là 50 năm, hơn nữa không trùng lập với hiệu quả của hạt sen quân tử kim liên. Nói cách khác, nếu đồng thời dùng cả hạt sen và nửa ly suối nguồn sự sống trong tay A Thập Lục, tổng cộng có thể kéo dài 100 năm tuổi thọ. Song suối nguồn sự sống lại không có tác dụng ban cho người dùng một loại dị năng. Nhưng nó có tác dụng ở phương diện khác. Ví dụ như, nó uống rất ngon chẳng hạn. Chương 822, kế hoạch kỳ diệu của cầu kim loại thể lỏng. Đúng vậy, ngoài rượu dụng kéo dài tuổi thọ, một năng lực khác của suối nguồn sự sống chính là uống rất ngon. Tống Thư Hàng nghĩ nhất định là do tư thế hình thành của suối nguồn sự sống trong tâm khiếu mình không đúng rồi. Nếu không thì tại sao hạt sen quân tử kim liên nhà người ta vừa có thể kéo dài tuổi thọ, lại vừa có thể ban cho người dùng một loại dị năng? Trong khi cũng là do hạch tâm cắn nuốt lượng lớn năng lượng thế giới cửu u biến hóa ra, tại sao suối nguồn sự sống nhà mình lại chỉ uống rất ngon thôi chứ? Cũng may là suối nguồn sự sống không phun từ trong thân thể Tống Thư Hàng ra ngoài giống như hạt sen. Nếu không Tống Thư Hàng đã hất bàn rồi. Nhưng nói chung thì có thêm suối nguồn sự sống kéo dài tuổi thọ cũng không tồi. Hơn nữa, suối nguồn sự sống này cũng thích hợp mang về cho cha mẹ bạn bè hơn là hạt sen quân tử kim liên. Bởi vì sau khi dùng quân tử kim liên, ngoại trừ kéo dài tuổi thọ còn thức tỉnh thêm một loại dị năng. Lỡ may ba Tống dùng xong lại biến thành Tống siêu nhân, vậy thì buồn cười chết mất. Lúc lấy được quân tử kim liên, Tống Thư Hàng cũng nghĩ đến chuyện chờ hắn tìm được một nơi tương tự như sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn giả sẽ đón ba mẹ đến đó, lại tiết lộ chút ít chuyện tu sĩ cho ba mẹ biết, rồi cho ba mẹ dùng hạt sen quân tử kim liên. Nhưng bây giờ có loại suối nguồn sự sống này rồi thì trực tiếp cho ba mẹ uống là có thể kéo dài 50 năm tuổi thọ, còn không có tác dụng phụ. Quan trọng hơn là hương vị của thứ này rất tuyệt, không chừng Biệt Tuyết Tiên Cơ cũng thích loại suối nguồn sự sống này ấy chứ. Tô Thị A Thập Lục nhận lấy ly. Khí tức này rất giống với khí tức thuộc về hạt sen quân tử kim liên của Nho gia. Không sai, cùng loại với nhau đấy. Thư Hàng đáp. Nói vậy lẽ nào nó cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng. Chính xác, hơn nữa hiệu quả của nó không hề trùng lập với hiệu quả của quân tử kim liên.
vậy nó cũng có thể ban cho người dùng một loại dị năng sao? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, ngươi đoán thử xem. Chuyện ngoài kéo dài tuổi thọ ra thì nó còn uống rất ngon thì Tống Thư Hàng thật sự không nói ra miệng được. Tô Thị A Thập Lục khẽ cười một tiếng, sau đó nâng ly uống suối nguồn sự sống. Cảm giác sau khi uống suối nguồn sự sống cũng giống như khi dùng hạt sen quân tử kim liên, Tô Thị A Thập Lục cảm thấy thân xác trở nên có sức sống hơn, thọ nguyên lại được tăng thêm 50 năm. Cộng với hạt sen quân tử kim liên đã dùng ở Nho Gia Bạch Vân Thư Viện, bây giờ A Thập Lục đã có thêm 100 năm tuổi thọ. Sau đó Tô Thị A Thập Lục chậm rãi thể nghiệm diệu dụng khác. Một lát sau, cô thắc mắc ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng. Chỉ vậy thôi à, hết rồi. Tống Thư Hàng thở dài não nế, dầu dĩ đáp. Ừ, hết rồi. Ngoại trừ kéo dài tuổi thọ ra thì nước suối không còn công hiệu nào khác sao? Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc hỏi. Cô không thấy hương vị của nó rất tuyệt sao? Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Thập Lục à, đừng dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn ta, bản thân ta cũng đâu thể nào quyết định được năng lực của suối nguồn sự sống. Chỉ mỗi dị năng thiệt chán liên hoa ăn ngon, cùng với năng lực hạt sen đao ý thông huyền kèm theo đã khiến ta muốn khóc lắm rồi, bây giờ lại còn thêm suối nguồn sự sống uống rất ngon này nữa chứ. Cứ tiếp tục thế này thì chỉ một mình ta cũng có thể bày ra cả một bàn tiên chân yến, chỉ nghĩ đến cảnh tưởng đó thôi đã thấy thê lương rồi. Tô Thị A Thập Lục. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chứ có dại mà phán bậy. Tống Thư Hàng. Lúc này Thụ Yêu Khinh Vũ tiến lên, dùng nhánh cây cho Tống Thư Hàng mấy cái. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Khinh Vũ. Liễu Hiêu đưa qua một cái ly, nói với Tống Thư Hàng. Bạch tôn giả bảo ta mang một phần suối nguồn sự sống mà A Thập Lục tiên tử mới vừa uống về cho ngài ấy đã ngửi thấy mùi thơm từ đằng xa rồi. Tống Thư Hàng. À, ngoài Biệt Tuyết tiên cơ ra thì chắc Bạch tiền bối cũng sẽ rất thích suối nguồn sự sống trong tâm khiếu của hắn lắm đây. Có lẽ tương lai hắn cũng có thể đi bán nước suối trả nợ ấy chứ. Tống Thư Hàng đưa tay gõ nhẹ vào cái ly của Thụ Yêu Khinh Vũ, rót đầy một ly suối nguồn sự sống nhãn hiệu Thư Hàng. Nãy giờ Liễu Yêu Khinh Vũ vẫn luôn chú ý giữ khoảng cách với Tống Thư Hàng. Bởi vì năng lượng cửu u trên người cô còn chưa được thanh lọc hết, cho nên cô không dám đến quá gần ánh sáng công đức hộ thể bên người Tống Thư Hàng. Sau khi kỹ được rót đầy, Thụ Yêu Khinh Vũ cẩn thận bưng ly bay về phía Bạch Tôn Giả, không biết từ lúc nào mà tiểu thụ yêu này đã toàn tâm toàn ý trở thành yêu sủng của Bạch Tôn Giả rồi. Là bị mị lực nhân cách của Bạch Tôn Giả thu phục sao? Thụ Yêu Khinh Vũ rất có thiên phú làm hầu gái. Nếu có ngày cô hóa thành hình người thì nói không chừng sẽ lo chọn cả ăn, uống, ở, đi lại của Bạch Tôn Giả luôn. Bạch Tôn Giả chỉ cần ngồi không hưởng thụ áo đưa tận tay cơm dâng tận miệng mà thôi. 20 phút sau. Hầy, chừng nào thì con hung thú do tà khí cửu u ngưng tụ thành này mới xong đời đây. Tống Thư Hàng nhàm chán nhìn con hung thú vẫn còn đang đại chiến với Lư Sơn Lộ Ma Tôn. Mặc dù tốc độ hấp thu năng lượng cửu u của hình chiếu kim liên càng lúc càng nhanh, thế nhưng thể tích trọng tải của hung thú quá khổng lồ, đã bị cắn nuốt lâu vậy rồi mà vẫn chưa toi. Cho đến bây giờ, hung thú vẫn còn lớn bằng 3/5 lúc trước. Từ từ thôi chứ biết sao giờ, không gấp được, chỉ có điều thời gian chiến đấu của hồ linh sắp hết rồi. Tô Thị A Thập Lục nói, mỗi ngày có thể gọi hồ linh trong bình nhỏ ra 3 lần, mỗi lần nửa giờ, nhưng cũng phải chú ý là hồ linh cũng cần nghỉ ngơi. Sau khi chiến đấu với cường độ cao, nếu lập tức gọi hắn ra nữa thì hồ linh cũng sẽ trở nên yếu ớt. Hơn nữa, một khi hồ linh bị trọng thương thì phải lập tức gọi về dưỡng thương, nếu không hồ linh sẽ chết. Mà chết lần này rồi thì toi thật luôn đấy. Tô Thị A Thập Lục nói. Đợi một hồi lại gọi hồ linh ra thêm lần nữa, nhưng nếu lần kế tiếp vẫn không thể hàng phục hung thú do tà khí ngưng tụ thành, vậy thì phiền rồi đấy. Tống Thư Hàng gật đầu. Lư Sơn Lộ Ma Tôn phải tiêu hao rất lớn khi liều mạng chiến đấu với hung thú khổng lồ, qua 20 phút chiến đấu cường độ cao, rõ ràng Lư Sơn Lộ Ma Tôn đã không còn khí phách giống như lúc mới ra sân nữa. Dù sao thì trạng thái hồ linh vẫn có chút khác với trạng thái có thân xác, ít nhất về mặt khôi phục năng lượng kém hơn trạng thái có thân xác rất nhiều. Nếu có thể làm cho tốc độ hấp thu của kim liên tăng nhanh hơn thì tốt biết bao. Tống Thư Hàng nói. Mặc dù tốc độ hấp thu của kim liên do hạch tâm chiếu ra đã rất nhanh, hơn nữa còn đang tăng lên càng lúc càng nhanh, nhưng nếu có thể nhanh hơn chút nữa thì càng tốt.
tốt nhất là có thể hút khô con hung thú tà năng này trước khi hồ linh lư sơn lộ ma tôn kiệt sức. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, đột nhiên có một quyển kinh thư bay ra khỏi ngực hắn. Kinh văn thánh nhân bay ra, hóa thành một quyển sách lớn hơn 10 thước. Ngay sau đó, nho ra phong thiện bút tam phẩm trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng cũng bay ra. Cây phong thiện bút này chính là phần thưởng mà Tống Thư Hàng nhận được sau khi vất vả thông qua cuộc thi trong không gian thi lại vô hạn khi bị kéo vào đó lần đầu tiên. Kinh văn thánh nhân mở ra, chiếu ra một trang văn chương màu vàng trong hư không. Ngay sau đó, giống như có một bàn tay vô hình cầm lấy phong thiện bút, bắt đầu viết lại nội dung trong trang văn chương màu vàng mà kinh văn thánh nhân chiếu ra. Mỗi khi viết ra một cổ văn đó lập tức hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng, chém xuống hung thú tà năng ở phía dưới. Cự kiếm màu vàng này là tượng trưng cho thiên địa chính khí, là khắc tinh của tà ma cửu u cùng với tà thú do tà ác sinh ra. Mỗi một kiếm chém xuống đều dễ dàng chém nứt một miếng nhỏ trên thân thể khổng lồ của tà thú. Miếng thân thể tà thú bị chém nứt xuống nháy mắt đã bị quân tử kim liên hấp thu sạch. Cũng giống như trong ăn uống vậy, đôi khi có một số thứ kích thước quá lớn nên không thể ăn được nhưng nếu cắt thành miếng thì dễ ăn hơn nhiều. Cổ văn trong trang văn chương màu vàng được viết ra không ngừng, cự kiếm màu vàng chém xuống như mưa, cắt hết miếng này đến miếng khác trên thân hung thú tà năng. Chỉ trong thời gian ngắn, tốc độ hấp thu của hình chiếu kim liên đã nhanh hơn gấp rưỡi. May mà IQ của con hung thú tà năng này không cao, nếu không nó nhất định sẽ bi phẫn khiếu nại Tống Thư Hàng dùng tun hách. Không ngờ kinh văn thánh nhân lại có loại năng lực này. Tống Thư Hàng thở dài nói. Chắc là ý chí của thánh nhân còn sót lại trong kinh văn thánh nhân thôi, dù sao cũng là kinh văn do thánh nhân tự viết ra mà. Tô Thị A Thập Lục tiếp lời. Hình chiếu kim liên điên cuồng hấp thu năng lượng cửu u. Sau đó lại chuyển tới hạch tâm trong tâm khiếu Tống Thư Hàng. Suối nguồn sự sống trong hạch tâm càng ngày càng lớn. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không mà Tống Thư Hàng cảm giác được hình như hạch tâm đang trực tiếp diễn dịch ra hình thức ban đầu của một tiểu thế giới. Lại nói đến đóa quân tử kim liên của Nho Gia, sau khi nó thành thục, thân sen phải nổ tung mới mở ra một tiểu thế giới. Nhưng dường như hạch tâm trong cơ thể Tống Thư Hàng đã trực tiếp nhảy qua bước này luôn thì phải. Chỉ là Tống Thư Hàng không nghiên cứu sâu về vấn đề này, cho nên cũng không dám khẳng định. Nhưng nếu viên hạch tâm này không nổ tung thì càng tốt. Có lẽ một ngày nào đó Tống Thư Hàng cũng sẽ có một không gian tùy thân, một thế giới tùy thân giống như các nhân vật chính trong tiểu thuyết thì sao? Nhân. Lúc này, trong thế giới cửu u, Bạch Tiền Bối Thu vẫn đang chiến đấu với cầu kim loại thể lỏng, hai vị chúa tể thế giới cửu u đánh nhau tưng bừng. Phạm vi ngàn vạn dặm quanh đó đã trở thành khu cấm địa của thế giới cửu u, không hề có bất kỳ con tà ma nào dám bén mảng vào khu vực này, sợ bị dư âm chiến đấu của hai vị chúa tể xé nát. Chúa tể giận dữ, thay phơi vạn dặm. Giết chết ngươi, giết chết ngươi. Cầu kim loại thể lỏng lâm vào trạng thái điên cuồng. Bạch Tiền Bối Tu. Nhàm chán chết được, chúng ta đánh bao lâu rồi nhỉ? Ta thấy cứ đánh mãi thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nể tình ta có gương mặt đẹp trai thế này, chúng ta đình chiến nhé. Cười gằn, người nghĩ hay quá nhỉ, phá hư kế hoạch ngàn vạn năm của ta, giờ còn muốn đình chiến. Hôm nay, trong chúng ta nhất định phải có một kẻ ngã xuống. Cầu kim loại thể lỏng hét lên. Nhưng ở trong thế giới cửu u này, hai chúng ta bất tử bất diệt, người có giết được ta đâu mà. Bạch Tiền Bối Tu nói. Cười nhạt nhưng ta có thể phong ấn ngươi lại. Thể lỏng kim loại cầu cắn răng nói. Hắn muốn tìm cơ hội phong ấn Bạch Tiền Bối Tu vào trong thế giới tà liên chết tiệt kia. Chương 823, thật ra thì ta lừa ngươi đấy. Không được đâu, phong ấn thuật của ngươi cùi bắp quá xá. Trước kia lúc ta ngủ, ngươi còn không cách nào phong ấn ta lại được, chớ nói chi là lúc ta vui vẻ hăng hái như bây giờ. Cho nên chúng ta dừng tay lại thôi. Bạch Tiền Bối Tu nghiêm túc nói. Nói thật thì bây giờ hắn cảm thấy khá hối hận. Có vẻ như lần này đã hoàn toàn chọc giận cầu kim loại thể lỏng, khiến đối phương biến thành cuồng chiến sĩ không chết không ngừng rồi, thế này thì hắn có muốn ngủ một giấc thật ngon cũng không được. Mặc dù có chút hối hận thật đấy nhưng nếu thời gian đảo ngược, để cho hắn lựa chọn lần nữa thì hắn vẫn kiên định lựa chọn phá hỏng kế hoạch của cầu kim loại thể lỏng. Vì sao á? Vì chỉ cần thấy được cầu kim loại thể lỏng tức điên đến mức này thì Bạch Tiền Bối Tu lập tức cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Ở thế giới cửu u quá nhàm chán. Vậy nên lạc thú duy nhất của hắn bây giờ chính là nhìn cầu kim loại thể lỏng tức đến điên người. Đối phương càng tức giận,
càng bi thương, càng khổ sở thì hắn lại càng vui vẻ. Nhưng trận này đánh lâu quá rồi, Bạch Tiền Bối Tu cảm thấy mình không chịu nổi nữa, không có động lực đánh đấm gì hết. Bạch Tiền Bối Tu đề nghị. Hay chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi chút nhé, cứ đánh mãi thế này cũng chẳng có ích gì. Chỉ bằng nhân lúc nghỉ ngơi, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nhé, thấy vui không nè. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ta phong ấn là ta vui ngay. Cầu kim loại thể lỏng oán hận nói. Bạch Tiền Bối Tu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngươi định phong ấn ta thế nào đây? Chỗ phong ấn có không gian riêng tư không? Có thể thỉnh thoảng đi ra tản bộ một chút được không? Tuy ta rất thích ngủ nhưng ngủ mãi thì cũng rất nhàm chán, cần phải ra ngoài đi tới đi lui giải sầu. Tốt nhất không gian phong ấn phải lớn một chút, ta muốn kết kén rồi ngủ ở trong đó một giấc thật ngon. Từ lúc lấy được bình long ma dược tề kia cho đến nay, ta vẫn chưa có cơ hội kết kén nữa. Cầu kim loại thể lỏng. Đúng rồi, muốn phong ấn bao nhiêu năm, tối đa đừng vượt quá 200 năm có được không? Gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, ngủ chừng 180 năm sẽ tự nhiên tỉnh lại, chắc do già rồi nên không muốn ngủ nữa. Bạch Tiền Bối Tu lại nói tiếp. Người đi chết đi, đi chết đi. Cầu kim loại thể lỏng giận dữ hét lên, vọt tới lần nữa. Từ trong cơ thể nó nháy mắt bộc phát ra cả tỷ quả đấm kim loại, ùn ùn nện về phía Bạch Tiền Bối Tu. Kiếm đạo, quang tốc kiếm. Bạch Tiền Bối Tu tùy ý vung lưỡi kiếm đen tuyền, ầm ầm ầm, diệt sạch toàn bộ quả đấm kim loại. Hai người lại quấn lấy nhau chiến đấu tiếp. Song trong lúc chiến đấu, mặc dù cầu kim loại thể lỏng nhìn như điên cuồng, nhưng trên thực tế nó vẫn đang lên kế hoạch dẫn dắt chiến trường đến một phương hướng nhất định. Nơi đó cất giấu cửa vào của thế giới Tà Liên mà nó đã sớm chuẩn bị sẵn. Chỉ cần đi vào khu vực kia, nó có thể bùng nổ pháp thuật phong ấn, lập tức phong ấn tên bạch ghê tởm này vào trong thế giới Tà Liên. Đến lúc đó, trên trời dưới đất toàn bộ thế giới Cửu U cũng chỉ có mình nó độc tôn. Sau khi trở thành chúa tể độc nhất của một thế giới, nó có thể làm rất nhiều chuyện. Thông qua hành động trong thế giới Cửu U, nó có thể ảnh hưởng đến hiện thế. Nhất định có thể làm được. Ta tuyệt đối không muốn biến mất. Thật vất vả trở thành một tồn tại bất tử bất diệt, làm sao ta có thể tiêu tán vô căn cứ như vậy được chứ? Cầu kim loại thể lỏng thầm nói trong lòng. Nghĩ đến đây, hai mắt nó bỗng đỏ lên, tấn công mạnh mẽ về phía Bạch Tiền Bối Tu. Thật là một tên cứng nhắc, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không thèm cho ta. Bạch Tiền Bối Tu bất đắc dĩ nói. Thật ra thì đàm phán là thứ tốt, có một số việc dùng nắm đấm không cách nào giải quyết được. Nhưng dùng đàm phán lại có thể đạt được sự nhất trí chỉ trong mấy câu nói. Sau đó ngươi tốt ta tốt, mọi người đều tốt. Chỉ tiếc cầu kim loại thể lỏng điên rồi, không hề cho hắn bất kỳ cơ hội đàm phán nào. Cứ đánh mãi thế này cũng không phải là cách. Nhàm chán quá đi mất. Quả nhiên vẫn nên đi tìm Tống Thư Hàng tiểu hữu thôi, kéo hắn vào không gian thi lại vô hạn để hắn kể chuyện cười cho mình nghe. Nhưng mà gần đây trong tay mình cũng không có tình báo gì để giao dịch với hắn cả. Thật ra Bạch Tiền Bối Tu là một người rất có nguyên tắc, hắn luôn giữ vững nguyên tắc giao dịch công bằng. Còn cán cân công bằng thế nào là do trong lòng hắn tự xác định. Ví dụ như mỗi lần kéo Tống Thư Hàng tiến vào không gian thi lại vô hạn, hắn đều dùng tin tình báo đổi lấy chuyện cười của Tống Thư Hàng, mặc dù cho tới nay vẫn chưa đổi được chuyện cười nào làm hắn hài lòng cả. Chỉ còn cách dùng thứ khác đổi lấy chuyện cười với Tống Thư Hàng tiểu hữu thôi. Ví dụ như hạt sen do Tà Liên mà cầu kim loại thể lỏng bồi dưỡng trước kia sinh ra chẳng hạn. Thứ đó có mùi vị không tệ, hơn nữa hình như dùng xong còn có thể thức tỉnh một tà thuật không tồi nữa thì phải. Ngày đó Bạch Tiền Bối Tu tiến vào nơi mà cầu kim loại thể lỏng bồi dưỡng Tà Liên, tiện tay cầm lấy một ít hạt sen. Dù sao cũng là đồ của kẻ địch, đây gọi là thu lấy chiến lợi phẩm. Mặc dù hắn không thể trực tiếp tiến vào hiện thế, không thể tự tay giao hạt sen Tà Liên cho Tống Thư Hàng. Nhưng hắn có thể phái thuộc hạ tới gặp Tống Thư Hàng để hoàn thành giao dịch giống như giao dịch long ma dược tề lần trước vậy. Nghĩ tới đây, Bạch Tiền Bối Tu không khỏi phân tâm. Nói vậy cũng không có nghĩa là hắn không chống cự, hắn đang trong trạng thái nhất tâm nhị dụng. Một bên duy trì chiến đấu với cầu kim loại thể lỏng, bên kia lại phân một bộ phận ý thức chiếu đến không gian thi lại vô hạn, thông qua không gian đặc thù này kéo Tống Thư Hàng vào. Sau khi tiến vào không gian thi lại vô hạn quen thuộc, Bạch Tiền Bối Tu lập tức thử kêu gọi ý thức của Tống Thư Hàng. Nhưng lần này hắn không thể gọi ý thức của Tống Thư Hàng vào, thậm chí hắn không cách nào cảm ứng được Tống Thư Hàng. Lạ thật, sao lại thế này? Bạch Tiền Bối Tu nghi hoặc tự hỏi. Chẳng lẽ thanh niên tên Tống Thư Hàng kia đã toi rồi à?
Hây, nhân loại thật sự là sinh vật nhỏ yếu. Nói chết là chết ngay, chẳng để người ta kịp trở tay gì cả. Bạch tiền bối tu dầu dĩ thở dài. Khó lắm mới tìm được một nhân loại thú vị, không ngờ đột nhiên chết mất rồi. Than thở xong, ý thức của bạch tiền bối tu chuẩn bị rời khỏi không gian thi lại vô hạn. Nhưng ngay lúc ý thức định rời đi, bạch tiền bối tu chợt nghĩ tới một khả năng. Đợi đã, cũng có thể thanh niên tống thư hàng kia vẫn còn sống. Đôi khi tiến vào một số di tích, bí cảnh, cấm địa thú vị cũng sẽ sinh ra trường hợp không cách nào kêu gọi, không cách nào cảm ứng được tương tự như thế này đây. Mặc dù giữa ấn đường của tên kia luôn có chút đen, nhưng nhìn qua không phải là người đoản mệnh, thôi thì lần sau lại kêu gọi hắn thử xem sao. Bạch tiền bối tu nhẹ giọng nói. Dứt lời, bộ phận ý thức này của hắn lập tức trở về bản thể trong thế giới cửu U. Ai nha, tình hình chiến đấu gặp bất lợi. Dưới trạng thái nhất tâm nhị dụng, chiến đấu với đối thủ cùng đẳng cấp với mình thế này thật sự có chút miễn cưỡng. Đừng thấy cầu kim loại thể lỏng chỉ là một quả cầu mà xem thường, nó là một tồn tại chẳng kém cạnh gì bạch tiền bối tu đâu. Dưới tình huống bình thường thì hai bên có sức mạnh tương đương nhau. Mà bây giờ bạch tiền bối tu nhất tâm nhị dụng, đang bị bại lui liên tục. Chịu chết đi. Cầu kim loại thể lỏng giận dữ hét lên. Thật là, đánh từ đầu đến giờ, ngươi chỉ biết kêu mấy câu như chịu chết đi, giết chết ngươi, đi chết đi. Đổi lời thoại mới đi chứ. Bạch tiền bối tu nói. Cầu kim loại thể lỏng khựng người lại, sau đó giận dữ hét. Bác, kết thúc rồi. Tất cả đều kết thúc rồi. Bạch tiền bối tu. Phong ấn. Lúc này, cầu kim loại thể lỏng biến ra 1000 cánh tay. 1000 cánh tay dày đặc, che kín cả một vùng trời. 1000 cánh tay tức tốc kết ấn, nháy mắt đã kết xong một bộ pháp ấn. Lát sau, thân hình bạch tiền bối tu nhoáng lên một cái, bị cưỡng chế đưa vào một không gian. Cầu kim loại thể lỏng đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Cười gằn bạch, lần này ngoan ngoãn để ta phong ấn thôi. Đây là nơi nào, cảm giác giống hệt như thế giới cửu U nhưng vẫn hơi khác. À, nhớ ra rồi. Nơi này chính là thế giới tà liên của ngươi. Bạch tiền bối tu hỏi. Không sai, chính là nó. Bây giờ người sẽ bị ta phong ấn trong thế giới tà liên này mãi mãi. Cầu kim loại thể lỏng đắc y nói. Bạch tiền bối tu nói. Phong ấn trong đây mãi mãi á. Cười đắc ý bạch, ngươi thua rồi. Ngoài ra ta cũng muốn nói cho ngươi biết một sự thật, thật ra thì ta lừa ngươi đấy. Phong ấn thuật của ta rất mạnh, là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của ta. Trước kia ngươi thấy phong ấn thuật của ta cùi bắp như thế là do ta cố ý biểu hiện ra thôi. Cầu kim loại thể lỏng nói. Xảo trá gian manh gớm nhỉ. Bạch tiền bối tu nhận xét. Tùy ngươi muốn nói thế nào thì nói, dù sao cũng kết thúc rồi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chúa tể duy nhất của thế giới cửu U, ngươi không thể nào quấy nhiễu ta được nữa. Cầu kim loại thể lỏng nói xong, lập tức biến mất khỏi thế giới tà liên. Bạch tiền bối tu khẽ lắc đầu nhún vai. Sau đó hắn bình tĩnh móc bình long ma dược tề từ trong ngực ra. Cũng tốt, tạm thời cứ ở trong thế giới tà liên này một đoạn thời gian vậy. Sẵn tiện dùng thử long ma dược tề, nhìn xem sau khi kết kén ra, nằm trong kén có ngủ ngon thật không. Kế hoạch này rất thiết thực. Lâu rồi không làm một giấc mộng đẹp ngàn năm. Sau khi uống hết bình long ma dược tề, bạch tiền bối tu hớn hở tìm một vị trí trong thế giới tà liên, bắt đầu thuần thục kết kén. Vì muốn học cách kết kén. Quãng thời gian trước hắn đã tìm rất nhiều tà ma cửu U biết phun tơ kết kén để học hỏi. Việc này không khó, hắn học qua mấy lần là biết cách kết rồi. Tự dưng nghĩ đến một chuyện, vì ta tiết lộ tin tức cho Tống Thư Hàng biết nên chắc thế giới kim liên trong hiện thế đã bị người của Nho gia chiếm cứ rồi nhỉ. Cho nên bây giờ không thế nào thông qua thế giới tà liên tiến vào thế giới kim liên được nữa sao? Bạch tiền bối tu thầm nghĩ. Giả sử bây giờ hắn lấy được thân phận chúa tể của thế giới tà liên. Sau đó lại nhờ Tống Thư Hàng đến chỗ Nho gia móc nối quan hệ. Vậy sau đó hắn có thể thông qua không gian kim liên của Nho gia đi vào hiện thế không nhỉ? Hay, phần trước của phương án thì được. Nhưng phần sau lại không dễ thực hiện chút nào. Người của Nho gia hận tà ma thế giới cửu U thấu xương, mà hắn lại là boss của thế giới cửu U, Nho gia sẽ không cho phép hắn tiến vào không gian kim liên đâu. Phiền quá đi hà. Chương 824. Máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới là cái tên ngu ngốc gì thế này? Trong thiên giới giao trì, rốt cuộc hung thú tà năng khổng lồ cũng ngã xuống. Nó chết rất uất ức.
trên có cự kiếm màu vàng do kinh văn thánh nhân ngưng tụ ra gọt nó, trước có hồ linh lư sơn lộ ma tôn đánh chính diện, sau có đống rễ kim liên do hạch tâm trong cơ thể Tống Thư Hàng chiếu ra ám toán nó từ phía xa. Quan trọng nhất là bản thân nó lại là một đại quái thú có trí khôn thấp đến thảm thương, vì vậy nó chỉ có thể ôm theo nỗi uất ức để mặc người ta làm gỏi nó. Thường thì mấy con boss trong game trước khi chết sẽ tung ra skill cuồng bạo, có phạm vi công kích toàn bản đồ, gây sát thương cực mạnh, kéo theo một đống người làm đệm lưng. Nhưng con hung thú tà năng này lại chết trong yên lặng, không hề tung ra skill cuồng bạo gì cả. Trước khi chết, thân thể nó chỉ to cỡ một con trâu đực bình thường. Sau đó mấy chục vạn rễ sen đáng sợ hùng hổ kéo đến đâm vào trên người nó, chỉ trong chớp mắt đã hút khô nó. Bi kịch. Phù. Tô Thị A Thập Lục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thu hồi Lư Sơn Lộ Ma Tôn đã chiến đấu mệt mỏi vào trong bình nhỏ. Lư Sơn Lộ Ma Tôn đã chiến hai trận liên tục, tiêu hao rất lớn, cần phải nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng cũng thở phào một hơi, đuôi rắn người que do ánh sáng công đức hóa thành cũng rút vào trong cơ thể. Nhưng hình chiếu kim liên trước mặt hắn vẫn chưa tiêu tán. Sau khi ăn sạch một con hung thú tà năng, mấy chục vạn rễ sen vẫn chưa thấy đủ, chúng nó không ngừng kéo dài đâm vào khắp nơi trong thiên giới giao trì. Rất nhiều chỗ trong thiên giới giao trì còn sót lại lượng lớn năng lượng cửu u, mặc dù không tinh thuần bằng con hung thú tà năng trong giao trì nhưng được cái là số lượng nhiều, ăn bao no luôn. Kim liên do hạch tâm chiếu ra tuyệt không kén ăn, khẩu vị cũng tốt. Lần này Tống Thư Hàng không hề ngăn cản nó. Nếu Bạch Tôn giả muốn thu phục toàn bộ thiên giới giao trì, một bước cuối cùng chắc chắn là phải xử lý sạch sẽ năng lượng cửu u tồn tại trong thiên giới giao trì. Vậy thì chi bằng cứ để cho hạch tâm ăn no đi, cũng coi như giúp Bạch Tôn giả chút việc nhỏ. Xa xa nhìn thấy hung thú tà năng toi mạng, Bạch Tôn giả vui vẻ hô lên. Cuối cùng cũng xử lý xong. Thư Hàng, các ngươi lui về phía sau một chút, ta kích hoạt giao trì ngay đây. Rốt cuộc đến bước cuối cùng. Tô Thị A Thập Lục và Tống Thư Hàng vội vàng lui ra xa một chút. Ngay sau đó, đoàn linh lực to lớn trôi lơ lửng phía trên giao trì lần nữa bay xuống, rơi vào trong giao trì. Một loạt tiếng ầm 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 chấn động vang lên, cả thiên giới giao trì bỗng trở nên tối tăm mờ mịt. Linh lực đụng vào giao trì, sinh ra sóng xung kích giống như một cơn bão ập tới. Loại xung kích này kéo dài gần 20 hơi thở mới dần tản đi. Thiên giới giao trì sáng trở lại. Trước đó giao trì chỉ toàn tử khí ân trầm, nhưng sau khi kích hoạt xong lại tràn đầy sức sống. Bạch Tôn giả hài lòng vỗ tay nói. Tiếp theo là chờ giao trì tuôn ra linh tuyền. Đang nói chuyện, trong giao trì bỗng dâng lên sương mù mát lạnh, đáy hồ khô cạn cũng trở nên ẩm ướt. Lại qua chừng 20 hơi thở nữa. Linh tuyền đáng lý phải xuất hiện lại chậm chạp không thấy bóng dáng đâu cả. Bạch Tôn giả nghi hoặc nói. Kỳ quái. Chẳng lẽ do tư thế kích hoạt giao trì của ta không đúng? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Hay trong giao trì còn cất giấu nhân tố then chốt gì nữa? Ví dụ như thứ gì đó tương tự như nguồn suối bị nghẹt chẳng hạn. Tống Thư Hàng nhớ lại suối nguồn sự sống trong tâm khiếu mình, muốn có nước thì trước tiên phải có nguồn suối đã chứ. Ta đi xem thử. Bạch Tôn giả nhẹ nhàng nhảy xuống giao trì. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Bạch tiền bối đợi đã. Trong giao trì này còn có mấy thủ vệ, tùy tiện tiến vào sẽ bị bọn họ chém đó. Nữ thủ vệ giáp bạc sáng cùng mấy nữ thủ vệ khác nghe vậy chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Tôn giả hỏi. Suýt chút nữa quên mất các ngươi. Bây giờ ta muốn đi vào giao trì, các ngươi có ngăn cản ta không? Nữ thủ vệ giáp bạc sáng lắc đầu, dẫn những nữ thủ vệ khác quỳ một chân trên đất, dùng hành động chứng minh lựa chọn của các cô. Bạch Tôn giả đã là chủ nhân của cả thiên giới giao trì. Từ nay về sau, các cô sẽ nghe theo sự sai khiến của Bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả hài lòng gật đầu, sau đó lướt người đi sâu vào giao trì. Chúng ta có đi xuống không? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng nhìn mấy nữ thủ vệ, lắc đầu đáp. Thôi, ở đây chờ Bạch tiền bối đi ra đi. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe được tiếng của Bạch Tôn giả từ giữa giao trì vọng lên. Thư Hàng, A Thập Lục, hai người các ngươi cũng xuống đây nhìn chút đi. Tô Thị A Thập Lục cười nói. Chúng ta đi xuống thôi. Tống Thư Hàng nhìn về phía nữ thủ vệ giáp bạc sáng. Xin hỏi vị, tiên tử tỷ tỷ này một chút, lần này ta đi vào, các ngươi có chém ta nữa không đấy? Nữ thủ vệ giáp bạc sáng ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng, sau đó khẽ lắc đầu. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục cùng với Liễu Yêu đi tới vị trí trung tâm trong giao trì, chỗ mà Bạch Tôn giả đang đứng.
bọn họ thấy dưới chân Bạch Tôn giả có một cái hố sâu. Trong hố có một thiết bị nhìn rất phức tạp. Bộ phận chính của thiết bị này là một cái vại lớn bằng thủy tinh trong suốt, to cỡ một chiếc xe tải. Tiếp theo là vô số vật gì đó giống như đường ống từ trên vại thủy tinh kéo dài ra ngoài, đâm vào các góc dưới đáy giao trì. Chẳng khác nào một sản phẩm công nghệ cao, đây là pháp bảo do tu chân giả thời kỳ viễn cổ luyện chế ra sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Bạch Tôn giả nói. Ta nghĩ nó là thiết bị của thời hiện đại hóa, nhìn khá giống một loại động cơ. Lúc trước Bạch Tôn giả có tháo dỡ một số thứ có liên quan đến động cơ, trong đó phần nhiều là xe, cho nên khá quen mắt với loại cấu tạo này. Tô Thị A Thập Lục gật đầu đồng ý nói. Nghe Bạch Tiền Bối ngài nói vậy, ta cũng thấy giống. Bạch Tôn giả nói. Cho nên ta đang suy nghĩ có khi nào vật này cũng cần cắm cần điều khiển vào, sau đó dùng tay quay để khởi động giống như máy kéo có tay cầm không? Tống Thư Hàng. Dám lắm đấy, vậy Bạch Tiền Bối ngài có thấy thứ gì giống như cần điều khiển không? Không tìm được. Bạch Tôn giả nhún vai nói. Vậy nên nãy giờ ta vẫn đang do dự có nên tháo nó ra để xem thử hay không? Xin Bạch Tiền Bối hạ thủ lưu tình. Tống Thư Hàng vội nói. Vừa nhìn đã biết thứ này chính là hạt nhân của giao trì, hơn nữa nói không chừng trong cả thiên địa này chỉ còn sót lại một thiết bị này thôi đấy. Nếu bị Bạch Tôn giả tháo hỏng thì phiền toái lắm. Thế nên ta mới gọi các ngươi tới. Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Tôn giả miễn cưỡng nói. Ta đứng bên cạnh nhìn, Thư Hàng tới tháo đi. Thật ra thì Bạch Tôn giả vẫn muốn tự mình tháo. Nhưng hắn sợ mình tháo hư thứ này. Lỡ may hư mất mà lại không sửa được thì giao trì không thể khôi phục như ban đầu mất. Thiên giới giao trì mà không có giao trì thì còn gì là thiên giới giao trì nữa chứ? Cho nên hắn chỉ đành nhường cơ hội tháo thiết bị cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối, ta không dám tháo đâu. Hay là hỏi mấy nữ thủ vệ tiên tử kia thử đi, nói không chừng các cô ấy biết thư này do là môn phái nào trong thời kỳ viễn cổ sản xuất ra. Có hạn sử dụng không? Có bảo trì sửa chữa hoặc sách hướng dẫn sử dụng không? Bạch Tôn giả nghe vậy, xoay đầu lại nhìn về phía mấy nữ thủ vệ. Nữ thủ vệ giáp bạc sáng lắc đầu liên tục, cao giọng đáp. Tôn giả, mặc dù mấy tỷ muội chúng ta là thủ vệ giao trì nhưng chúng ta chưa hề tiến sâu vào giao trì, cho tới bây giờ cũng không biết ở trung tâm giao trì lại có một vật như vậy. Thiên đình viễn cổ tan biến trước, các cô là thủ hộ giao trì đích hộ vệ, một mực bảo vệ ở giao trì đích bên bờ. Sau khi thiên đình viễn cổ bị hủy diệt, giao trì khô can, trung tâm hồ bị con hung thú tà năng kia chiếm cứ, các cô cũng không cách nào tiến sâu vào giao trì. Ngươi cũng thấy đấy, hết cách rồi, cho nên chỉ có thể tháo nó ra thôi. Bạch Tôn giả nói, nếu ngươi không dám tháo vậy thì đứng bên cạnh, dùng điện thoại thu lại quá trình ta tháo máy, có video cũng dễ lắp ráp lại hơn. A Thập Lục, ngươi ở một bên thay ta phân loại sắp xếp các linh kiện tháo ra. Để lát nữa tiện cư dựa theo thứ tự lắp ráp lại từng cái. Xem ra cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Bạch Tiền Bối, ngươi nhớ phải tháo chậm một chút để ta quay lại cho rõ. Tống Thư Hàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay phim. Tận lực không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Lỡ may bỏ sót một chi tiết, lúc Bạch Tiền Bối ráp lại mà thừa ra một linh kiện thì hạch tâm của thiên giới giao trì này sẽ nổ mất. Yên tâm đi, ta sẽ tháo thật chậm. Bạch Tôn giả vén tay áo lên, lấy từ trong trang bị không gian ra rất nhiều dụng cụ. Ngay lúc Bạch Tôn giả chuẩn bị làm một trận lớn thì đầu Diệp Tư đột nhiên chui ra từ đỉnh đầu Tống Thư Hàng. Cô nhìn thiết bị trước mắt, kinh ngạc nói. Thứ này là máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới của Bích Thủy các bọn ta mà. Máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới? Ai đặt cái tên ngu ngốc này thế? Tống Thư Hàng cạn lời. Khoan đã. Tống Thư Hàng lập tức hỏi tiếp. Thứ này là bảo vật của Bích Thủy Các ư? Ừ, tuyệt đối không sai đâu. Ta nghe nói vật này do một người bạn trước kia của Sở Các Chủ thiết kế chế tạo giúp Bích Thủy Các bọn ta. Nghe nói trong máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới này cất giấu một thần binh kiếp tiên quý giá, có năng lực thần kỳ, nghe nói có liên quan đến thọ nguyên. Chúng ta chỉ cần bỏ linh thạch vào trong vại lớn, rồi kích hoạt món thần binh kiếp tiên quý giá kia, sau đó trong máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới sẽ tuôn ra vô hạn linh tuyển. Có linh tuyền thì có thể trồng trọt nhiều linh thực bên cạnh linh tuyền, hơn nữa linh tuyền cũng là bảo vật trọng yếu trong luyện đan. Rất tiện lợi. Diệp Tư sư tỷ đáp. Tống Thư Hàng nghe xong, trong lòng chợt động. Bảo vật của Bích Thủy Các, nhưng ở thiên đình viễn cổ. Quả nhiên chủ nhân cũ Trình Lâm Thiên Tử của thiên giới giao chỉ có quan hệ mật thiết với Bích Thủy Các.
hắn có một suy đoán, Trình Lâm tiên tử có mối liên hệ rất mật thiết với Diệp Tư. Nếu có cơ hội biết được bộ dạng của Trình Lâm tiên tử trông thế nào, hắn sẽ càng tin tưởng suy đoán của mình hơn. Lúc này, Bạch Tôn giả hỏi. Vậy Diệp Tư đạo hữu có biết cách khởi động máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới này không? Chương 825, phần của ngươi quy ra thành linh thạch trả nợ đi. Đương nhiên là biết rồi. Diệp Tư vừa nói vừa chui ra khỏi thân thể Tống Thư Hàng. Sau đó, cô tới trước vại thủy tinh to như xe tải kia. Đầu tiên, chúng ta phải bỏ đầy đủ linh thạch vào chỗ này. Lúc nói, cô giơ tay vỗ vào đỉnh vại một cái, vại thủy tinh trong suốt tự động mở ra một nắp cỡ như cửa xe. Một thiết kế rất tài tình, hơn nữa không hổ là pháp bảo tiên gia, đã nhiều năm vậy rồi mà cái nắp này vẫn không bị kẹt, chất lượng không chê vào đâu được, bộ phận quan trọng cũng không bị gì xét. Phải bỏ vào bao nhiêu linh thạch? Bạch Tôn giả hỏi. Số lượng tùy ý, lúc trước bọn ta toàn bỏ vào linh thạch ngũ phẩm, một vại đầy có thể dùng hơn 500 năm. Cực lời luôn. Diệp Tư nói. Bạch Tôn giả. Không thành vấn đề, ta sẽ cung cấp linh thạch. Sau đó hắn mở trang bị không gian lấy toàn bộ linh thạch ngũ, lục phẩm ném vào trong vại, được chừng nửa vại. À, lần này trên người không mang nhiều linh cảm ngũ phẩm, lục phẩm lắm. Trước cứ dùng nhiều đây đi, sau này lại bỏ thêm vào cho đầy. Bạch Tôn giả nói. Nhiều đây là đủ rồi. Diệp Tư đóng vại trong suốt lại, sau đó ôm vại lớn như xe tải xoay tròn một vòng, vặn chặt nó lại. Sau khi vại lớn được vặn chặt, trên đỉnh máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới dần nhô lên một cây gậy thủy tinh thô to. Đây cũng là một cơ quan. Gậy thủy tinh hiện ra từng chút một, Tống Thư Hàng càng xem càng cảm thấy không đúng. Hình dáng của thứ này có vấn đề, mới đầu cứ tưởng là một cây gậy thẳng, nhưng sau khi hiện lên hết thì mới biết thứ này là một tay cầm có hình chữ Z, hình dáng giống y như cần điều khiển của xe máy kéo có tay cầm, chỉ là thể tích lớn hơn một chút mà thôi. Đừng nói với ta là thiết bị pháp khí viễn cổ có cái tên ngu ngốc, nhưng hiệu quả ngoài sức tưởng tượng này cũng cần phải cắm cần điều khiển vào quay như điên giống như máy kéo có tay cầm nha. Cách thức khởi động thế này mất mặt lắm có bia không? Vật này gọi là cần điều khiển, chỉ cần cắm vào trong cái lỗ này của máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới, sau đó ấn công tắc, quay hết sức là có thể kích hoạt thiết bị này. Diệp Tư sư tỷ giới thiệu. Tống Thư Hàng. Hóa ra đúng là cần điều khiển thật à. Bạch Tôn giả cảm thấy rất vui vẻ. Giống y như máy kéo có tay cầm luôn này. Để ta. Sau đó tiền bối cầm lấy cần điều khiển cỡ to từ trong tay Diệp Tư, cắm nó vào trong máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới. Diệp Tư giúp ấn công tắc. Bạch tiền bối hớn hở quay. Một vòng, hai vòng. Bạch tiền bối quay trông rất thuần thục. Ầm ầm ầm. Một loạt tiếng nổ quen thuộc vang lên. Khởi động máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới thành công. Bạch Tôn giả hỏi. Như vậy là được rồi sao? Đúng vậy, như vậy là được rồi, tiếp theo là chờ nó phun ra linh tuyền. Diệp Tư đáp. Ước chừng 10 hơi thở sau. Tiếng nổ của máy trợ sinh linh tuyền thế kỷ mới yếu bớt, gần như chỉ còn lại tiếng rung không cách nào cảm ứng được. Nhưng vẫn không thấy linh tuyền phun ra. Diệp Tư, có phải là còn thiếu cái gì không? Ví dụ như chúng ta còn thiếu một ngụm nước suối chẳng hạn. Tống Thư Hàng hỏi. Đừng nôn nóng, còn chưa đến giờ đâu. Ta nhớ các chủ đã từng giới thiệu qua, nói bên trong máy này có trận pháp, có thể hấp dẫn nguyên tố trong thiên địa chuyển đổi thành nước suối. Diệp Tư đáp, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung. Còn nếu muốn đẩy nhanh bước này thì có thể thêm chút nước suối có linh lực vào trong chỗ này của máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới để làm chất dẫn. Trong lúc nói, Diệp Tư lại vỗ nhẹ một cái vào một chỗ trên máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới. Chỗ đó lập tức bắn ra một cái hộp to cỡ thùng nước. Nước suối có linh lực, ta có này. Tống Thư Hàng đưa tay gõ nhẹ vào thùng nước. Đồng thời ý niệm cũng động, rút lấy nước suối suối nguồn sự sống trong tâm khiếu rót ra. Chỗ đáy thùng nước lập tức xuất hiện một tầng nước suối. Đủ chưa? Tống Thư Hàng hỏi. Vừa dứt lời, nước suối suối nguồn sự sống ở đáy thùng nước giống như bị thứ gì đó hút vào. Diệp Tư vội vàng đưa tay đẩy thùng nước trở lại bên trong máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới. Sau đó, trên đỉnh máy trợ sinh linh tuyển thế kỷ mới đột nhiên phun ra lượng lớn linh tuyển. Mấy người Tống Thư Hàng không tránh kịp, bị linh tuyển phun ướt cả người. Diệp Tư, dùng suối nguồn sự sống của ngươi làm chất dẫn có hiệu quả không tồi. Bạch Tôn giả không né tránh, hắn giơ tay ngoắt một cái,
một đoàn linh thủy cỡ quả đấm bay đến trước mặt hắn. Sau đó hắn đưa tay chạm vào đoàn linh thủy này để tiến hành kiểm tra. Chất lượng linh tuyền rất tốt, bên trong hàm chứa sinh cơ bừng bừng, thảo nào trong truyền thuyết có nói nếu thường xuyên uống nước giao trì thì có thể kéo dài tuổi thọ. Có nước giao trì này rồi thì khi trồng một ít linh thực sẽ làm ít mà công to. À, ta có thể thử chuyển mấy miếng dược điền trong dược viên tới đây thử nghiệm xem. Bạch Tôn giả nói. Tống Thư Hàng đắm mình trong linh tuyền, tinh thần sảng khoái dễ chịu hẳn ra. Nhưng hắn cảm giác hiệu quả của linh tuyền này kém hơn suối nguồn sự sống do hạch tâm trong tâm khiếu hắn diễn hóa ra. Hắn cảm thấy nước suối trong giao trì khá giống với phiên bản cấp thấp của suối nguồn sự sống, nhưng lượng nước của người ta lại nhiều hơn suối nguồn sự sống trong cơ thể hắn rất nhiều. Thời kỳ viễn cổ, nếu xét về một số phương diện thì thiên đình mà thiên đế thiết lập có rất nhiều chỗ giống với tiểu thế giới mà Kim Liên hình thành. Cũng đến lúc chúng ta rời khỏi chỗ này rồi. Bạch Tôn giả thỏa mãn nói. Chuyến đi ra ngoài cho nổ tổ địa vô cực ma tông lần này kiếm bộn rồi, không ngờ lại nhặt được một cái thiên giới giao trì. Đúng rồi, A Thập Lục, Thư Hàng, ba người chúng ta chia thiên giới giao trì này đi. Nhưng giờ thiên giới giao trì đã trở thành bảo vật tư nhân của ta rồi, A Thập Lục, Thư Hàng, các ngươi có muốn quy đổi phần của mình thành linh thạch hoặc là những bảo vật khác không? Bạch Tôn giả quay qua hỏi Tống Thư Hàng và A Thập Lục. Lúc nào đi ra ngoài với Bạch Tôn giả cũng kiếm được vài món hời. Mặc dù những món hời này thường đi đôi với nguy cơ. Ví dụ như chuyến đi giao trì này chẳng hạn, Tống Thư Hàng suýt chút nữa bị nữ thủ vệ của giao trì chém trọng thương. Hơn nữa còn đụng độ với đại ma đầu thất phẩm Lư Sơn Lộ Ma Tôn, đã vậy còn gặp được loại quái vật cỡ khủng như hung thú tà năng nữa chứ. Nhưng chỉ cần chống đỡ qua kiếp nạn là sẽ đạt được thu hoạch khổng lồ, đúng như câu cầu phú quý trong nguy hiểm mà người ta hay nói đó. Không đúng, cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như nói cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy thì bất kể là nữ thủ vệ, Lư Sơn Lộ Ma Tôn hay hung thú tà năng đều không thật sự gây nguy hiểm đến tính mạng của ta và Tô Thị A Thập Lục. Mặc dù nữ thủ vệ giao chỉ tàn bạo phát động tấn công với ta, nhưng trên thực tế lại âm thầm nương tay, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến tính mạng của ta. Lúc Lư Sơn Lộ Ma Tôn ra sân thì lập tức bị Bạch Tôn giả giải quyết, còn hung thú tà năng chỉ đóng vai một nhân vật bi kịch từ đầu đến cuối mà thôi. Mỗi lần đi cùng Bạch tiền bối, gặp phải nguy nan càng đáng sợ thì thu hoạch mới càng lớn. Vậy mà lần này thu hoạch được cả một cái thiên giới giao trì nhưng lại chẳng gặp hiểm bao nhiêu. Chuyện này phản tu chân. Chẳng lẽ lần cầu phú quý trong nguy hiểm này khá đặc thù, lấy được phú quý trước, sau đó mới tiếp xúc tới nguy hiểm đáng sợ sao? Có khi nào nguy hiểm chân chính còn đang ở phía sau rình rập ta và Tô Thị A Thập Lục không? Tống Thư Hàng không khỏi nâng cao Sienna giao. Bởi vì, quẻ thượng của vị nữ tu tóc xanh nghi là do đồng quái tiền bối dịch dung thành còn chưa ứng nghiệm. Hơn nữa, trước có trận dạy dỗ chết đi sống lại trong thế giới Kim Liên của Nho gia, gần đây Tống Thư Hàng làm gì cũng sẽ chú ý nhiều hơn. Cho dù làm chuyện gì cũng phải đứng ở góc độ tồi tệ nhất để chuẩn bị. Lo trước khỏi họa mà. Tô Thị A Thập Lục xua tay lia lịa nói. Bạch tiền bối, ngài chia hoa hồng cho ta là được rồi, ta có giúp được gì đâu. Bạch Tôn giả vỗ vai A Thập Lục nói. A Thập Lục, người đừng khách khí như vậy, người gặp có phần mà. Trước kia ta và tất cả đạo hữu đều phân phối như vậy hết. Hơn nữa ai nói ngươi không hỗ trợ gì chứ. Ngươi đã giúp ta thăm dò thiên giới giao trì này, còn hỗ trợ khống chế hổ linh nữa mà. Ngươi không được từ chối, tất cả cứ nghe theo sự an bài của ta. Cái thiên giới giao trì này, ta chiếm phần lớn, hai ngươi chiếm phần nhỏ, cứ chia theo tỷ lệ 6:2:2 đi. Thập Lục. Người muốn quy đổi phần của mình thành linh thạch hay là muốn chọn một ít bảo vật đồng giá trong một kho tàng bảo của ta? Bạch Tôn giả thật rộng lượng, khiến người ta khó lòng mà từ chối được. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Thị A Thập Lục đáp. Ta muốn quy đổi thành bảo vật đồng giá. Được. Sau đó Bạch Tôn giả lại quay qua nhìn Tống Thư Hàng. Còn Thư Hàng tiểu hữu thì sao? Ngay lúc Tống Thư Hàng định trả lời. Bạch Tôn giả đột nhiên khẽ nện nấm đấm tay phải vào lòng bàn tay trái nói. Phần của ngươi phân cứ quy đổi thành linh thạch đi, khấu trừ vào số linh thạch mà ngươi thiếu ta luôn. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Tính ra thì Bạch tiền bối chính là chủ nợ lớn nhất của hắn nhỉ. Một trang bị không gian đầy linh thạch bát, cửu phẩm, cộng thêm số linh thạch bị hoa sen do hạch tâm chiếu ra hấp thu. Tống Thư Hàng cũng không biết lúc mình còn sống có thể trả hết món nợ kết xù này hay không nữa.
mợ nó thiếu nợ ấy hả, một khi nhiều đến mức nào đó thì sẽ không sầu nữa. Nhân 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 nhân. Tại vành đai núi lửa thung lũng tách giản lớn Great Rift Valley ở Đông Phi. Vào giờ phút này có một thân ảnh lặng lặng ngồi ở miệng núi lửa, như ẩn như hiện trong màn khói độc của núi lửa. Đột nhiên thân ảnh này ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lóe lên tia sáng yêu dị trong làn khói độc. Thiên giới giao trì. Thiên giới giao trì vốn đã yên lặng, bỗng dưng tỉnh lại lần nữa. Nhưng một lát sau, thân ảnh này lại cúi đầu. Không phải Trình Lâm đã bị ta giết chết rồi. Hơn nữa người kích hoạt thiên giới giao trì không phải là cô ta, khí tức cũng hoàn toàn khác nhau. Thân ảnh nọ lẩm bẩm nói. Trong khói mù dày đặc, thoáng thấy được trên hai cánh tay hắn có thật nhiều cặp mắt đạng chớp động. Đã có người tìm được thiên giới giao trì, sau đó kích hoạt nó sao? Thật là một tên vừa may mắn lại vừa xui xẻo. Giao trì nữ đế Trình Lâm chủ nhân cũ của thiên giới giao trì đã từng đắc tội không ít người, đến nay vẫn còn không ít, những tên đó cũng giày đây mai đó y như hắn. Trong trường hợp không thể nào trả thù giao trì nữ đế Trình Lâm, những tên kia nhất định sẽ giận cá chém thớt. Nếu như bọn họ biết có người kế thừa thiên giới giao trì của Trình Lâm, nói không chừng sẽ ra tay san bằng thiên giới giao trì cùng với người kế thừa cũng nên. Ha ha! Thân ảnh nọ cười tự giễu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.